Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 35. Hô! Xanh thẳng không trung ở giữa, một đạo khói đen chợt lóe lên. Vây quanh ở cô Hồng Cốc bốn phía Khuyển Nhung tướng sĩ nhìn thấy, bất giác ào ào lên tiếng kinh hô, làm ra phòng bị. Sát Phá Lang ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một đạo vẻ sắc bén, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, một bước chân liền xông thẳng lên trời mà đi. Hắn cũng là thần chiếu bát trọng cao thủ, cho dù không có đằng sau chiến đội phụ trợ, tại Khuyển Nhung bên trong cũng là số một số hai cường giả. Cho nên đối mặt đạo này quỷ dị khói đen, hắn là không sợ chút nào. Một chi trường kích hướng về phía trước tìm tòi, giống như xẹt qua vân không linh xà giống như, thẳng tắp đâm về đằng trước. Cái kia cỗ vọt tới trước tiếng ong bay, phảng phất muốn chọc thủng bầu trời đồng dạng, mắt thấy là phải xé rách cái kia cỗ nồng đậm hắc khí. Thế mà, đúng lúc này, nhưng nghe một tiếng bá lạp lạp xích sắt bạo hưởng, một đạo hắc tỏa đột nhiên theo cái kia trong hắc khí thoát ra. Thế chi mãnh liệt, tựa như trời đất sụp đổ. Đụng! Một tiếng điếc tai vang lên ầm ầm, trường kích cùng khóa sắt hung hăng đụng vào nhau, lại là hơi chậm lại. Sát Phá Lang cũng cảm thấy đối diện một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, trên cánh tay nhất thời chính là tê dại một hồi. Bất quá, không đợi trong lòng của hắn kinh ngạc, cái kia đạo khóa sắt đã là bỗng nhiên lắc một cái, một liền đem hắn chấn quay trở về. Chờ rơi xuống mặt đất, còn ngăn không được liên tục lui hơn 20 bước, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Chờ ngẩng đầu lại nhìn lên trên lúc, cái kia đạo khói đen đã là không chút do dự địa phi nhập trong cốc, nhất thời không thấy bóng người. Sát Phá Lang, người thế nào, vừa mới đó là vật gì? Thác Bạt Thiết Sơn được đến truyền báo, vội vã dẫn theo còn lại tứ đại lang vệ đến đây xem, lại là chỉ thấy một cái hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền cái gì đều không nhìn thấy. Sát Phá Lang cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, ôm quyền nói, khởi bẩm nguyên soái, cái kia đồ chơi. Thuộc hạ cũng không biết thần thánh phương nào, nhưng tuyệt đối là cao thủ. Vừa mới thuộc hạ cùng so chiêu, không phải địch. Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, không khỏi cùng bên cạnh mọi người liếc nhìn nhau, âm thầm suy nghĩ một chút, lại là chậm rãi lắc đầu, không có gì đáng ngại, người kia cho dù là một tuyệt thế cao thủ, cũng đánh không lại ta thiên quân vạn mã. Muốn bằng lực lượng một người giải cứu cái kia độc cô lão nhi, thế nhưng là vạn vạn làm không được. Tất cả mọi người nghe lệnh, chết vây cô Hồng Cốc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lão phu để hắn tiến vào được, ra không được. Vâng, chúng tướng cùng nhau liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng. Một phương diện khác, đạo hắc ảnh kia vừa mới nhập cốc, Thiên Vũ Tứ Hổ liền mang theo đếm đội nhân mã vây quanh. Đi qua hơn một tháng chỉnh đốn, độc cô quân ngược lại là đại thể khôi phục chiến lực. Tuy nhiên trung gian bởi vì tình trạng kiệt sức, không có sống qua tới, lại chết hơn 100.000, nhưng bây giờ, tối thiểu có 500.000-600.000 binh lực có thể dùng. Dựa vào thế núi chi hiểm. Bọn họ cũng không sợ Khuyển Nhung đại quân lại công tới. Độc cô chiến thiên cái này một không thành kế, quả thực vì bọn họ thắng được khôi phục nguyên khí thời gian. Ai, độc cô phong gặp tiến đến chỉ có một người, không cảm giác trong lòng nghi hoặc, tiếng hét lớn nói. Xì xì xì. Sương mù màu đen dần dần tán đi, lộ ra bên trong một cái toàn thân bao khỏa tại đen nhánh phong bào hạ cao đại bóng người, phát ra như lão nghiêu giống như trầm đục, không cần bối rối, là ta. Bệ hạ nghe nói độc cô quân bị nhốt cô Hồng Cốc, cố ý để lão phu đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Độc cô lão nguyên soái hiện ở nơi nào? Người kia một bên nói, một bên móc ra một khối vàng dòng lệnh bài cho bọn hắn nhìn. Tứ trụ một trong, quỷ ảnh vệ thống lĩnh, quỷ vương. Nghi đầu bất giác lắc một cái, độc cô phong thật sâu liếc hắn một cái về sau, liền hướng sau lưng khoát khoát tay, ra hiệu chúng tướng sĩ thu lên binh khí. Thế nhưng là... Nguyên bản quỷ vương xuất hiện, người của mình đến đây cứu, bọn họ chắc là vạn phần mừng rỡ mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Ấn Độc Cô Lâm trước đó phân tích, bây giờ đế đô rất có thể rơi vào thừa tướng Gia Cát Trường Phong chi thủ, mà cái kia đạo ngự chỉ, cũng là hắn mưu hại độc cô đại quân giả truyền thánh chỉ. Nhưng bây giờ, bệ hạ thân tín, quỷ vương thế mà xuất hiện, hơn nữa còn đánh lấy hoàng đế mệnh lệnh đến đây. Đây cũng là cùng bọn hắn trước đó phân tích phát sinh mâu thuẫn. Mà quỷ vương nhìn lấy bọn hắn tuy nhiên đối với mình không có địch ý, nhưng là khúc mắc y nguyên tồn tại, bốn người đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có chút nào hành động, bất giác mi đầu hơi nhíu nhăn, quát lạnh lên tiếng, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe được ta lời nói sao?
ta chỗ này có bệ hạ mật chỉ, giúp đỡ bọn ngươi giải vây kế sách, Độc Cô Chiến Thiên ở đâu? Há, nghĩa phụ chính tại Trung Quân Đại Trướng, mời theo chúng ta đến. Độc Cô Lâm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng không dám quá mức nghi ngờ, để miễn cho tội vị hoàng đế này trước mặt trọng thần, khom người cúi đầu, liền mang theo ba vị huynh đệ phía trước dẫn đường. Quỷ vương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang, theo sát sau. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Độc Cô Chiến Thiên soái trướng trước đó, tại Độc Cô Lâm bẩm báo quỷ vương đến đây ý đồ về sau, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi đại hỉ, ngay lập tức đem hắn mời tiến đến, cùng bàn lui địch kế sách. Quỷ ảnh vệ thống lĩnh quỷ vương đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Người ta đều là tứ trụ, lại chưa từng có gặp nhau, hôm nay có thể nhìn thấy, cũng coi như lão phu một cọc tâm nguyện, ha ha ha. Độc Cô Chiến Thiên ôm một cái quyền, cười to lên. Quỷ vương hơi gật đầu, cười nhạt nói, lão nguyên soái khách khí, đối vu lão nguyên soái anh dũng chiến tích, lão phu cũng cửu ngưỡng đại danh, thần giao đã lâu. Hôm nay gặp mặt, đồng dạng đại nguyện được đền bù. Hai người lẫn nhau hàn huyên thổi phồng một trận, cùng nhau cười to lên. Đón lấy, Độc Cô Chiến Thiên cơm hộp tức đoạn, tiến vào chính đề, nhướng mày, dò hỏi, quỷ vương đại nhân, lão phu thụ bệ hạ chi mệnh, hồi đều cần vương cứu giá, không biết bây giờ đế đô chiến sự như thế nào. Ha ha ha, Độc Cô lão nguyên soái thật sự là trung quân thể quốc, thế nhân làm gương mẫu a. Thân hãm khốn cảnh như vậy, y nguyên tâm hệ bệ hạ an nguy, thật là làm lão phu thán phục không thôi. Cười gật gật đầu, quỷ vương nhẹ giọng an ủi, lão nguyên soái xin yên tâm, bắt giặc phải bắt vua trước, tại lão phu mang theo quỷ ảnh vệ, bắt đến ra Cát Trường Phong cái kia phản nghịch về sau, hắn những cái kia đám người ô hợp thì tước vũ khí đầu hàng. Đế đô chi vây đã giải, lão nguyên soái không cần lo lắng. Nếu không, bệ hạ lại có thể phái lão phu đến hiệp trợ nguyên soái thoát ly khốn cảnh đâu. Nghe được lời này, Độc Cô Chiến Thiên cuối cùng lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng một tảng đá lớn, cũng cuối cùng buông ra, dạng này liền tốt, thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu Thiên Vũ. Quỷ vương đại nhân, hiện tại Khuyển Nhung 1 triệu tinh binh nhập cảnh, ta Độc Cô đại quân lại bị nhốt ở đây, không biết bệ hạ có gì lương sách, có thể giải hôm nay chi vây. Lúc này, Độc Cô Lâm chen lời nói. So với đế đô tình thế, hắn tựa hồ quan tâm hơn lúc này Độc Cô quân khốn cảnh. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, quỷ vương một mặt tự tin nói, sơn nhân tự có diệu kế, bệ hạ đã an bài tốt hết thảy. Bất quá, việc này liên quan bí mật, chỉ có thể lão phu bí truyền đại nguyên soái biết được, người khác không được thám thính một chữ, để phòng tiết lộ phong thanh. Không khỏi sững sờ, tứ hổ liếc nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Là dạng gì ý chỉ, liền bọn họ cũng không thể ở bên nghe đâu. Độc Cô Chiến Thiên trầm ngâm một chút. Hướng bốn người phất phất tay nói, nếu là bệ hạ ý tứ, tự nhiên muốn tuân theo. Bốn người các ngươi trước xuất ngoại chờ, một hồi lão phu chiêu các ngươi tiến đến, lại đi vào. Đúng, nguyên soái, bốn người khom người lĩnh mệnh, liền lui ra soái trướng. Lúc này, quỷ vương khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói, lão nguyên soái, mời đưa lỗ tai tiến lên, ta đem bệ hạ ý chỉ, bí truyền ngươi. Độc Cô Chiến Thiên không nghi ngờ gì, liền chiếu vào ngang nhiên xông qua. Thế mà, đúng lúc này, quỷ vương sắc mặt đột biến, trong nháy mắt biến đến dữ tợn, siêu một tiếng, một cái tràn đầy hắc khí móng vuốt, bỗng nhiên hướng Độc Cô Chiến Thiên ở ngực tìm kiếm. Đụng, một tiếng vang thật lớn phát ra, thậm chí cái kia tiếng xương vỡ vụn âm đều rõ ràng có thể nghe. Không có chút nào phòng bị, Độc Cô Chiến Thiên bị nhất trưởng đánh ra. Trong miệng nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Chờ rơi vào đến, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trợn mắt hướng quỷ vương nói, ngươi. Ngươi cũng đầu nhập vào ra Cát Trường Phong tên gian tặc kia. Ha ha ha, Độc Cô Chiến Thiên, ngươi lão nhi này tác chiến là một tay hảo thủ, làm sao gặp phải hướng quyền tranh đấu loại sự tình này, thì hồ đồ như vậy đâu. Cười lạnh, quỷ vương đạm mạc lên tiếng, đàng hoàng nói cho ngươi, đòi mạng ngươi không phải ra Cát Trường Phong. Hắn hiện tại đã rơi vào đại lao, vĩnh thế thoát thân không được. Tránh thức để lão phu đến đây kết quả ngươi cùng ngươi cái kia đại quân, là bệ hạ. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Độc Cô Chiến Thiên không thể tin nói, không, không có khả năng. Lão phu đối bệ hạ luôn luôn trung thành tuyệt đối, bệ hạ vì sao lại? Hừ, xác thực, bệ hạ thường nói, đầy triều văn võ bên trong trung thành nhất chi thần,
không ai qua được ngươi lão nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên. Cho nên, tại làm ra cái này vừa quyết đoán trước, bệ hạ cũng rất xoắn suýt. Bất quá là Thiên Vũ ngày sau an bình, ngài thì hy sinh lần này đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Quỷ Vương cười khẩy nói, đúng, bệ hạ gần đến trước xác thực để cho ta cho ngài mang câu nói. Ngài là Thiên Vũ Cúc Cung tấn tụy cả một đời, cũng là cái kia nghỉ ngơi một chút thời điểm. Hung hăng cắn răng, Độc Cô Chiến Thiên rõ ràng không muốn tin tưởng dao động cái đầu, trong miệng bọng máu tại cuồn cuộn toát ra, không có khả năng, không có khả năng, bệ hạ. Sẽ không như vậy đối lão thần. Nguyên soái. Lúc này, Tứ Hổ ở bên ngoài nghe đến bên trong tiếng vang, không khỏi vội vàng xông tới, nhưng là đến mặt, lại là để bọn hắn nhịn không được khóe mắt, nộ hống lên tiếng. Quỷ Vương, ngươi dám đối với ta phụ soái xuất thủ, chúng ta tứ huynh đệ tuyệt không buông tha ngươi. Độc Cô Phong nhìn về phía Quỷ Vương, toàn thân nguyên lực bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cười lạnh, Quỷ Vương khinh thường bĩu môi, bốn cái liền thần chiếu cảnh đều không đột phá tiểu lão hổ, không có sau lưng trăm vạn hùng binh, các ngươi tại lão phu trong mắt, căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng. Đã hiện tại các ngươi muốn chết, vậy lão phu thì thuận tay thành toàn các ngươi. Miễn cho ngày sau các ngươi mang binh làm thiên hạ loạn lạc, nhắm chúng bệ hạ phiền phức. Vừa dứt lời, Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ, đen nhánh xiềng xích, thẳng tắp hướng Tứ Hổ vung đi. Tứ Hổ thấy một lần, không dám khinh thường, vội vàng hợp thành chiến trận, bốn người nguyên lực lẫn nhau giao dung, thực lực nhất thời liền tăng trưởng mấy lần. Bất quá đáng tiếc, chỉ có bốn người bọn họ liên thủ, căn bản không phát huy ra chiến trận uy lực. Đụng! Một tiếng vang thật lớn. Bốn người nhất thời liền bị quất bay ra ngoài, bốn ngụm máu tươi, cùng nhau phun ra, đợi rơi xuống mặt đất, đã là triệt để uể oải xuống tới. Thấy tình cảnh này, Quỷ Vương càng là giễu cợt liên tục, các ngươi bốn người chiến trận này ngược lại là có một tay, thế mà có thể chống đỡ lão phu cái này một liền chi uy. Bất quá, cũng liền dừng ở đây, chiêu tiếp theo, các ngươi liền nên để mạng lại. Bạch, lại là tối sầm liền vung ra, thẳng tắp hướng Độc Cô Phong đầu bay đi. Còn lại Tam Hổ gặp này, không khỏi ào ào khẩn trương, muốn đi cứu, lại là rốt cuộc không bò dậy nổi. Độc Cô Chiến Thiên tròng mắt mãnh liệt chừng, muốn thẳng đứng lên, lại chỉ là run run thân thể, liền lại ngã xuống. Mắt thấy chính mình con nuôi, lập tức muốn trước chính mình một bước rời đi, đường đường Thiên Vũ đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên trong lòng tràn đầy thật sâu phẫn hận, thậm chí còn có từng tia hối hận. Ông! Thế mà! Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận không gian ba động phát ra, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Độc Cô Phong trước người, lại vừa vặn đối lên đầu kia giống như rắn độc đen nhánh khóa sắt. Phốc! Một tiếng vang trầm, cái kia đạo không ai bị nổi khóa sắt, bỗng nhiên bị một cái non nớt tay nhỏ, dễ dàng nắm trong tay, muốn nhiều vững vàng có nhiều vững vàng. Quỷ Vương thấy một lần, lúc trước còn chấn định tự nhiên hắn. Lúc này lại là nhìn không được một khỏa trái tim nhỏ kém chút bị hoảng sợ đi ra, nhất thời kêu lên sợ hãi, Trác Phàm, Cổ Tam Thông, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không sai, người tới chính là Trác Phàm, Cổ Tam Thông cùng Lạc Vân Hải ba người, chỉ bất quá Lạc Vân Hải thực lực yếu ớt, Quỷ Vương liền đem hắn cho lọt mất. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông có thể mang đến cho hắn thật sâu uy hiếp. Nguyên soái, huynh trưởng, các ngươi. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Lạc Vân Hải nhìn đến trước mặt cái này thê thảm tràng cảnh, không khỏi hung hăng cắn răng, song quyền càng là chăm chú nắm lại tới. Cổ Tam Thông ngắm nhìn bốn phía, cũng minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, lão cha, xem ra chúng ta đến chậm một bước. Không, tới vừa vặn. Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm mặt ngoài lại là khẽ gật đầu, đối mọi người tại đây thâm biểu đồng tình. Quỷ Vương. Người cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là ngu chung cùng cực người, tội gì hạ độc thủ như vậy. Chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía Quỷ Vương, Trác Phàm nghiêm nghị quát lớn, nhưng cũng không bài trừ mắng tỉnh Độc Cô Chiến Thiên mục đích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quỷ Vương cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói, Trác Phàm, đã người biết rõ ta thậm chí chung người, liền nên minh bạch cái gì gọi là ăn lộc của vua, gánh quân chi lo. Lão Phu. Bất quá phụng mệnh hành sự mà thôi, nhưng là hiện tại, đã hai vị nhúng tay việc này, lão phu trước hết lại cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói, Quỷ Vương lần nữa hóa thành một đạo khói đen, thì hướng ngoài trướng bay đi. Lạc Vân Hải gặp, không khỏi hét to lớn tiếng, Trác đại ca,
đừng để hắn chạy. Hừ, cái này dễ dàng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, hai ngón khép lại, phía trên nhất thời tản mát ra một trận khủng bố không gian ba động tới. Sau đó hướng về quỷ vương thoát đi phương hướng, nhất chỉ đánh ra. Huyền giai vũ kỹ, diệt thần chỉ. Giống. Chỉ một thoáng, long ngâm gào rú, âm thanh chấn toàn cốc. Trác Phàm từ được đến 9 đầu địa mạch long hồn về sau, tuy nhiên không nghĩ lấy đem bọn hắn luyện hóa, nhưng bằng thanh viêm chi uy, cũng có thể khống chế bọn họ vì chính mình hiệu lực. Cái này diệt thần chỉ vốn là nhằm vào nguyên thần vũ kỹ, bây giờ lại thêm vào địa long chi uy, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Cái kia đạo khủng bố ba động thượng còn không có bắn tới trước người hắn, quỷ vương liền đã cảm thấy một cỗ thật sâu uy hiếp cảm giác tự nhiên sinh ra, không khỏi quá sợ hãi, đuổi vội vàng xoay người đem hắc bào khẽ quấn, trốn bên trong. Đụng! Diệt thần chỉ thần uy hung hăng đụng vào cái kia hắc bào phía trên, nhất thời liền đem cái kia tối đen như mực đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không có âm thanh. Thế nhưng là, làm Trác Phàm hai người chạy lên phía trước, đem cái kia hắc bào giật ra lúc, bên trong lại là giống tuếch. Quỷ vương cái bóng, sớm đã không biết đi nơi nào. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, vậy mà chạy. Nghi đầu bất giác nhảy một cái, Trác Phàm thở dài, lắc đầu, nguyên lai tiểu tử này còn có chiêu này, ám độ trần thương. Nghĩ đến hắn là mượn hắc bào che chắn chúng ta tầm mắt lúc, ẩn rơi thân hình, theo một địa phương khác chuồn mất. Cái này linh khôi còn có thể ẩn hình sao? Cổ Tam Thông hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Trác Phàm. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm tiện hóa nói, đương nhiên, không phải vậy quỷ ảnh vệ như thế nào đối đế đô các đại thế lực tiến hành giám thị. Chỉ bất quá, bọn họ có thể ẩn rơi thân hình, lại ẩn không rơi khí tức, chỉ là theo công lực thâm hậu, khí tức càng lúc càng mờ nhạt mỏng mà thôi. Gặp phải cao thủ, tự nhiên có thể tùy tiện cảm giác. Bất quá vừa mới chúng ta đều bị quỷ vương hấp dẫn chú ý lực, ngược lại để hắn có cơ hội để lợi dụng được, chuồn mất. Cổ Tam Thông rõ ràng hết thảy. Đùa cười ra tiếng, hắc hắc hắc. Vậy ta về sau thì không nhìn hắn, dùng cái mũi tìm hắn, hắn tuyệt chạy không. Nguyên soái. Lúc này, trong đại trướng đột nhiên truyền đến mọi người bi thương tiếng giống to, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông liếc nhau, liền cùng nhau lại đi trở về đi. Lại là chính gặp Lạc Vân Hải chính ôm lấy Độc Cô Chiến Thiên hấp hối thân thể, khóc ròng ròng, Thiên Vũ Tứ Hổ thì là kéo lấy trọng thương thân thể, leo đến trước mặt hắn, đồng dạng một mặt buồn sắc. Nhìn đến Trác Phàm trở về, Lạc Vân Hải như là nhìn đến hy vọng giống như, chặn lại nói, Trác đại ca, người mau đến xem nhìn, nguyên soái hắn trọng thương, rõ ràng phục đan dược, lại là không có chút nào khởi sắc. Ta đến xem. Trác Phàm trực tiếp đi ra phía trước, sờ lấy hắn mạch tượng, thăm dò vào nguyên lực dò xét một phen, thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thất phẩm ma bảo, mục nát linh phệ hồn đinh, không có hy vọng. Cái gì thất phẩm ma bảo? Lạc Vân Hải khẽ giật mình, thì thào lên tiếng. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm thản nhiên nói, mục nát linh phệ hồn đinh là nhằm vào nguyên thần ma bảo, một khi đánh nhập thể nội, liền cùng nguyên thần tương dung, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn nguyên thần, cho nên nguyên thần tán loạn, không có thuốc nào chữa được. Nghĩ đến quỷ kia vương là tại đánh chúng hắn đồng thời, đêm này ma bảo đánh nhập trong cơ thể hắn. Nếu không phải ghét cay ghét đắng, hoặc là tất phải giết người, cho dù là ma đạo tu giả cũng sẽ không dễ dàng tế ra cái này một ma bảo bối. Dù sao, cái này thất phẩm ma bảo luyện chế không dễ, vẫn là duy nhất một lần. Xem ra hoàng đế muốn trừ nguyên soái chi tâm, tương đương kiên định a. Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác hung hăng run run thân thể, sau đó nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên cái kia càng thêm sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền ngăn không được bi thương. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên lại không có chút nào xót thương. Chỉ là trong ánh mắt, tản ra nồng đậm mê mang cùng không cam lòng. Lão phu chinh chiến xa trường cả đời, đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ là không nghĩ tới, lại là kiểu chết như thế, ha ha ha. Bật cười lắc đầu, Độc Cô Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, lão phu chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là, có mấy cái nghi hoặc, không biết người có thể hay không cho lão phu giải đáp một phen. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, lão nguyên soái mời nói. Lão phu cả đời chinh chiến, chiến công vô số, nhưng xưa nay không từ kiêu ngạo, trung quân thể quốc. Vì sao sẽ còn dẫn tới bệ hạ nghi ngờ, đến hôm nay chi báo. Độc Cô Chiến Thiên trong mắt chớp động lên vẻ thống khổ, thì thào lên tiếng,
từng tia máu tươi ngăn không được theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn lại là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có chân mày kia tại chăm chú nhíu lại, tựa hồ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra đây hết thảy. Trác Phàm trầm ngâm một trận, hỏi ngược lại, như vậy tại hạ xin hỏi nguyên soái, kiếp này lớn nhất đại thành tựu ra sao? Cố thủ biên cương, không cho Khuyển Nhung xâm phạm biên giới một bước. Độc Cô Chiến Thiên gằn từng chữ đạo, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm lần nữa hỏi lại, như vậy lão nguyên soái, xin hỏi tại ngài trưởng binh trước đó, Khuyển Nhung có thể hay không cướp đi ta Thiên Vũ một cương một đất? Thân thể hơi chấn động một chút, Độc Cô Chiến Thiên nhất thời trầm mặc xuống, hai mắt trâu khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Độc Cô Phong gặp này, không khỏi cổ cứng lên, ngạo nghễ nói, nguyên soái chưa trưởng binh trước đó, Khuyển Nhung tướng sĩ thường xuyên tự ý nhập ta vùng biên cương, cướp bóc đốt giết, đồ ta bách tính, dân chúng lầm than. Nhưng từ khi lão nguyên soái tọa trấn biên giới, Khuyển Nhung mới không thể tiến ta cương địa một bước. Thì tính sao? Độc Cô Phong còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là sùi cười một tiếng nói, thiên hạ này là hoàng đế thiên hạ, Khuyển Nhung quân sĩ tại vùng biên cương tàn phá bừa bãi một chút, cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ, dù sao có hộ quốc tam tông uy hiếp, ngàn năm qua Khuyển Nhung cũng không có khả năng từ Thiên Vũ cướp đi một khối lãnh địa. Chỉ cần lãnh thổ không mất, thiên hạ này cũng là hắn. Chỉ là theo Khuyển Nhung ở ngoài ngàn dặm, đối với chúng ta bệ hạ mà nói, còn thật tính không được cái gì công tích. Ai, Trác Phàm, người sao có thể nói như vậy đây, đây là vì nước vì dân đại công tích. Lão đại im ngay, để hắn nói tiếp, Độc Cô Phong muốn cãi chảy cãi cối, cũng là bị Độc Cô Chiến Thiên một miệng đánh gãy, sắc mặt âm trầm nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, bình tĩnh xuất khẩu, lão nguyên soái cả đời lớn nhất công tích, không ai qua được. Bên trong chế ra Cát Trường Phong, bên ngoài trấn ngự hạ thất gia. Mí mắt hơi động một chút, Độc Cô Chiến Thiên tựa hồ cũng có chút ý thức được, nhưng là hắn lại không muốn thừa nhận, dù sao đây là nội đấu. Làm một cái quân nhân, bên ngoài kháng cường địch mới là cả đời vinh diệu nhất sự tình. Chuột khiêng thương súng, gia đình bạo ngược, cái kia là tiểu nhân tiến hành. Nếu là lấy này làm cả đời lớn nhất công tích lời nói, đó mới là hắn tránh thức cả đời sỉ nhục. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tiếp tục nói, ta đã từng hướng mấy vị ngự hạ gia chủ nghe qua cái này mấy trăm năm quá khứ, lại là đột nhiên phát hiện, từ khi 300 năm trước tiểu tam tử đại náo Thiên Vũ về sau, hoàng thất uy hiếp lực ngày càng yếu bớt, mới dần dần xuất hiện tứ trụ thế lực. Chỉ bất quá trước mấy đời tứ trụ, đều không có thành tựu. Thẳng đến tại Vân Huyền Cơ dẫn đạo dưới, đương kim bệ hạ phân công ngươi cùng ra Cát Trường Phong cái này một văn một võ hai đại trợ lực. Tứ trụ thế lực mới như mặt trời giữa trưa. Nói cách khác, tứ trụ xuất hiện, chính là vì ức chế ngự hạ thất gia. Mà bệ hạ để ngài thống binh chinh chiến Khuyển Nhung, cũng chưa chắc có ý để ngài mở rộng đất đai biên giới, hoặc bảo vệ cương bảo vệ lãnh thổ, chẳng qua là muốn ma luyện một cái đội quân thiện chiến, tùy thời trấn áp ngự hạ thất gia quật khởi mà thôi. Thế nhưng là, xét thấy bảy nhà giáo huấn, hắn nhất định phải để cho các ngươi cái này một văn một võ đối đứng lên, hình thành quản thúc. Bất quá nói là quản thúc, thực cũng là cùng tồn tại. Hai người các ngươi chỉ cần có một người biến mất, một người khác cũng liền không có dùng. Bởi vì cái gọi là, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay cố, lương cung tàng. Lại chính vào lần này bệ hạ muốn toàn diện thu lưới, đem thiên hạ thế lực một mẻ hốt gọn thời điểm, Gia Cát Trường Phong đã bị thua, bệ hạ muốn đối phó tiếp theo người, cũng chỉ có thể là ngài. Trác Phàm tiếng nói tại tất cả mọi người bên tai tiếng vọng. Khiến người ta khó có thể tin, riêng là Độc Cô Chiến Thiên, trong mắt càng là hung hăng co lại, trong lòng lại như máu. Nguyên lai hắn tồn tại giá trị, chỉ là một cái quản thúc người khác quân cờ mà thôi. Như vậy cái này Khuyển Nhung quân đội là chuyện gì xảy ra, bệ hạ sẽ không phải làm ra dẫn sói vào nhà, như thế hồ đồ tiến hành đi. Độc Cô Chiến Thiên một cái giật mình, hỏi lần nữa. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm thở dài, Độc Cô nguyên soái. Ngài thật sự là quá mức chính trực, làm sao biết thế gian này tư tâm đáng sợ đến cỡ nào, riêng là đế vương tư tâm, so với thường nhân càng thêm ác độc gấp trăm lần. Ta dám nói, nếu là thiên hạ này không họ Vũ Văn, hoàng đế tình nguyện đưa nó hủy, cũng sẽ không để cho người khác. Dẫn sói vào nhà, ha ha ha, đầu này sói thế nhưng là giúp hắn cắn chết 10 cái địch nhân vốn có, để hắn tránh thức trưởng quản thiên hạ này. Đến lúc đó, coi như cho ăn đầu này sói mấy khối thịt. Lại có gì to tát đâu. Trác Phàm lời nói một câu bên trong,
chính là cùng hoàng đế ý nghĩ không mưu mà hợp. Chỉ có Độc Cô Chiến Thiên kinh ngạc nhìn đổ vào Lạc Vân Hải trong ngực, thật sâu nhắm mắt lại, thở dài một ngụm chọc khí, hốc mắt đã ẩm ướt. Hắn cái này mấy chục năm chinh chiến xa trường, đến tột cùng vì cái gì a? Nguyên soái, mọi người thấy Độc Cô Chiến Thiên cái kia thống khổ sắc mặt, không khỏi cùng nhau quan tâm nói. Nhưng trong lòng, cũng là có một loại khó nói lên lời thất lạc. Độc Cô Quân tung hoành thiên hạ mấy chục năm, kết quả là chỉ là trong tay người khác một cái đồ chơi, suy nghĩ một chút đều khiến người ta một trận bực mình, thì càng đừng đề cập là một tay đem Độc Cô đại quân tạo dựng lên đại nguyên soái. Chậm rãi khoát khoát tay, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt cũng đã không có lúc trước thần thái, trừ thương thế càng ngày càng nặng, nguyên thần tán loạn sắp đến nguyên nhân bên ngoài, chính yếu nhất, vẫn là cả đời kiêu ngạo sụp đổ. Dương mắt nhìn nhìn lại Trác Phàm, Độc Cô Chiến Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra khàn giọng thanh âm, như vậy Trác Phàm, lão phu một vấn đề cuối cùng. Ban đầu ở Bách Gia Tranh Minh trước đó, lão phu nói ngươi cùng lão phu rất giống, đều chiếm một cái chung chữ. Ngươi vì Lạc Gia, ta vì triều đình, nhưng bây giờ, ngươi nói lão phu ngu chung, vậy ngươi lại là vì sao mà chiến? Trác Phàm trầm ngâm một chút, không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ chính mình trái tim vị trí, thản nhiên nói ta vì vậy mà động, vì vậy mà được. Nhìn chằm chằm hắn vị trí kia, suy nghĩ rất lâu, Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên hai con ngươi sáng lên, tựa hồ ngộ đến cái gì, trắng xám trên mặt lộ ra không sai chi sắc. Hơi hơi gật gật đầu, thì ra là thế, là bởi vì thích a. Ách, ta là muốn nói tâm ma tới. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm cũng là trong lòng nhìn không được động động, có cỗ không hiểu tư vị xông lên đầu. Độc Cô Chiến Thiên câu nói này, không biết xúc động trong lòng của hắn cái nào một chỗ, để hắn tâm cảnh không cảm thấy chấn một chút. Lão đại, đem lão phu cầu long trảm nguyệt đao lấy ra. Lần nữa thật sâu hít một hơi. Độc Cô Chiến Thiên mới miễn cưỡng nâng lên một cánh tay, hướng về phía trước dựng thẳng chuôi này trường đao chỉ. Thiên Vũ Tứ Hổ phục Lạc Vân Hải thuốc chữa thương, lại thêm thương thế không nặng, đã là có thể tự do hành động. Độc Cô Phong được đến nguyên soái tướng lệnh, cung cung kính kính vừa vặn quyền, liền đứng dậy đi qua đem trường đao cầm về, quỳ một chân trên đất, nắm nâng dâng lên. Độc Cô Chiến Thiên tay run run trưởng đem trường đao cầm tại trong tay, lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Dường như nhất thời có sức lực giống như, nhếch miệng cười to lên, ha ha ha. Cái này cầu long trảm nguyệt đao, chính là lão phu lần đầu xuất chinh biên tắc lúc, mời Thiên Vũ đệ nhất luyện khí sư luyện chế, đã từng giận thu Khuyển Nhung địa mạch long hồn tại bên trong, coi là kiếp này lớn nhất kiêu ngạo. Bây giờ đã nương theo lão phu mấy chục nóng lạnh, hôm nay cuối cùng ly biệt ngày. Chậm rãi an ủi sờ một chút thanh trường đao kia lạnh thân đao, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Đón lấy, trường đao quét ngang, Độc Cô Chiến Thiên nhất thời liền đưa nó đẩy đến Trác Phàm trước mặt, quát to Trác Phàm, người cùng lão phu khác biệt, biết mình đang làm cái gì. Cầm lấy nó, sau này thật tốt thủ hộ Lạc Gia đi. Trong mắt nhịn không được cùng nhau co rụt lại, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác giật nảy cả mình, cho dù là Lạc Vân Hải, trên mặt cũng nổi lên chấn kinh chi sắc. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Độc Cô Chiến Thiên cái kia ánh mắt kiên định lúc, tất cả nghi hoặc liền tất cả đều tan thành mây khói, có chút cúi xuống đầu. Trác Phàm nhìn chằm chằm thanh trường đao kia, lại là chậm rãi lắc đầu, quên đi, quân tử không đoạt người chỗ tốt, tuy nhiên ta không phải quân tử, nhưng cũng biết này đao nguyên soái cái gì thích. Cho dù nguyên soái sau này không cách nào lại dùng, cũng để cho nó theo ngài trở lại đi. Một kẻ hấp hối sắp chết, muốn bảo đao làm gì dùng. Trác Phàm, người nếu không tiếp đao này, lão phu chết không nhắm mắt. Độc Cô Chiến Thiên không có liếc hắn một cái, chỉ là thẳng như vậy thẳng giơ chuôi đao, lời nói năng có khí phách. Trác Phàm bất giác ai thán một tiếng, đành phải khẽ gật đầu, tiếp nhận. Đã người ta lão nguyên soái đều đem nói được phân thượng này, hắn như lại không tiếp thụ, chẳng phải quá không nể mặt mũi đúng không? Không cho lão nhân này mặt mũi không quan hệ, quan trọng cái này Thiên Vũ Tứ Hổ sau đó hắn còn hữu dụng a. Cũng không thể ngại người ta lão gia tử mặt mũi. Nhắm chúng Tứ Hổ không cao hứng a, Trác Phàm nghĩ như vậy, đem lưỡi dao đến sau lưng. Ngược lại là tư thế hiên ngang, rất có phong độ đại tướng. Độc Cô Chiến Thiên dương mắt xem hắn, lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, lại là thân thể buông lỏng, hoàn toàn không có khí lực, triệt để tê liệt ngã xuống tại Lạc Vân Hải trong ngực. Nguyên soái, mọi người khẩn trương lên tiếng, trong mắt đã ngấn đầy nước mắt.
Độc Cô Chiến Thiên Rear mép khẽ run, theo Độc Cô Phong đến Lạc Vân Hải năm người, từng cái đảo qua, trong mắt ít có xuất hiện tự ái ánh sáng, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra khàn khàn tiếng nói, không muốn gọi nguyên soái, ta muốn nghe các ngươi gọi ta một tiếng. Nghĩa phụ, năm người đồng nói. Độc Cô Chiến Thiên khóe miệng hướng lên cong cong, hớn hở khép lại hai con ngươi, khô quắt trong miệng cũng phát ra đời này của hắn cái cuối cùng âm điệu, ai? Nghĩa phụ, năm người lần nữa khàn giọng giống to, nước mắt chảy ngang, lại là rốt cuộc gọi không dậy cái này đã thần hồn tán loạn lão nhân. Chỉ bất quá, cùng bình thường thần hồn tán loạn người cái kia giữ tợn khuôn mặt khác biệt, Độc Cô Chiến Thiên sắc mặt lại là tương đối yên tĩnh, tựa hồ đã không oán không hối, không chỗ lo lắng. Toàn bộ trong soái trướng, năm người vây quanh Độc Cô Chiến Thiên thi thể nghẹn ngào khóc giống, âm thanh chấn toàn bộ Cô Hồng Cốc. Trong cốc Độc Cô quân tướng sĩ không rõ nội tình, nhưng cũng không hiểu cảm thấy một cỗ thật sâu bi ai. Cổ Tam Thông ở một bên nhìn lấy, tựa hồ cũng cảm động lây đồng dạng, hai mắt vòng dần dần nổi lên đỏ, cái mũi bắt đầu chua xót lên. Ôm thật chặt bên cạnh Trác Phàm, đem đầu vùi sâu vào hắn y phục bên trong, thân thể đang không ngừng nức nở. Chỉ có Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cảm thán. Độc Cô Chiến Thiên, đệ nhất quân thần, cả đời vì nước, lại vì nước làm hại, thật là một cái thật đáng buồn người. Nhưng cùng lúc, càng là một cái thật đáng kính người. Chỉ là sinh không gặp thời, ngộ đến hôm nay thiên hạ đại biến, bị coi như bỏ con, đáng tiếc. Trong soái trướng năm người khóc lóc đau khổ, chỉnh một chút tiếp tục hơn hai canh giờ, chờ năm người dừng lại thút thít. Đem Độc Cô Chiến Thiên thi thể khiêng ra đại trướng lúc, ngoài trướng đã là tụ tập đầy ắp Độc Cô quân các tướng sĩ. Vốn là, ấn quân làm bọn hắn không được tự ý rời vị trí, nhưng là nơi này động tĩnh, để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất an, liền tất cả đều bình sinh lần thứ nhất chống lại quân lệnh, tụ tới. Kết quả, nhìn vẻ mặt thương bạch lão nguyên soái, bị Thiên Vũ Tứ Hổ cung cung kính kính khiêng ra đến thời điểm, tại chỗ tất cả tướng sĩ, mí mắt đều đã phiếm hồng. Nhưng là tất cả mọi người lại đều cố nén nước mắt, không có chảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, chiến sĩ đổ máu không đổ lệ. Đây là lão nguyên soái đối bọn hắn lúc còn sống dạy bảo, không có nguyên soái cho phép, bọn họ tuyệt không dám chảy liếc một chút rơi lệ tới. Nhìn lấy những thứ này tướng sĩ cố nén trong lòng bi thương, liền hai gò má đều cho nín đỏ, Độc Cô Phong không khỏi hung hăng nuốt hai cái, mới để cho mình cuống họng chẳng phải nghẹn ngào, bình tĩnh trở lại. Trung khí mười phần mà quát, Độc Cô quân toàn thể tướng sĩ nghe kỹ, hôm nay chúng ta Độc Cô quân có hai kiện chuyện lớn phát sinh. Một, chúng ta bị hoàng đế bán, chúng ta lão nguyên soái bị hoàng đế phái tới quỷ ảnh vệ thống lĩnh cho ám sát. Nguyên soái, toàn thể Độc Cô đại quân tất cả đều quỳ một chân trên đất, nộ hống lên tiếng, trong mắt trừ đau xót, chính là thật sâu phẫn nộ, như muốn phun lửa. Có điều, ta Độc Cô đại quân quân kỷ nghiêm minh. Sự kiện này xử trí như thế nào, từ Tân Nguyên đẹp trai quyết định. Đón lấy, Độc Cô Phong lại giống to lên tiếng. Tân Nguyên đẹp trai. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm không khỏi có chút kỳ quái, Độc Cô Chiến Thiên vừa mới chết, Tân Nguyên đẹp trai nhân tuyển liền quyết định sao? Đại khái Độc Cô Chiến Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại bị tuyển người, đoán chừng cũng là tại Thiên Vũ Tứ Hổ bên trong sinh ra đi. Bất quá như vậy cũng tốt, thân thể làm nghĩa tử. Bọn họ tự sẽ là cha báo thù, đến lúc đó mọi người vẫn là liên minh. Trác Phàm nghĩ như vậy. Nhưng là khiến người ta kỳ quái là, làm nghe được câu này lúc, tất cả Độc Cô quân các tướng sĩ, lại là cùng nhau nâng lên đầu, tại bọn họ những người này tìm kiếm lấy cái gì, sau cùng lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trác Phàm vị trí. Hoặc là nói, là nhìn chăm chú về phía hắn sau lưng cầm lấy cái kia cây trường đao. Trong mắt tinh quang lóe lên. Độc Cô Phong cùng còn lại tứ huynh đệ lẫn nhau nhìn xem về sau, lần nữa hít sâu một hơi, quét về phía tại chỗ tất cả các tướng sĩ, hét lớn lên tiếng, như vậy hiện tại, chúng ta Độc Cô quân kiện thứ hai đại sự chính là, bái kiến Tân Nguyên đẹp trai, Trác Phàm Trác Nguyên soái. Bái kiến Trác Nguyên soái. Vừa dứt lời, Độc Cô Phong bọn họ đầu tiên cùng nhau hướng Trác Phàm phương hướng bái hạ, tiếp lấy toàn thể tướng sĩ cũng cung kính cúi đầu bái hạ, một mặt thần phục. Trác Phàm gặp này, không khỏi hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này là làm sao làm, hắn làm sao lại đột nhiên thành Độc Cô đại quân nguyên soái đâu. Thế nhưng là lại phóng nhãn nhìn xuống phía dưới lấy những cái kia ào ào quỳ gối tướng sĩ, cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt, liền Lạc Vân Hải cũng cung kính quỳ xuống đến, hắn cuối cùng biết,
đây không phải nói đùa. Nhưng là vì sao như thế, hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Lạc Vân Hải ngẩng đầu hướng Trác Phàm giải thích nói, khởi bẩm Trác nguyên soái, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta sớm có quy củ, ngày sau cái kia đem trung thân không rời cầu long trảm nguyệt đao truyền cho ai, ai cũng là đời tiếp theo Độc Cô đại quân tân nguyên đẹp trai. Việc này toàn bộ Độc Cô đại quân, không ai không biết, không người không hay. Bây giờ lão nhân gia ông ta tại thời khắc hấp hối, đem tùy thân trường đao phó thác tại ngài, tự nhiên thụ ngài nguyên soái chi vị. Từ nay về sau, ta Độc Cô quân mấy triệu tướng sĩ, nguyện ý nghe nguyên soái hiệu lệnh, tuyệt không dám cãi. Nguyện ý nghe nguyên soái hiệu lệnh, toàn bộ đại quân, mấy chục vạn người, cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn thương khung. Trác Phàm gặp, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy liền vui vẻ trong lòng. Vốn là hắn chả muốn mượn việc này lôi kéo Độc Cô đại quân, không nghĩ tới lại trực tiếp khống chế toàn bộ binh quyền, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cũng nghiêm túc, một lần hành động trường đao, hét lớn lên tiếng, toàn quân nghe lệnh, đương kim bệ hạ, nghe tin sảm ngôn, làm điều ngang ngược, lạm sát trung thần. Ta Trác Phàm hôm nay tỏa trấn Độc Cô quân nguyên soái chi vị, sẽ làm thế thiên hành đạo, khu trừ khuyển nhung man di, lên phía Bắc Thanh quân chắc, còn thiên vũ một cái ban ngày ban mặt. Trung tướng nghe lệnh, theo bản soái cùng một chỗ giết ra cô Hồng Cốc, tiến về Phong Lâm thành chỉnh bị, sau đó chúng ta lại đại sát tứ phương. Vì lão nguyên soái báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù. Trung tướng sĩ giơ lấy tay bên trong binh khí, gầm thét liên tục, trong mắt phun ra là cửu hận hỏa diễm. Một phương diện khác, Quỷ Vương theo trong cốc trốn tới, lại là phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết Trác Phàm, thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh, ta cái này linh khôi thân thể đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp lực không nói. Ngược lại trở thành nhược điểm chí mạng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hắn chỗ nào đến nhiều như vậy nhằm vào nguyên thần vũ kỹ. Thật sự là gặp quỷ. Quỷ Vương một bên kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy vọt về phía trước trốn, một bên chửi ầm lên. Đứng lại. Thế mà, đúng vào lúc này, mấy ngàn khuyển nhung binh lại là đột nhiên xuất hiện, đem hắn bao vây lại. Người cầm đầu, chính là khuyển nhung bát lang vệ một trong sát phá lang không thể nghi ngờ. Là ngươi. Sát phá lang thấy một lần Quỷ Vương, liền nhất thời hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhếch miệng cười ra tiếng, ngươi chính là vừa mới đoàn kia hắc khí, ta theo ngươi giao thủ qua, nhận biết ngươi khí tức. Ngươi tới, bày trận, cầm xuống người này. Sát phá lang hét lớn một tiếng, mấy ngàn tướng sĩ liền cùng nhau tụ ở bên người hắn, hình thành chiến trận. Cuồn cuộn nguyên lực hòa làm một thể, nói đạo sát khí ùn ùn kéo đến. Cỗ khí thế kia. Lạnh lẽo bên trong mang theo nồng đậm sát ý, đúng là bỗng dưng đột nhiên tăng trưởng gấp mấy chục lần uy lực. Hừ hừ hừ, nguyên soái có lệnh, để ngươi đi vào ra khó lường. Nhìn vốn đêm hôm nay, cầm xuống ngươi đầu, sát phá lang cười lạnh, trong tay phương thiên hỏa kích đã là phát ra chói tai ong ong. Quỷ Vương gặp này, bất giác kinh hãi. Giờ này khắc này, hắn chính bản thân bị trọng thương, đối phương lại bày trận mà đợi, hắn chả ở đâu là người ta đối thủ. Một khi chiến lên, tất nhiên rơi vào thảm bại hạ tràng. Kết quả là, cũng không dám lại cố làm ra vẻ, vội vàng vội vã khoát khoát tay, móc ra một nói lệnh bài màu vàng óng nói, chờ một chút, ta là bệ hạ đặc sứ, đến đây hiệp trợ nguyên soái phá địch, nhanh dẫn ta đi gặp Thác Bạt nguyên soái. Bệ hạ, cái kia bệ hạ, nhíu mày, sát phá lang quát hỏi lên tiếng. Trong mắt ngưng tụ, Quỷ Vương bình tĩnh nói, thiên vũ bệ hạ. Nghe được lời này. Sát phá lang mới lại sâu sắc đánh giá hắn liếc một chút về sau, khẽ gật đầu, thế nhưng chỉ tản ra sát khí nồng nặc trường kích vẫn như cũ hướng lên đâm một cái, gác ở hắn cái cổ ở giữa, lạnh lùng nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp nhà ta nguyên soái. Bất quá đừng đùa nhi cái gì nhiều kiểu, nếu không. Nói, sát phá lang trường kích tại hắn giữa cổ tới lui động động, lưỡi đao sắc bén thậm chí đều bị hắn phần cổ huyết mạch cảm thấy đông lạnh hoàn toàn nội tâm hàn ý. Bất giác một trận khí khổ, trong lòng thầm mắng. Lão tử nếu không phải bị cái kia Trác Phàm trọng thương, sẽ gặp người cái này điểu khí. Thế nhưng là hắn cũng biết, bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, mà lại cũng là làm theo phép, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, bị sát phá lang một đội áp lấy đi. Chờ mọi người đi vào khuyển nhung đại quân soái trướng về sau, hắn mới cuối cùng nhìn thấy Thác Bạt Thiết Sơn hình dáng, không khỏi cung kính liền ôm quyền nói, Thác Bạt nguyên soái.
tại hạ Thiên Vũ Vũ Văn Hoàng Đế ngự tiền quỷ ảnh vệ thống lĩnh quỷ vương, biết được nguyên soái đem Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia vây khốn đến tận đây, công lâu không thắng, chuyên tới để tương trợ, đây là ta tín vật. Nói, quỷ vương xuất ra cái kia mặt kim bài, Sát Phá Lang tiếp nhận, ngược lại cung kính hiện lên đến Thác Bạt Thiết Sơn trước mặt. Cầm lấy kim bài tỉ mỉ dò xét một phen, Thác Bạt Thiết Sơn khẽ gật đầu, phất phất tay, để áp giải quỷ vương chúng binh vệ lui ra, thản nhiên nói quả nhiên là Thiên Vũ Hoàng Đế ngự lệnh, bất quá. Đây là lão phu cùng Độc Cô lão nhi trận chiến cuối cùng, lão phu cũng chưa xin giúp đỡ qua các ngươi Thiên Vũ Hoàng Đế, đại nhân hảo ý lão phu tâm lĩnh, ngài vẫn là như vậy trở về phục mệnh đi. Không phải vậy. Thế mà, quỷ vương nghe đến lời này, lại là dị thường khinh thường lắc lắc đầu, cười nói, Thác Bạt nguyên soái, đây cũng không phải là các ngươi hai cái lão đối thủ phân ra thắng bại thời điểm, mà chính là việc quan hệ hai nước chuyện giao dịch. Ngài giải quyết cái này Độc Cô đại quân về sau, nhưng còn có khác nhiệm vụ đợi ngài đây, thực sự kéo không gặp thời ở giữa. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, dù sao lão phu đã xuất thủ trợ ngài. Hiện tại, ngài chỉ cần xua quân giết vào trong cốc, thắng bại phút chốc liền quyết. Cái gì? Thân thể lạnh không khỏi run run, Thác Bạt Thiết Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một chút không ổn, vội vàng nói, người đây là ý gì, người đến tột cùng làm cái gì? Ha ha ha, cũng không có gì. Cười lạnh, quỷ vương một mặt tự đắc dương dương đầu nói, vừa mới lão phu tiến vào trong cốc, đã cùng Độc Cô Chiến Thiên gặp mặt qua. Lấy bệ hạ đặc sứ thân phận làm yểm hộ, lão nhi kia đối lão phu không có chút nào phòng bị, sau đó lão phu liền thừa cơ đánh lén tại hắn, đem mục nát linh phệ hồn đinh đánh nhập trong cơ thể hắn. Hiện tại, đã thần hồn tán loạn, thần quỷ khó cứu. Cơ hội tốt như vậy, Độc Cô đại quân hiện tại quần long vô thủ, nguyên soái nếu có thể xua quân nhập cốc, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Im ngay. Quỷ vương lời còn chưa dứt, Thác Bạt Thiết Sơn đã là nổi giận lên tiếng, một phát bắt được hắn cổ áo, khóe mắt, giống như ăn người, giận dữ hét, lão phu cùng Độc Cô Chiến Thiên cả đời giao chiến vô số, không phân thắng bại. Lần này tuy nhiên chiếm được một chút tiện nghi, thắng không anh hùng, nhưng dầu gì cũng xem như đường đường chính chính quyết đấu. Lại bị các ngươi tiểu nhân làm cho như thế vẩn đục dơ bẩn. Lão phu cùng Độc Cô lão nhi sau cùng một trận tỉ thí, lại hủy đến các ngươi bị ổi người vô sỉ trong tay, chẳng những Độc Cô lão nhi bất hạnh, lão phu cũng vạn phần không cam lòng. Ngươi nếu không phải Thiên Vũ đặc sứ, lão phu cái này đưa ngươi chém ở trước trận, lấy tế Độc Cô Chiến Thiên lão ra hỏa kia trên trời có linh thiêng. Thác Bạt Thiết Sơn khàn cả giọng, nổi giận liên tục, quanh người những tướng lãnh kia, cũng tất cả đều trợn mắt nhìn về phía quỷ vương chỗ đó, song quyền nhìn không được nắm thật chặt. Đã phẫn nộ, vừa thương xót buồn bã. Độc Cô quân, một chi bất bại đội quân thiện chiến, không chỉ là nguyên soái cả đời đối thủ, cũng là bọn hắn bình sinh tôn kính nhất địch nhân. Kết quả là, không có bại tại bọn họ Huyền Nhung Bát Lang vệ trong tay, lại hủy tại Thiên Vũ Tiêu trong bàn tay nhỏ. Đều là quân nhân, bọn họ cũng cảm động lây, thật sâu vì Độc Cô quân kêu không bằng phẳng. Nhưng là quỷ vương lại là giễu cợt liên tục, khinh thường nói, Thác Bạt nguyên soái. Quân nhân lấy chấp hành mệnh lệnh là thiên chức. Hiện tại ngài làm xuất quân đánh vào trong cốc, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, lấy kết hai nước tần tấn chi hảo, hoàn thành hai nước giao dịch đại sự. Đây mới là ngươi bây giờ, nên làm sự tình. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thác Bạt Thiết Sơn lạnh lùng nhìn lấy hắn, tức giận hừ lên tiếng, quân nhân có chính mình sứ mệnh, nhưng cũng có quân hồn trường tồn. Độc Cô Chiến Thiên là cái thật đáng kính đối thủ, hôm nay hắn vừa mới tấn thiên. Lão phu muốn cho bọn hắn 3 ngày chịu tang. 3 ngày sau, lại xuất binh cô Hồng Cốc, hừ. Ngươi, quỷ vương trong mắt chừng một cái, trên mặt dần dần phát lên ngập trời nộ khí, nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn trong mắt càng tràn đầy sát ý quanh quẩn. Bất quá, Thác Bạt Thiết Sơn quanh người ngũ lang vệ đồng dạng bất thiện theo dõi hắn, trong mắt sát ý không so hắn thiếu. Cùng như thế gian định tiểu nhân làm bạn, quả thực cũng là bọn họ Huyền Nhung đại quân sỉ nhục. Báo. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, một vị Huyền Nhung binh lính vội vàng từ bên ngoài xâm nhập quân trướng, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái, cô Hồng Cốc bên trong Độc Cô đại quân đã xuất hiện tại miệng cốc, xem bộ dáng là muốn phá vây. Không khỏi giật mình, Thác Bạt Thiết Sơn cùng quỷ vương cùng nhau kinh hãi kêu ra miệng, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc Cô Chiến Thiên vừa mới bỏ mình, Độc Cô đại quân không nói thật tốt chỉnh bị một phen. Như thế nào ở cái này giờ phút quan trọng phía trên phá vây đâu?
trong lòng hiện ra nghi hoặc, Thác Bạt Thiết Sơn vội vàng mang theo Ngũ Lang vệ tiến đến xem, Quỷ Vương cũng là vội vã đuổi theo. Chờ mọi người đi tới cô Hồng Cốc trước mồm, sớm đã nhìn đến cái kia pha trộn trong sương mù, chậm rãi đi ra một hàng đội ngũ, lại chính là Độc Cô Đại Quân. Bất quá, miệng cốc bốn phía đều có Huyền Nhung Linh Thú Đại Quân vây khốn, bọn họ muốn phá vây, lại là tuyệt đối không thể nào. Đạp đạp đạp, Độc Cô Quân quân trận 10 phần chỉnh tề, mỗi một bước đều dẫm đến khắp nơi run lên một cái, để bốn phía Huyền Nhung tướng sĩ, nhịn không được nổi lòng tôn kính. Mà đội trước vì thủ vị trí, là Thiên Vũ Tứ Hổ dơ lên một bộ vừa mới dùng cành cây làm thành thô sơ băng ca, Độc Cô Chiến Thiên một mặt an tường nằm ở phía trên, nhưng thân thể đã cứng ngắc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thác Bạt Thiết Sơn gặp, trong lòng không khỏi đau xót, bất đắc dĩ ai thán lên tiếng. Đệ nhất chiến thần, cái thế anh hùng, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, cũng thực sự bi ai. Lạc Vân Hải tại phía trước nhất giơ Độc Cô Đại Quân quân kỳ, hai con ngươi tuy nhiên sưng đỏ, nhưng khuôn mặt lại không nói ra cương nghị. Trở về đi. Chậm rãi đi lên phía trước, Thác Bạt Thiết Sơn nhẹ quét mắt một vòng cái này đội ngũ khổng lồ, đạm mạc lên tiếng, Chiến Thiên huynh đột nhiên gặp bất hạnh, làm cái kia thật tốt tế tự một phen. Ta cho các người 3 ngày thời gian nhớ lại lão nguyên soái, sau 3 ngày, lại quyết nhất tử chiến. Nói ra lời này, Thác Bạt Thiết Sơn trong lòng đều có chút không đành lòng, nhưng là không có cách, hắn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, diệt đi chi này sắt thép đội ngũ. Bất quá dù vậy, Quỷ Vương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui, hừ nhẹ lên tiếng. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên phát ra, ha ha ha. Ngài cũng là Thác Bạt nguyên soái a, ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá Độc Cô lão nguyên soái hạ táng, việc này lớn, chúng ta vẫn là muốn đem hắn thi thể vận đưa trở về, lại phong cảnh đại táng. Cái này, mới là đệ nhất quân thần nên có đãi ngộ. Người nào, mi đầu lắc một cái, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn lên tiếng. Nương theo lấy từng trận cười khẽ, Trác Phàm bóng người chậm rãi từ phía sau đi tới, nhưng là hắn vừa xuất hiện, Huyền Nhung tất cả mọi người trong mắt liền đều là nhịn không được cùng nhau co rụt lại, hung hăng chằm chằm đi qua. Hoặc là nói, là để mắt tới trường đao trong tay của hắn. Độc Cô lão nhi cầu long trảm nguyệt đao, làm sao lại tại trên tay ngươi? Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, hét to lớn tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đem thanh trường đao kia đứng ở trước người, cười ta nói, Độc Cô lão nguyên soái sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, để tại hạ tiếp nhận Độc Cô quân đại chức nguyên soái. Cái gì, cái này sao có thể? Trác Phàm lời còn chưa nói hết, Quỷ Vương đã là không thể tin giống to lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm không khỏi đùa cười ra tiếng, không sai, ta hiện tại cũng là Độc Cô quân đại nguyên soái, Trác đại nguyên soái. Mà lại, lấy thực lực của ta, Quỷ Vương, người coi như về sau muốn đánh lén, đều không cơ hội kia. Cái trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Quỷ Vương trong lòng trầm xuống, ai thán liên tục. Cái này Độc Cô đại quân rơi xuống Trác Phàm trong tay, thực sự không phải tin tức tốt gì. Lần nữa quỷ cười một tiếng, Trác Phàm không nhìn tới hắn, ngược lại chuyển hướng Thác Bạt Thiết Sơn phương hướng, khiêu khích dương dương lông mày, Thác Bạt nguyên soái, sau này đối thủ của ngươi chính là ta, phải cẩn thận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, trên đời này trừ Độc Cô lão nhi bên ngoài, lão phu còn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngươi tiểu oa này, dựa vào cái gì trở thành lão phu đối thủ. Thác Bạt Thiết Sơn giận hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Sát Phá Lang cũng là tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói, muốn cùng chúng ta nguyên soái giao thủ, người trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Thấy tình cảnh này, Quỷ Vương bất đắc dĩ vừa đỡ cái chán, bi thương lắc lắc đầu, trong lòng ai thán. Những thứ này Huyền Nhung người vừa tới Thiên Vũ, còn cái gì cũng không biết, thế mà thực có can đảm đem cái này quỷ kế đa đoan lãnh diện Diêm Vương, làm thành mới ra đời mao đầu tiểu tử a. Xong đời, bọn họ thế nhưng là gặp gỡ so Độc Cô Chiến Thiên càng đáng sợ đối thủ, còn nhẹ địch. Quỷ Vương bi ai xẹp xẹp miệng, giống như có lẽ đã báo trước đến bọn họ hạ tràng. Trác Phàm lộ ra giọng mỉa mai nụ cười, trong mắt chỉ có nồng đậm nghiền ngẫm cảm giác, tiếp lấy vung tay khẽ vẫy, để Cổ Tam Thông đi vào trước người mình, mới lại hướng Thác Bạt Thiết Sơn nói, Thác Bạt nguyên soái, ta có thể hay không trở thành ngài đối thủ không sao cả. Mấu chốt là, ngài xứng hay không trở thành đối thủ của ta, mới trọng yếu nhất. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Thiết Sơn lúc này ria mép lắc một cái, mặt hiện sắc mặt giận dữ.
khẩu khí thật là lớn. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đều là khẽ cười một tiếng, tiếp lấy Trác Phàm trên trán bỗng nhiên thoáng hiện ngọn lửa màu xanh, Cổ Tam Thông toàn thân cao thấp cũng tản mát ra khiếp người hồng quang. Ông! Trên thân hai người, cùng nhau phát ra một cơn chấn động, lẫn nhau giao dung, rất nhanh liền như sóng biển đồng dạng, trong nháy mắt đảo qua tại chỗ tất cả linh thú quân đoàn. Hống hống hống! Chỉ một thoáng, linh thú nhóm ảo ảo kinh khủng kêu gào lên tiếng, đột nhiên kinh hãi làm một đoàn, bắt đầu tùy ý bôn tẩu, không nghe hiệu lệnh. Khuyển Nhung chúng tướng sĩ vội vã đánh võ quyết, muốn khống chế lại bọn này bạo tẩu hung thú, lại là làm sao cũng làm không được. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Thiết Sơn cùng Ngũ Lang Vệ cùng nhau quá sợ hãi, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lại là cười lạnh, trong mắt lóe lên hí ngược ánh sáng, hướng về sau phất phất tay sau nói, giơ lên lão nguyên soái thi thể, chúng ta lao ra. Kết thành chiến trận, chúng ta đi. Độc Cô Phong cũng là hét lớn một tiếng, Độc Cô đại quân tất cả mọi người liền cùng nhau phẫn nộ gào thét một tiếng, tạo thành quân trận xông ra ngoài đi qua. Thác Bạt Thiết Sơn muốn phái người ngăn cản, lại không biết sao hắn trong đại quân lấy linh thú quân đoàn làm chủ. Hiện tại linh thú nhóm đều không nghe hiệu lệnh, loạn cả một đoàn, trăm vạn đại quân nhất thời phế cửu thành, vẫn còn nào có dư lực chặn đánh những cái kia phá vây Độc Cô đại quân đâu. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Độc Cô đại quân đi bộ nhàn nhã giống như lao ra, phía bên mình lại là không có biện pháp, thậm chí ngay cả linh thú vì sao phát cuồng đều không biết. Thác Bạt Thiết Sơn cuộc đời lần đầu, triệt để mắt trợn tròn. Lúc này, Quỷ Vương vội vàng đi vào Thác Bạt Thiết Sơn trước mặt, chỉ vẫn đứng tại chỗ Trác Phàm hai cha con vội vàng nói, nguyên soái, đều là bọn họ dở trò quỷ. Giết bọn hắn, linh thú tự nhiên sẽ an tĩnh lại. Quay đầu nhìn qua, Thác Bạt Thiết Sơn quả nhiên nhìn thấy, tuy nhiên Độc Cô đại quân đã thừa dịp loạn toàn thể phá vây ra ngoài, nhưng chỉ có thân là tân nguyên đẹp trai Trác Phàm một người. Vẫn như cũ cười tà đứng ở nơi đó, tựa hồ không chút nào đem bọn hắn nhìn ở trong mắt đồng dạng. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Mí mắt hơi hơi run run động một cái, Thác Bạt Thiết Sơn tuy nhiên kiến thức đến Trác Phàm cái này đột nhiên xuất hiện Độc Cô quân tân nguyên đẹp trai quỷ dị thủ đoạn, cuối cùng minh bạch Độc Cô chiến thiên tại sao lại sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, đem nguyên soái chi vị giao cho cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Thế nhưng là nhìn lấy Trác Phàm bộ kia thiếu ăn đòn biểu lộ, hắn vẫn là ngăn không được trong lòng một cỗ ám hỏa hừng hực dấy lên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, liền xem như Độc Cô chiến thiên lão gia hỏa kia gặp lão phu, cũng không dám lộ ra bộ dáng như thế, ngươi nhà dám nhìn như vậy lão phu. Sát Phá Lang nghe lệnh, dẫn đội cầm xuống người này, lắng lại linh thú kinh loạn. Thác Bạt Thiết Sơn khẽ cắn môi, giống to lên tiếng. Sát Phá Lang liền ôm quyền, cung kính nói tuân lệnh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có hắn chiến đội không phải linh thú tạo thành, có thể nhất chiến. Kết quả là, Sát Phá Lang dẫn mấy chục vạn nhân mã, cùng nhau phóng tới Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai cha con. Tất cả đều là một bộ áo trắng tu la các chiến sĩ, lẫn nhau nguyên lực dung hợp, tản mát ra ngập trời sát khí. Sát Phá Lang tại trước nhất trùng phong, phương thiên hỏa kích mũi thương chỉ là hướng về phía trước hơi hơi đâm một cái, liền giống như muốn đâm thủng bầu trời giống như. Làm cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy lên. Khẽ chau mày, Trác Phàm trong mắt bất giác lóe qua một đạo vẻ kinh ngạc. Cái này, còn là hắn lần thứ nhất đối mặt quân trận chiến đội công kích. Tuy nhiên Sát Phá Lang bất quá thần chiếu bát trọng cảnh, như đơn đả độc đấu lời nói, vô luận Trác Phàm vẫn là Cổ Tam Thông, trên cơ bản một ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Thế nhưng là dựa vào sau lưng mấy trăm ngàn tướng sĩ nguyên lực dung hợp, hắn cái này vô cùng đơn giản đâm một cái, mang đến uy áp, lại là để Trác Phàm cảm thấy, lại so lúc trước đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cửu Long Kim Cương Thân càng kinh khủng hơn nhiều áp bách lực. Nếu là dựa vào hắn một người đón đỡ lời nói, tuyệt đối là thân thể sụp đổ hạ tràng. Thế nhưng là, Cổ Tam Thông thân là thánh thú thân thể, lại là không sợ chút nào, cười lớn một tiếng nói, đến được tốt, tiểu gia đi thử một chút. Chờ một chút, tiểu tam tử. Cái này một kích uy lực phi phàm, người cũng không nhất định có thể đón lấy. Thế mà, còn không đợi hắn động, Trác Phàm đã là một phát bắt được bả vai hắn, cười khẽ một tiếng, lại nói, trên chiến trường, cũng không phải là đơn đả độc đấu, đấu trí không đấu lực. Cái này quân trận tuy nhiên uy lực phi phàm, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ rệt, cũng là linh hoạt tính quá kém, ha ha ha. Bất giác cười khẽ cả đời,
Trác Phàm phải đồng tử đột nhiên vầng sáng màu vàng óng chiếu lấp lánh, thì thào lên tiếng, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch! Trong nháy mắt, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông bóng người bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, sát phá lang cái này sôi trào mãnh liệt đâm một cái nhất thời đâm cái hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, theo khói đặc cuồn cuộn phấn khởi, phía trước cách đó không xa một tòa núi nhỏ, bỗng nhiên bị một nhát này, cách không đâm ra một cái sâu không thấy đáy đến trong động. Sát phá lang thu kích sau lưng, mặt hiện kinh nghi, hai người kia, là cái gì thời điểm né tránh đâu. Nơi xa thác Bạt Thiết Sơn cùng bốn lang vệ nhóm cũng là có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. CKITTT. Đột nhiên, một đạo sắc bén chi tiếng vang lên, thác Bạt Thiết Sơn bỗng dưng cảm thấy giữa cổ mát lạnh, thân thể ngăn không được run run, đột nhiên cứng tại nguyên chỗ. Mà bên cạnh hắn tứ đại lang vệ, cũng là tròng mắt run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía sau hắn. Giờ này khắc này, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông bóng người đã là xuất hiện ở phía sau hắn, mà lại hiện tại, còn chính cầm lấy Độc Cô Chiến Thiên cái kia thanh trường đao, gác ở trên cổ hắn, trên mặt mang tà dị tiếu dung. Nguyên soái, ngũ đại lang vệ cùng nhau lên tiếng, sát phá lang càng là trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này đến tột cùng lúc nào theo dưới mí mắt hắn chạy đi, còn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nguyên soái, hắn lại hoàn toàn không có một chút phát hiện, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có quỷ vương gặp qua Trác Phàm nhiều lần sử xuất cái này quỷ dị thần thông, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, để cho các ngươi khinh địch, hiện tại chơi mù a, ngay cả lão đại đều bị người bắt, đến tiếp xuống các ngươi còn làm sao cùng người ta đấu. Đừng nhúc nhích, đàng hoàng ở lại, nếu không, ngũ lang vệ muốn tiến lên cứu thác Bạt Thiết Sơn, Trác Phàm ánh mắt chừng một cái, lạnh lùng lên tiếng, năm người liền cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Khinh thường khẽ cười một tiếng. Trác Phàm yên tĩnh đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại trong tay mình cái này con tin phía trên, cười nhạo nói thác Bạt nguyên soái, hiện tại đầu ngươi rơi xuống trong tay của ta. Ta để ngươi sống thì sống, để ngươi chết thì chết. Ta cái này Độc Cô Quân mới nhâm nguyên soái, đến cùng có không có tư cách làm đối thủ của ngươi đâu. Bờ môi lúng túng một chút, thác Bạt Thiết Sơn không khỏi thở sâu, sắc mặt trầm ổn, tán thưởng lên tiếng, hậu sinh khả úy. Nghĩ không ra lão phu cả đời chưa từng bại một lần, lần thứ nhất bị bắt, đúng là rơi xuống trong tay ngươi. Ai, Độc Cô Quân giao cho trên tay ngươi, Độc Cô Chiến Thiên lão gia hỏa kia cũng nên nhắm mắt đi. Hắc hắc hắc, nhận được khích lệ, bất quá đáng tiếc, ta Thường Văn Thác Bạt nguyên soái cùng Độc Cô lão nguyên soái cùng tồn tại đương đại chiến thần, sớm đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Nhưng bây giờ thấy một lần, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị ta cầm đến, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ngài, nhưng là còn chưa xứng là đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì, nghi đầu nhịn không được lắc một cái, thác Bạt Thiết Sơn hét lớn lên tiếng, mày râu phấn khởi. Bát lang vệ càng là trợn mắt nhìn, tiếng mắng liên tục, cuồng vọng tiểu tử, sĩ khả sát bất khả nhục, Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia cũng là như thế giáo sư thuộc hạ sao. Ha ha ha, đệ nhất, ta không phải Độc Cô Chiến Thiên cấp dưới. Hắn từng muốn đem ta kéo vào quân ngũ. Nhưng về sau chúng ta hai cái náo tách ra, liền cũng coi như, lần này nếu không phải hắn xảy ra ngoài ý muốn, thủ hạ không người, ta cũng sẽ không đón lấy cái này sạp hàng. Thứ hai, ta nói là lời nói thật. Nhếch miệng ta cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, vị này quỷ vương lớn nhất giải ta tính khí, nếu là thác Bạt nguyên soái là ta kình địch, lúc này ta liền sẽ không chút do dự chặt xuống đầu hắn. Bất quá bây giờ a, ha ha ha. Cảm tạ ngài lúc trước đối với ta nhà Độc Cô lão nguyên soái vẫn còn tồn tại ba phần kính ý, hiện tại ta cũng còn ngài ba phần kính ý, liền không làm khó dễ ngài, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông bá một tiếng, lại một lần nữa biến mất, chờ xuất hiện lần nữa về sau, đã là đi vào ngoài ngàn mét. Thác Bạt Thiết Sơn nhất thời được từ từ, nhưng trong lòng thì một trận thất lạc. Rất hiển nhiên, hắn bị xem thường. Chính vì hắn đối Trác Phàm không có uy hiếp, Trác Phàm mới có thể thả hắn. Nếu không, hắn đầu người sớm đã rơi xuống đất. Thế nhưng là, hắn còn sống, tâm lý lại vắng vẻ, giống như mất đi cái gì. Tiểu tử đừng chạy, để mạng lại. Sát phá lang một mặt không phục, dẫn đội lần nữa hướng Trác Phàm hai người phóng đi. Hắn cả đời chinh chiến xa trường, cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu đùa qua, Trác Phàm là cái thứ nhất,
cái này không khỏi kích thích hắn tự ngạo tâm. Bất quá Trác Phàm lại không có rảnh lại cùng hắn mài cọ, gặp Độc Cô đại quân đã phá vây ra ngoài thật xa, Trác Phàm hướng Cổ Tam Thông đánh cái ánh mắt, Cổ Tam Thông liền lập tức minh bạch gật đầu. Ngút trời bá quyền, nứt khung. Non nớt nắm tay nhỏ, hướng về hư không bỗng nhiên một đảo, nhất thời liền gây nên một trận không gian chấn động, cả vùng đều bỗng dưng sôi trào. Sát Phá Lang thấy một lần, bất giác quá sợ hãi, hắn làm sao có thể nghĩ đến, một đứa bé tùy ý nhất quyền, thế mà có thể có uy lực như thế. Đều nhanh bắt kịp mấy chục vạn đại quân quân trận. Sau đó vội vàng bày trận, liều mạng ngăn lại cỗ này sóng xung kích. Chờ hết thảy tan thành mây khói về sau, bọn họ phía trước lại sớm đã không có Trác Phàm hai người thân ảnh, chỉ có cái kia phách lối lời nói, vẫn tại mênh mông vân không bên dưới vang vọng lấy, lão tử muốn trở về chỉnh đốn quân bị, chúng ta lần sau tái chiến, đừng có lại đuổi theo. Đương nhiên, nếu là không sợ chết lời nói, đuổi theo cũng không quan trọng. Phách lối, cuồng vọng, trong lòng mọi người cùng nhau gầm thét lên tiếng, trong lòng một trận tức giận. Quỷ vương, người này đến tột cùng thần thánh phương nào? Thác Bạt Thiết Sơn quay đầu chăm chú nhìn quỷ vương ánh mắt, khẩn cấp hỏi, một khỏa hỏa nhiệt tâm lần nữa cháy hừng hực lên. Vốn là hắn coi là Độc Cô Chiến Thiên vừa chết, hắn liền không có đối thủ, cao thủ tịch mịch. Nhưng là không nghĩ tới Trác Phàm xuất hiện, lại là để hắn lại tìm đến mục tiêu mới. Bất giác cười khổ một tiếng, quỷ vương ai thán liên tục, người này tên là Trác Phàm, chính là chúng ta Thiên Vũ mới lên cấp thế lực, ngự hạ thứ 8 thế gia, Phong Lâm Thành Lạc gia đại quản gia. Hành động bí hiểm không chừng, thế nhân khó dò, gian trá giảo hoạt, thực lực cường hãn, quả thật trên bầu trời phía dưới khó đối phó nhất người. Thực lần này bệ hạ để lão phu đến đây trợ trận nguyên soái, mau chóng cầm xuống Độc Cô đại quân mục đích, cũng chính là muốn ngài nhanh chóng rảnh tay, đối phó cái này giảo quyệt tiểu tử. Trác Phàm, Trác Phàm. Trong miệng một mực lầm bầm cái tên này, Thác Bạt Thiết Sơn đột nhiên trong mắt chừng một cái, tinh quang rạng rỡ, gật đầu nói tốt. Đó là cái đối thủ tốt, lão phu cùng hắn chiến định. Hai tháng sau, Trác Phàm mang theo Độc Cô đại quân duy nhất 5-600 ngàn nhân mã, trở lại Phong Lâm Thành Lạc Gia. Một đường lên, Khuyển Nhung quân đội đều không có đuổi theo. Đại khái là bị Trác Phàm hai cha con trấn nhiếp, lại đoán không được Trác Phàm con đường, không dám tùy tiện theo đuổi đi. Mà lại, Độc Cô Phong còn hướng còn lại trụ sở Độc Cô quân đoàn, phát ra ngọc giản, mời bọn họ đến đây nghị sự. Bất quá lại tất cả đều đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Nghĩ đến những thứ này còn lại đại quân, đã sớm bị hoàng thất khống chế lại khó mà liên hệ lên. Thiên Vũ tứ hổ liếc nhìn nhau, bất giác tiếng buồn bã liên tục, nghìn tính vạn tính, không có tính tới hố chính mình, lại là mình người lãnh đạo trực tiếp. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem 300 vạn đại quân toàn mang ra mới là, miễn cho hiện tại tổn thất thảm trọng như vậy. Mà chú đóng ở Phong Lâm Thành còn lại thế gia, giống Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các gia tộc, nhìn thấy Trác Phàm thậm chí ngay cả Độc Cô đại quân đều thu sạch biên tiến đến, không khỏi cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. Đây chính là Thiên Vũ chiến lực mạnh nhất, làm sao dễ dàng như vậy thì rơi xuống Lạc gia trên tay, Trác Phàm tiểu tử này, thật đúng là người tài ba a. Thiên hạ, còn thật không có hắn làm không sự tình. Mấy vị gia chủ lẫn nhau nhìn xem, cũng là tán thưởng liên tục. Chờ đem Độc Cô đại quân an bài thỏa đáng về sau, Trác Phàm vội vàng đem Thiên Vũ tứ hổ cùng tất cả gia tộc người chủ trì triệu tập lại, tiến hành hội nghị khẩn cấp. Dù sao hiện tại hoàng thất cùng Khuyển Nhung đế quốc liên thủ, đã là rõ rành rành, sớm đã ngờ tới hết thảy Trác Phàm, cũng có thể tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Sự tình chính là như vậy, Độc Cô lão nguyên soái gặp chuyện bỏ mình, hiện nay hoàng thất cùng Khuyển Nhung đại quân đã cấu kết cùng một chỗ. Chỉ sợ bước kế tiếp chính là muốn đem chúng ta những thứ này cá lọt lưới triệt để tiêu diệt. Ở một tòa rộng thùng thình trong phòng nghị sự, tất cả người chủ trì ngồi tại một cái bàn tròn trước, Trác Phàm nghiêm túc quét mọi người liếc một chút, ngữ trọng tâm trường nói, tiếp đó, chúng ta có hai con đường có thể đi. Hoặc là mỗi người tán, lui ra Thiên Vũ loạn cục, khỏi bị chiến sự liên lụy, hoặc là dùng hết tất cả, tranh hạ thiên hạ này, cầm lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Đúng. Trác Phàm vừa dứt lời, Tiềm Long các chủ Long Giật Phi đã là vỗ bàn đứng dậy, mặt giận dữ, hiện nay hoàng thất không ngờ vô sỉ đến tình trạng như thế, cấu kết bên ngoài người tai họa nội ra quần thần. Dạng này hoàng thất, còn có tư cách chấp trưởng Thiên Vũ sao? Làm, nhất định phải làm. Không quản các người nghĩ như thế nào, chúng ta Tiềm Long các là nhất định muốn tranh luận đến cùng.
Long Giật Phi lời nói dõng dạc, nói năng có khí phách, làm cho đang ngồi tất cả mọi người một trận âm thầm gật đầu. Trác Phàm trong lòng cười thầm, khóe miệng xẹt qua một đạo có lẽ có nụ cười. Những người này tâm tư hắn chỗ nào không biết, như là tuyệt đối không nắm chắc lời nói, bọn họ đoán chừng sớm đã nghĩ đến đường lui. Bất quá khi nhìn đến Độc Cô Đại Quân cũng thêm vào phe mình trận doanh về sau, bọn họ mới thật cho rằng có sức liều mạng, vô luận như thế nào đều muốn cầm lại chính mình hết thảy. Dù sao, Ngự Hạ Thất gia ngàn năm qua tại Thiên Vũ đánh xuống vững chắc căn cơ, một khi hủy, thế nhưng là để bọn hắn đau lòng nhất nhức óc sự tình. Bây giờ có Lạc gia phía trước trùng phong, bọn họ một bên phối hợp tác chiến, thuận tiện lại hiện ra trước kia Ngự Hạ gia tộc huy hoàng, cớ sao mà không làm. Bất quá, đây cũng chính là Trác Phàm hy vọng như thế, chỉ cần bọn họ tích cực phối hợp, Trác Phàm muốn yên ổn nhất thống thiên hạ kế hoạch, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Thế nhưng là, Huyền Nhung đại quân dù sao thế lớn, lại thêm hoàng thất cao thủ phụ trợ, chúng ta muốn ứng phó, cũng khá khó khăn a. Lúc này, Mỗ Mỗ nhíu mày nhăn chán, đạm mạc lên tiếng, chúng ta nếu muốn đánh thắng một trận, nhất định phải tại trong ngắn hạn, cấp tốc mở rộng thế lực mới được. Cái này còn không dễ dàng. Nhạt cười một tiếng, Tạ Khiếu Phong trong mắt lóe lên nói đạo tinh quang, rằng giặc xuất khẩu, vừa mới Giật Phi huynh đã nói qua, hoàng thất dẫn sói vào nhà, vốn là đã không có tư cách tọa trấn Thiên Vũ. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này thả ra, tất nhiên có thể tập kết toàn bộ Thiên Vũ lực lượng, hình thành phản vương đại quân, đến lúc đó đại sự tự thành. Ý kiến hay. Nghe được lời này, còn lại hai vị gia tộc trưởng sự người cũng là song đồng sáng lên, vỗ tay tán dương. Chỉ có Trác Phàm bên cạnh Lãnh Vô Thường, rìa mép hơi hơi run run động một cái, khinh thường bĩu môi, cười khẽ một tiếng, ngây thơ. Bằng các người mấy vị cùng hoàng đế không hợp nhau gia chủ tin miệng chi ngôn, há có thể làm cho người tin phục. Đến lúc đó, hoàng đế chỉ cần ban chiếu, nói Huyền Nhung quân là các người bỏ vào đến, cái kia cái này Thiên Vũ phản vương đại quân, chỉ sợ cũng trong nháy mắt biến thành Cần Vương đại quân đi. Đến lúc đó gặp nạn, thế nhưng là chúng ta. Ha ha. Lãnh Vô Thường, lời này của ngươi có ý tứ gì? Độc Cô lão nguyên soái bị hoàng thất bán, gặp chuyện bỏ mình, cái này tất cả Độc Cô quân các huynh đệ đều có thể làm chứng, làm sao lại có thể bị ngươi nói đen trắng không rõ chứ? Tạ Khiếu Phong không phục, đĩnh đĩnh lồng ngực, giải thích. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến, đạm mạc lên tiếng, bọn họ. Không phải cũng là phản đồ sao? Thì coi như bọn họ người lại nhiều. Nói chuyện cũng đỉnh không lên hoàng thất một tờ chiếu dụ. Các ngươi nói Thiên Vũ các đại gia tộc là tin đường đường hoàng thất, vẫn là tin chúng ta những thứ này đã sớm bị định là phản tặc người. Tạ Khiếu Phong sững sờ, không rõ ràng cho lắm, hắn gia chủ cũng là rơi vào trầm tư thật lâu bên trong. Chỉ có Trác Phàm cười một tiếng, gật gật đầu, đồng ý nói, Lãnh tiên sinh nói không sai, còn nhớ đến chúng ta đánh với đế vương môn một trận sao. Cái kia rất rõ ràng là hoàng thất cố ý tạo thành cục diện, muốn để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi. Cho nên tại đế vương môn rõ ràng thân thể chính ảnh chính, phụng chỉ thảo phạt chúng ta. Thế nhưng là hoàng đế không mở miệng, ta lại phát cái chiến thư, nghe nhìn lẫn lộn, người trong thiên hạ liền cũng theo hồ đồ. Có thể thấy được hoàng thất uy tín, tại thiên hạ nhân tâm bên trong phân lượng. Lần này cũng giống vậy, như hoàng thất nói chúng ta là hắc, trắng cũng là hắc. Nếu nó nói chúng ta là trắng, hắc cũng là trắng. Tóm lại, ngay tại nó một tờ căn dặn mà thôi. Cho nên, chúng ta bất luận phát ra như thế nào hiệu triệu, muốn tập kết thiên hạ thế lực, mở rộng thực lực, nó đều có biện pháp một tờ phủ định. Thậm chí nó một tờ căn dặn, đối địch với thiên hạ chính là chúng ta. Nghe đến Trác Phàm giải thích, tất cả mọi người trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cái gọi là danh bất chính, tất ngôn không thuận. Nếu là không có chứng cớ xác thực, muốn lấy dẫn ngoại địch nhập cảnh chi tội thảo phạt hoàng thất, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Độc Cô Phong lẳng lặng mà ngồi tại bàn tròn bên cạnh, trong mắt không nói ra phẫn nộ, đè nén thanh âm nói, chẳng lẽ nói, thì không có cách nào còn nghĩa phụ ta một cái công đạo sao? Biện pháp tự nhiên có, nhưng là thật còn không một cái công đạo, chỉ có thể miễn cưỡng tại hoàng đế trong lòng khoét một đạo thịt mà thôi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm sớm đã có dự định. Chúng ta không thể lấy phản vương tên mở rộng thế lực, nhưng lại có thể dùng Cần Vương danh nghĩa chiêu binh mãi mã. Cái gì, như thế ngu ngốc đế quân, chúng ta không phản hắn, còn muốn trợ hắn, thật sự là buồn cười. Độc Cô Hỏa bộ mặt tức giận,
nhảy một chút thì đứng lên, nhìn về phía Trác Phàm nói, nguyên soái, coi như nghĩa phụ lúc còn sống, lão nhân gia ông ta lại ngu chung, cũng tuyệt không có khả năng cho phép hoàng đế làm ra như thế bên trong thông bán nước sự tình. Liền lão nhân gia ông ta đều khó có khả năng lại đứng ở hoàng đế bên kia, ngài làm sao? Độc Cô Hỏa tức giận đến rốt cuộc nói không ra lời, Trác Phàm lại là bật cười một tiếng, khoát khoát tay, Hỏa tướng quân, có lẽ ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ta bắt Thác Bạt Thiết Sơn, vì sao lại thả hắn sao? Đúng thế, vì cái gì? Việc này ta còn không có đề cập với ngươi đây, lão già chết tiệt kia chứng ngươi bắt đều bắt, vì sao không dứt khoát làm thịt hắn, vì lão nguyên soái báo thù. Độc Cô Hỏa cái này tính tình nóng nảy lại một lần nhen nhóm, hùng hùng hổ hổ nói. Trác Phàm không để bụng, đạm mạc lên tiếng, nếu là ta giết hắn, Khuyển Nhung đại quân quần long vô thủ, khả năng rất nhanh liền ẩn núp lên, biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên ngoài. Bất quá ta thả hắn, hắn tất nhiên phải thật tốt điều tra ta cái này tân nguyên đẹp trai bối cảnh, sau đó cùng đương kim hoàng đế tổng cộng đối phó ta mưu đồ. Cứ như vậy, lớn như vậy quy mô quân đội tại Thiên Vũ tán loạn, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Ba ba ba. Trác Phàm vừa dứt lời, Lãnh Vô Thường đã là liên tục vỗ tay, tán thưởng lên tiếng, Trác quản gia cũng là Trác quản gia, nguyên lai sớm đã nghĩ kỹ đối địch chi sách. Cao, thật sự là cao, chúng ta thì lấy Cần Vương tên, để đương kim hoàng đế ăn người câm thua thiệt. Mọi người nghe đến, đều là sững sờ, tại hai người trước người tới lui băn khoăn một chút, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này một lão hồ ly cùng một con cáo nhỏ, đến tột cùng tại đánh cái gì bí hiểm. Người hiểu ta, còn phải thuộc Lãnh tiên sinh a. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm khẽ cười nói, chúng ta vô luận lấy loại nào danh nghĩa mở rộng thế lực, hoàng thất đều có thể một tờ phủ định, nhưng duy có một chút, hắn muốn không cũng không có lá gan này. Cái kia chính là, Cần Vương cứu giá, khu trừ Man Di. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người giống như hồ dĩ nhiên minh bạch hết thảy, mỗ mỗ càng là tiếng cười to nói, cái này tốt, hoàng thất cũng không thể công khai thừa nhận, nó cùng Khuyển Nhung trong bóng tối cấu kết quan hệ đi. Trác quản gia, đây thật là để đương kim hoàng đế, ăn một cái to lớn ngậm bồ hòn a. Ha ha ha, Khuyển Nhung quân đội bị phát hiện tại Thiên Vũ xuất hiện, đoán chừng hoàng đế cũng có đối sách, nếu không cũng là tìm dê thế tội, giống ra Cát Trường Phong như thế. Thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta hội mượn đề tài để nói chuyện của mình, triều binh mãi mã, chuẩn bị cùng hắn khai chiến. Đoán chừng đến lúc đó hắn nghe đến tin tức này về sau, mặt đều muốn tức xanh, ha ha ha. Trác Phàm cười to lên, mọi người liếc nhìn nhau, cũng toàn đều đi theo cười ha hả, trong lòng cũng đang âm thầm bội phục, Trác Phàm bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Chỉ là rất nhanh, Lãnh Vô Thường lại vê dâu lo lắng nói, chỉ là Trác quản gia, cái này binh mã một chuyện xem như giải quyết, nhưng còn có đỉnh phong cao thủ đâu. Dù sao, ngài cũng biết, đối phương nếu là có một người, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thượng tướng thủ cấp. Chúng ta chỗ này coi như chuẩn bị thiên quân vạn mã cũng không có tác dụng gì a. Cái này còn cần ngươi lo lắng. Chúng ta thế nhưng là có bất bại ngoan đồng cổ tam thông tọa chân a. Lúc này, Long Giật Phi cười lớn một tiếng, quát to, dường như cái kia tiểu tam tử là hắn Tiềm Long Các một dạng. Nhưng Lãnh Vô Thường vẫn là lắc đầu, ưu tư lên tiếng, nếu chỉ là tại Thiên Vũ lời nói, cổ tam thông thật là vô địch tồn tại. Bất quá, lần này lại tăng thêm Khuyển Nhung. Ta lo lắng bọn họ hội theo bọn họ hộ nước tông môn, ngự thú tông bên trong, mời đến hóa hư cao thủ. Khi đó, chúng ta thì phiền phức. Vậy thì có cái gì nhưng là phiền phức, để lão phu đến cũng là. Một tiếng trọng hưởng, phòng nghị sự cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng là cái kia toàn thân cao thấp hoàn toàn ẩn nấp đi khí thế cường hãn, lại là để tại chỗ tất cả mọi người nhìn không được cùng nhau giật mình. Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên. Hắn khôi phục, mà lại, còn đột phá. Hóa hư cảnh, chúc mừng Lệ Lão. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm mặt lộ vẻ mặt vui vẻ, hơi hơi gật gật đầu. Lệ Kinh Thiên nhìn lấy Trác Phàm, đồng dạng tràn đầy lòng cảm kích, trong mắt chớp động lên dị dạng ánh sáng. Đa tạ Trác quản gia ân cứu mạng, dìu dắt chi tình. Trước mặt tất cả mọi người, Lệ Kinh Thiên lúc này quỳ xuống bái tại Trác Phàm trước mặt. Điều này không khỏi làm mọi người tại đây đều hơi kinh hãi, mặt hiện dị sắc. Dù sao, thân thể làm một đời cường giả, Lệ Kinh Thiên coi như đối Trác Phàm lại cung kính, cũng tuyệt đối không thể nào tùy ý quỳ bái, có sai lầm thể diện.
trừ phi là có đại ân huệ, mới có thể để vị cường giả này, cam tâm tình nguyện bỏ đi dưới gối hoàng kim, lễ bái ân nhân. Chỉ là cái này ân huệ đến tột cùng lớn bao nhiêu, mọi người lại là còn không thể rõ ràng. Chậm rãi đem Lệ Kinh Thiên đỡ dậy, Trác Phàm hài lòng gật đầu, cười nói, Lệ lão là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Chỗ nào, Trác quản gia tri ân, Lệ mỗ mà cảm khó quên. Nếu không phải có Trác quản gia xuất thủ cứu trợ, Lệ mỗ bây giờ cái nào có thể đột phá hóa hư cảnh, chỉ sợ một thân tu vi đều muốn hủy. Lệ Kinh Thiên mặt hiện kích động, một mặt cảm kích nói. Đến tận đây, mọi người mới minh bạch hắn tại sao lại hướng Trác Phàm quỳ xuống. Có thể đem một thân tu vi cứu vãn, còn giúp hắn đột phá thiên vũ từ xưa đến bây giờ đều không người có thể đạt đến hóa hư cảnh. Cái này xác thực có thể so với thoát thai hoán cốt, phụ mẫu ân đức, hắn lại có thể không quỳ. Lãnh Vô Thường ở một bên nhìn lấy, khẽ vuốt chòm râu, thì thào lên tiếng, Lệ lão vừa mới đột phá hóa hư cảnh giới, như đối phương thật có cao thủ như thế, sợ cũng không phải địch thủ. Như vậy, còn có chúng ta đâu? Thế mà, hắn vừa dứt lời, lại là hét lớn một tiếng vang lên, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến phu phụ hai người hỉ khí dương dương theo ngoài phòng đi vào, toàn thân khí thế dồi dào muốn ra, rõ ràng cũng là lại có đột phá. Mọi người thả mắt nhìn đi, Song Đồng cũng không nhịn được lắc một cái, trong lòng kinh dị. Hai người này liên thủ đã tại Thiên Vũ tính toán khó gặp địch thủ, hiện tại càng là đột phá đến thần chiếu đỉnh phong chi cảnh. Thậm chí mọi người đã cảm thấy, bọn họ cách hóa hư cảnh, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như hai người liên thủ lời nói, nước lửa giao hòa, uy lực đại tăng, cũng có thể làm một vị hóa hư cảnh cao thủ đến làm. Trời ạ, cái này Lạc gia cao thủ tu vi tốc độ tiến triển thật sự là kinh người, chỉ là không mấy năm công phu, đều muốn bồi dưỡng được ba vị hóa hư cao thủ tỏa chấn. Cái này, quả thực cũng là kỳ tích. Thật không biết cái này Trác Phàm làm thủ đoạn gì. Có thể để cho thủ hạ cao thủ tu vi tiến độ, như măng mọc sau mưa giống như, nhảy lên đến nhanh như vậy. Phải biết, bọn họ tại chưa đi đến Lạc gia trước đó, mặc dù cũng coi như tuyệt thế cao thủ, nhưng tuyệt không có tiến triển như thế cấp tốc lý lẽ. Mọi người mặt hiện nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này, lại một bóng người đi vào, lại là mở ra bọn họ tất cả nghi vấn. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, một mặt thích ý đi vào Trác Phàm trước mặt. Khom người bái bai, cười nói, Trác quản gia, ngài để lão phu luyện chế thập phẩm linh đan, thông thiên đan, lão phu đã rèn luyện. Chỉ là thời gian phía trên, có phần phí trắc trở. Bất quá không ngoài một năm nửa năm, lão phu nhất định làm cho chúng ta mỗi vị trưởng lão nhân thủ một khỏa, cải thiện bọn họ gân mạch phẩm chất. Đến lúc đó, không ra mấy năm công phu, chúng ta những cái kia thần chiếu trưởng lão, liền toàn có khả năng đạt đến hóa hư cảnh. Hắc hắc hắc, ngài đừng nói. Linh đan này hiệu quả còn thật tốt, Lệ lão cùng Thù lão bọn họ đều là phục dụng ngay sau đó, liền lập tức đột phá. Cái gì, thập phẩm đan? Mọi người bất giác giật mình, cùng nhau hét to lớn tiếng, trong mắt đều nện một chỗ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy không thể tin thần quang, tiếp lấy chính là tán thưởng cùng hâm mộ. Thập phẩm linh đan, tiểu tử này Nghiêm Tùng, đều đã đạt đến thập phẩm luyện đan sư trình độ sao? Còn có... Hắn chỗ nào đến nhiều như vậy phẩm cấp cao dược tài. Bọn họ ngự hạ thất gia ngàn năm nội tình, nhưng là đều chưa từng xuất hiện thập phẩm dược tài a. Khó trách hắn có thể tùy tiện lung lạc nhiều như vậy cao thủ, nguyên lai tại Lạc gia có nhiều như vậy chỗ tốt a. Các vị gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng như đổ nhào giấm mình một dạng, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại tràn ngập thật sâu dục vọng cùng khao khát. Trác quản gia. Chúng ta mấy nhà cũng coi như ngài minh hiếu, bây giờ đại chiến sắp đến, đề cao thực lực loại sự tình này, chúng ta là không phải. Long Giật Phi xoa xoa bàn tay, rực rỡ tiếng cười nói. Chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Long các chủ khách khí, ta Trác Phàm luôn luôn chữ nghĩa đi đầu, có chỗ tốt há có thể không có chư vị phần. Bất quá Long các chủ cũng nói, bây giờ đại chiến sắp đến, ta Lạc gia thân là các nhà đứng đầu, nên trùng phong phía trước. Há có thể để chư vị con cháu tại phía trước đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ta Trác Phàm giống loại kia bán đồng đội người sao? Cho nên, linh đan này trước cung cấp Lạc gia trưởng lão hưởng dụng, chúng ta nhất định cho các ngươi cản ở phía trước. Đợi đến đại chiến kết thúc, tự sẽ cùng các vị cùng hưởng tư nguyên. Trác Phàm lời ấy có thể nói là từ chối chi từ, nhưng lại cho tất cả mọi người cùng phú quý hy vọng, để bọn hắn tìm không ra ý tới. Thế nhưng linh đan dụ hoặc,
lại là mèo bắt đồng dạng, gãi lấy bọn hắn trái tim, để bọn hắn không thể không bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Hắc hắc hắc, muốn cái này thông thiên đan à, vậy hãy theo lão tử tốc độ tiến lên, chờ đại thắng về sau, tự nhiên sẽ thưởng cho các ngươi. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm lộ ra nhưng đã đem tất cả mọi người tâm chộp trong tay. Cái gọi là đến dân tâm được thiên hạ, Trác Phàm lúc này đang vì ngày sau Lạc Gia tại Thiên Vũ không có thể dung chuyển địa vị, đánh xuống vững chắc cơ sở. Chỉ là tạm thời tính toán hai vị hóa hư cao thủ lời nói. Lãnh Vô Thường nhíu mày, tựa hồ còn có chút lo lắng, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, lộ ra một bộ thần bí nụ cười, lãnh tiên sinh không cần lo lắng, hết thảy sự tình ta đều đã an bài thỏa đáng. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia ánh mắt kiên định, Lãnh Vô Thường cũng hơi hơi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cùng Trác Phàm liên hệ không phải một ngày hai ngày, nói thật, lấy Trác Phàm tâm kế, hắn thần toán tử tại vị này đại quản gia trước mặt, cũng bất quá là đề tỉnh một câu thôi, bày mưu tính kế sự tình, cũng không tới phiên hắn làm chủ. Có thể nói, hắn Lãnh Vô Thường bây giờ đang ở Lạc Gia, phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Bất quá, hắn không vội, bởi vì hắn biết, Trác Phàm chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đến thời điểm, cái này Lạc Gia đệ nhất mưu sĩ vị trí còn không phải hắn. Khi đó, mới là hắn chính thức đại triển quyền cước thời điểm. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trác Phàm phát ra hắn quan trọng mệnh lệnh, triều binh mãi mã. Hắn để Ngự Hạ Thất Gia người lập tức xuất phát, lập tức trở về đến chính mình quyền sở hữu, lấy Khuyển Nhung quân xâm chiếm Thiên Vũ, đế vương bị bắt làm lý do, hướng khắp thiên hạ chiêu mộ cần vương chi sư. Bọn họ tại mỗi người lãnh địa đều uy vọng rất cao, lại lấy cần vương tên chiêu binh, nhất định làm ít công to, trong ngắn hạn liền có thể tập kết đếm trăm vạn đại quân. Mà những cái kia Ngự Hạ gia tộc, trước có hoàng thất liên thủ Khuyển Nhung đại quân, muốn tiêu diệt bọn họ, núi lớn áp lực, sau có Trác Phàm lấy bất thế linh đan làm dụ hoặc, lấy lợi dụ, dục vọng tăng cường. Đây chính là đã có áp lực, lại có động lực, bọn họ tính tích cực nhất thời liền toàn bộ bị nâng lên. Trác Phàm mệnh lệnh vừa phát, bọn họ lập tức ngựa không dừng vó lao tới bốn phương tám hướng, triệu tập nhân mã, biểu hiện lập công, đừng đề cập bán thêm sức lực. Lấy Trác Phàm nước tiểu tính, có lẽ ngày sau phân linh đan thời điểm, cũng là lấy lúc này công lao đến định đâu. Kết quả là, tại Trác Phàm vừa mới tuyên bố tan họp về sau, những người này liền toàn không thấy bóng dáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hành động chi cấp tốc, quả thực cũng là hiệu suất mẫu mực. Chỉ có Thiên Vũ Tứ Hổ một mực nhíu mày, lo lắng, cuối cùng, vẫn là từ Độc Cô Phong mở miệng nói, nguyên soái, lâm thời tập kết đại quân đều là một đám ô hợp chi chúng, sợ khó hình thành chiến lực. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện Khuyển Nhung đại quân, căn bản không phải địch thủ. Ta biết, nhạt cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, binh pháp có nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta muốn cùng Khuyển Nhung đại quân quyết thắng, muốn tất thắng, tất chiếm cái này ba loại tiện lợi. Bây giờ tình thế, quyết chiến chi địa, không có có chỗ nào, so tại nhà chúng ta cửa gõ mõ cầm canh có lợi. Mà lại, nơi này chung quanh ta cũng làm bố trí. Nhưng là như thế nào dẫn bọn họ tới đây cùng chúng ta quyết chiến? Thác Bạt Thiết Sơn cũng là đệ nhất tướng soái, không có khả năng tùy tiện chúng kế, như vậy lời nói, chúng ta chỉ có ép hắn, ha ha ha. Binh pháp lại có vân, thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Ta để bảy nhà mọi người đi toàn bộ Thiên Vũ triều binh mãi mã, cũng không phải là thật muốn dùng đám kia đám người ô hợp tác chiến, mà chính là bức hoàng đế cùng Khuyển Nhung nhanh chóng tìm này quyết chiến. Đến lúc đó tại chúng ta địa bàn, muốn làm sao đánh, thì đánh như thế nào? Để cho bọn họ tới đến, đi không được. Trong mắt không khỏi sáng lên, Tứ Hổ nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, một mặt tán thưởng, Độc Cô Lâm càng là khẽ gật đầu, cười nói. Khó trách nghĩa phụ trước khi Lâm Trung đem đại quân giao cho nguyên soái, nguyên soái quả nhiên tướng soái chi tài, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Ngày xưa nghĩa phụ nếm lời, tướng soái phân âm dương hai loại. Dương chi nguyên soái, thận trọng từng bước, âm chi nguyên soái, kỳ mưu quỷ kế. Hắn cùng cái kia Thác Bạt Thiết Sơn đều xem như dương đẹp trai, thiện ở chính diện giao phong. Bây giờ đến phiên nguyên soái dạng này âm soái trưởng quân, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị a. Ây, Lâm tướng quân, người nói thẳng ta quỷ kế đa đoan liền có thể, là khen ta vẫn là tổn hại ta. Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Mọi người gặp, cũng tất cả đều ào ào cười to lên. Vị này tân nguyên đẹp trai tuy nhiên đủ âm,
nhưng thống quân tác chiến ngược lại thật là có bản lĩnh. Đối Vân Hải, người thân là Lạc gia gia chủ, một trận chiến này là ngươi tại chúng gia tộc trước mặt, kiến công lập nghiệp thời điểm, phải làm tự thân lên trận giết địch, trấn nhiếp trăm nhà. Bất quá ngươi nhập Độc Cô Quân niên hạn ngắn ngủi, rời đi Độc Cô Quân thời gian vừa dài, trong tay không có chính mình bộ đội con em, Lạc gia những thiếu niên kia hộ vệ thượng chưa trưởng thành, thực khó đối địch. Vì thế, ta vì ngươi chuẩn bị một đạo nhân mã, ngươi đi theo ta. Lúc này, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía hầu ở tứ hổ trước người Lạc Vân Hải, trong mắt lóe lên nói đạo tinh quang. Lạc Vân Hải sững sờ, không rõ ràng cho lắm, liền theo sau. Tứ hổ cũng là hiếu kỳ, theo sát mà lên. Chỉ có Lệ Kinh Thiên bọn họ tựa hồ minh bạch một chút sự tình, liếc nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai dậm chân tiến lên. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Hắc Phong Sơn phía dưới dấu binh trong động, Lạc Vân Hải nhìn khắp bốn phía nhìn sang, vẫn là như trước kia một dạng, cũng không có gì thay đổi, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Trác Phàm xa xa nhìn lại, đạm mạc lên tiếng, đã dưới đất dưỡng mấy tháng, địa mạch chi khí cũng hút không sai biệt lắm, là thời điểm đi ra thao luyện một phen. Các ngươi còn tránh dưới đất làm gì, còn không mau đi ra tham kiến gia chủ. Oanh long long long. Trác Phàm vừa dứt lời, phiến đại địa này liền đột nhiên phát ra ù ù tiếng vang. Ngay sau đó, nhưng gặp Na Bình làm đất mặt một trận run rẩy, từng cái đống đất nhỏ như măng mọc sau mưa giống như không ngừng nhô lên, đến sau cùng đụng một tiếng, duỗi ra một cái tràn đầy hào quang màu vàng đất leng keng bàn tay, giống như tinh cương. Đón lấy, thân thể chậm rãi từ dưới đất bò lên, sau đó là chân, đến sau cùng cả người hoàn toàn từ dưới đất xông tới sau. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải bất giác tất cả đều trong mắt co rụt lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy cái kia khô quắt khuôn mặt, đá lởm chởm từng đạo thân thể. Cái này, chỗ nào vẫn là người, căn bản chính là ngàn năm cương thi leo ra. Mà lại, còn không chỉ một cái, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 100.000 chi chúng. Đồng thời, cái này cuồn cuộn cường hãn không tưởng nổi khí thế là chuyện gì xảy ra. Thần chiếu cảnh cao thủ 5.000 trở lên, thiên huyền cảnh cao thủ hơn 3 vạn người, còn lại còn toàn mẹ hắn là đoán cốt cảnh cao thủ. Dạng này một nhóm quân đội tụ họp lại, cho dù không cần chiến trận, cái kia chiến lực cũng là tương đương khủng bố. Tham kiến gia chủ, tham kiến Trác quản gia, tham kiến chư vị trưởng lão. Hơn 100.000 cái quái vật hình người đủ tề bái hạ, âm thanh chấn chỉnh sơn động, rung động ầm ầm. Lạc Vân Hải không khỏi cả kinh lui lại hai bước, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, bọn họ đều là Lạc gia tử đệ. Bị ta luyện thành chiến khôi, kim cương thân thể, phi thiên độn địa. Những ngày qua ngươi đem bọn hắn tùy tiện huấn luyện một chút, đến lúc đó đánh bại Khuyển Nhung đại quân, thành ngươi bất thế chi công. Nghe được lời này, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác tất cả đều trong lòng run lên. Dạng này một chi quái vật quân đoàn, coi như không huấn luyện, cũng có thể làm mấy cái trăm vạn đại quân dùng, cái này lại muốn huấn luyện một phen, có thể phối hợp hình thành chiến trận. Trời ạ! Đây rõ ràng cũng là trên trời rơi xuống đến công tích. Vị này Trác quản gia làm quản gia thật là xứng chức, vì chính mình gia chủ ngày sau uy vọng trải đường, cửa hàng đến ngược lại là thật kiên cố a. Ngượng ngùng, tối tăm trong phòng giam, sáng sớm khí ẩm hình thành nước, đang không ngừng rơi xuống, gõ ra có tiết tấu vận luật. Một vị tóc có chút hoa dâm lão nhân, toàn thân cao thấp mang theo tinh cương xiềng xích, đều là ngũ phẩm linh binh đoán tạo tài liệu đánh chế, lại là khẽ nhắm hai con ngươi. Một mặt thích ý khẽ hát, đi theo cái kia nước tiết tấu, đầu khẽ run, tựa hồ tương đương hưởng thụ, hoàn toàn nhìn không ra thân hãm nhà tù khốn quẫn. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, phòng giam cửa lớn một tiếng cọt kẹt, bị mở ra tới. Vị lão nhân kia cũng nhất thời cứng đờ thân thể, dừng lại, mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa nhà lao vị trí. Ở nơi đó, một đạo thân mang màu vàng cẩm phục bóng người, chậm rãi đi tới. Ha ha ha, chấm ra Cát thừa tướng, người ở chỗ này sinh hoạt đến có thể còn tốt sao? Rear mép hơi hơi run run động một cái, hoàng đế dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống, trên mặt đều là người thắng lợi nụ cười. Từ chối cho ý kiến cười cười, Gia Cát Trường Phong trên mặt không có chút nào đau khổ, ngược lại tương đương nhẹ nhõm, đa tạ bệ hạ quan tâm, lão hủ ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe. Không có triều đình tranh phong, không có lục đục với nhau. Lão phu tâm ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Ha ha ha,
thừa tướng thật sự là hảo tâm thái a, rõ ràng bị bại rối tinh rối mù, nhưng như cũng có thể tự đắc vui, chấm cũng không thể không lòng sinh bội phục. Không khỏi cười lớn một tiếng, hoàng đế châm chọc nói. Chậm rãi lắc đầu, Gia Cát Trường Phong đạm mạc lên tiếng, bại cũng là bại, cho dù lại ảo não cũng không làm nên chuyện gì, sao không ổn định lại tâm thần, hưởng thụ còn lại thời gian đâu. Đúng, bệ hạ hôm nay lần này đến, sẽ không phải là muốn đem lão phu cái này còn lại nhàn nhã thời gian cũng cướp đi đi. Không không không, tuy nhiên ngươi Gia Cát thừa tướng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, chấm tuyệt không yên lòng tại chấm trăm năm về sau, còn đem ngươi lưu cho chấm con cháu nhóm xử lý. Một khi ngươi thoát khốn, hậu hoạn vô cùng, cho nên, chấm tại trước khi chết, nhất định sẽ trước ban thưởng ngươi chết. Bất quá, lại không phải hiện tại, ngươi ta quân thần cộng sự gần trăm năm, xem như tri kỷ bằng hữu, lẫn nhau tính tình đều mười phần dài. Nếu là ngươi chết trước, chấm hội cảm thấy cô đơn. Tri kỷ bằng hữu, ha ha ha. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười, bệ hạ, ngài có tri kỷ bằng hữu sao? Chúng ta chỉ là cùng một chỗ, lẫn nhau tê cắn mấy chục năm đối thủ mà thôi. Bằng hữu, có lẽ lão phu trước kia từng tưởng tượng qua, nhưng về sau liền biết, bệ hạ tuyệt sẽ không kết bất kỳ bằng hữu. Đế vương tâm thuật, người cô đơn, cái nào có bằng hữu có thể nói. Nghe được lời này, hoàng đế hơi trầm mặc, trên mặt cũng là nổi lên một trận bi thương, bất quá lại lóe lên một cái rồi biến mất, đúng vậy a, giang sơn xã tắc nặng như hết thảy, chấm là quốc gia này đế vương, há có thể cả người trở thành bằng hữu. Bất quá ngươi cũng phải biết, chấm đã từng xác thực tưởng tượng qua đây hết thảy. Cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự thời gian, chấm thật là thành thật với nhau, đưa ngươi xem là tri kỷ đối đãi. Nhưng ngài cuối cùng, vẫn là ra tay với lão phu a. Bất giác cười khẽ cả đời, Gia Cát Trường Phong nhìn lên trong địa lao cái kia tối như mực trần nhà, ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ rơi vào thật sâu nhớ lại còn nhớ rõ Dương thừa tướng sao. Lúc đó lão phu bất quá một giới vừa vừa đi vào con đường làm quan tiểu quan lại mà thôi, nhận được bệ hạ nâng đỡ, thụ sủng nhược kinh, một đường tăng cao. Lúc đó, ngài nói Dương thừa tướng một tay che trời, trưởng khống triều cương, kẻ nịnh thần chi đồ, có mưu nghịch chi tâm. Muốn cùng vi thần hợp lực diệt trừ kẻ nịnh thần, sau đó để vi thần xưng tướng, cùng một chỗ chung sáng tạo thiên vũ thịnh thế. Không sai, chấm lúc đó cũng không có nói sai, người kia xác thực dụng ý khó dò. Kết bè kết cánh, có mưu nghịch chi ngại. Hoàng đế khẽ vuốt chòm râu, trong mắt lại là lóe qua khiếp người tinh quang. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, lúc đó ta cũng cảm thấy như vậy, liền cùng bệ hạ hợp lực siêu tập chứng cứ, đem hắn cầm xuống. Thế nhưng là, coi ta hăng hái đi Dương phủ bắt hắn lúc. Hắn lại nói với ta, phải cẩn thận bệ hạ, đồng thời tại chỗ tự tử. Lúc đó ta không rõ ý. Còn tưởng rằng là nghịch thần châm ngòi chi ngôn, liền không để ý. Nhưng là, chính là thần tại tướng vị phía trên ngốc 10 năm sau, cẩn trọng, giữ khuôn phép, đồng dạng sự tình nhưng lại phát sinh. Bệ hạ tìm càng tuổi trẻ quan lại, lấy nhiệt huyết chi tâm, đền đáp triều đình chi ý, dụ xuống tay với ta. Lúc đó ta thì mộng, vì sao bệ hạ như thế đối với ta? Về sau ta âm thầm ẩn nhẫn, mặc cho các ngươi như thế nào khiêu khích đều bất phi sở động. Đồng thời tra rõ lúc trước Dương thừa tướng sự tình, mới thình lình phát hiện. Người kia vốn là tiền triều di lão, trung thành tuyệt đối, vốn không dị nâng, là bị bệ hạ thiết kế buộc tạo phản. Khi đó, ta cũng cuối cùng lý giải Dương thừa tướng lâm trung chi ngôn ý gì. Đế vương chi tâm, quả nhiên thâm bất khả chắc. Thừa tướng chi vị, quyền khuynh triều giã, cũng không thể để một người ở lại bất động. Thế nhưng là thân là lão thần, chấm như vô duyên vô cớ động đến hắn. Sợ bị thiên hạ chỉ trích, khiến bách quan thất vọng đau khổ, chỉ có thể nghĩ cách trừ chi. Trên mặt tràn đầy màu lạnh, hoàng đế một mặt bình tĩnh nói, bất quá Gia Cát thừa tướng so với hắn thông minh được nhiều, qua nhiều năm như vậy, chấm không vớt được ngươi một chút tay cầm không nói, liền an bài sau lưng ngươi, chuẩn bị thế chỗ ngươi người, cũng đều bị ngươi lấy các loại thủ đoạn trừ bỏ. Lúc đó ta thì xác định, Vân Huyền cơ tiên đoán quả nhiên không giả, tứ trụ vị trí đầu não tử. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Về sau, người cũng xác thực thế lực to lớn, chấn nhiếp bảy nhà, để chấm đạt thành bên trong bên ngoài thăng bằng cục diện. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cười khổ lắc đầu, trong lòng có cỗ không nói ra tư vị, nguyên lai hết thảy vẫn là tại bệ hạ trong khống chế, tuy nói lão phu phát giác được một số,
nhưng coi là chỉ cần vận chuyển thỏa đáng, cũng có thể thoát khỏi đây hết thảy. Không nghĩ tới, ai? Bệ hạ, người người nói lão phu là thiên vũ đệ nhất chí tinh. Nhưng ở lão phu tâm lý, bệ hạ mới thật sự là đệ nhất chí giả, cùng bệ hạ đấu tâm nghĩ, lão phu không kịp vậy. Chỗ nào, thừa tướng chớ có quá khiêm tốn. Chấm, chỉ là cái hôn quân mà thôi. Giống ngươi lần này đem Khuyển Nhung đại quân dẫn vào thiên vũ, chấm thân là đế vương, lại không có chút nào phát giác. Sau cùng bị Khuyển Nhung vây khốn, cắt ra 10% đất đai, mới khiến lui binh, nhận hết khuất nhục, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai, chấm thẹn với thiên vũ bách tính, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Hoàng đế thở dài lên tiếng, nhưng khóe miệng lại là xẹt qua cười nhạt ý. Gia Cát Trường Phong gặp, bật cười lắc đầu, nhìn tới. Nơi này thông bán nước tên, cũng sẽ rơi xuống lão phu trên đầu. Bệ hạ tính kế thâm trầm, đựng gần trăm năm hôn quân, này đại nghị lực, thật là làm cho lão phu bội phục. Có điều, lão phu trên đầu cái này đỉnh bán nước cái mũ đỉnh liền đỉnh, dù sao lão phu sớm đã coi nhẹ hết thảy, cho dù để tiếng xấu muôn đời cũng không quan trọng. Chỉ là có một chuyện ở trong lòng quanh quẩn rất lâu, khổ tư không hiểu, mời bệ hạ giải thích khó hiểu. Cứ nói đừng ngại, hoàng đế vung tay áo, Xuân Phong đắc ý. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Trường Phong sâu xa nói, lão phu nhận biết thiên địa nhị thánh lúc, trên là một giới thư sinh, bệ hạ như thế nào lúc đó liền đem bọn hắn an bài đến vi thần bên người. Ha ha ha, cái này muốn nhiều tạ đại tế ti, Vân Huyền Cơ. Nhếch miệng cười một tiếng, hoàng đế đắc chí vừa lòng, tựa hồ đối với chiêu này tương đương hài lòng, người sẽ không phải quên. Ngươi cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là đại tế ti tiến cử. Thực, tại hắn tiến cử các ngươi trước đó, liền đã báo trước các ngươi xuất hiện, lại là thiên vũ chi phúc. Là chấm để hắn chậm rãi, để xem các ngươi tâm trí. Lúc đó chấm thì phát giác, Độc Cô Chiến Thiên tuy nhiên văn thao vũ lược, nhưng làm người ngu dốt, tốt hơn khống chế. Mà ngươi Gia Cát Trường Phong, lúc đó tuy là hồ đồ thiếu niên, bất quá lại nắm giữ một khỏa thất khiếu linh lung tâm, nhạy bén rất. Tương lai nhất định là cái lão hồ ly. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta để lâu không xuống núi thiên địa nhị thánh, giả bộ thụ thương, bị ngươi cứu, về sau có giao tình, dễ dàng bị ngươi sử dụng, coi là thân tín. Mà lại, vì không làm cho ngươi nghi ngờ, cái kia mấy năm ngươi mỗi lần dự thi, tuy nhiên văn thải phong lưu, nhưng chấm đều trong bóng tối chỉ thị giám khảo để ngươi không đậu. Liên tiếp 3 năm, ngươi liền triều đình cửa lớn đều không tiến vào. Như thế nào lại phát hiện, lúc này kết bạn thiên địa song thánh, là chấm phái đến bên cạnh ngươi phụ trợ, cũng có giám sát chức vụ đâu. Về sau nhìn tình huống không sai biệt lắm, ngươi đã muốn đánh mất lòng tin lúc, chấm mới khiến cho Vân Huyền Cơ ra mặt tiến cử ngươi. Tất cả quá khứ đều không sai tại ngực, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở sâu, cười khổ lắc đầu, nguyên lai hết thảy, sớm đã tại trong tay bệ hạ nắm giữ, thần cùng bệ hạ đấu mấy chục năm, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Chỗ nào, thừa tướng làm được tương đối tốt, nếu không, chấm hôm nay đem thiên vũ các đại thế lực một lần hành động tiêu diệt kế hoạch, cũng khó có thể áp dụng, ha ha ha. Không khỏi cười to lên, hoàng đế tựa hồ đã chính thức nắm giữ thiên hạ. Đúng lúc này, một đạo áo bào xám bóng người chậm chậm đi tới, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, có khẩn cấp tình báo. Gia Cát Trường Phong dương mắt nhìn người kia liếc một chút, bất giác lông mày nhíu lại nói, ngươi. Là U Minh Cốc U Minh A, ta nhớ được ngươi tại nhị hoàng tử chỗ đó, làm sao? Gia Cát thừa tướng, hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, nhị hoàng nhi phản loạn, cũng là chấm sai sử U Minh khuyến khích. Biết con không khác ngoài cha, cái kia tính tình trẻ con quá mau, người bên cạnh một giật dây, tự sẽ mắc câu. Khóe miệng hơi vểnh lên, hoàng đế có chút khiêu khích nhìn Gia Cát Trường Phong liếc một chút, cười nói, còn có, đời tiếp theo đế vương phụ tá thừa tướng chấm cũng bình tĩnh. Cũng là U Minh. Tạ bệ hạ long ân, U Minh vội vàng hạ bái, mặt hiện cung kính. Gia Cát Trường Phong chố mắt nhìn, thở dài lên tiếng, bệ hạ ý này, là dùng nhị hoàng tử phản loạn, dẫn lão phu động thủ đi. Làm dẫn lão phu xuất thủ, vậy mà sử dụng chính mình thân tử, để hắn rơi cái xoán vị cướp ngôi tiếng xấu, vĩnh thế thoát thân không được. Bệ hạ tâm tư, thật là đầy đủ thâm trầm, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Bệ hạ có thể so sánh lão hổ hung ác nhiều. Hừ, cái này còn không phải ngươi lão gia hỏa này quá mức cẩn thận duyên cớ. Chấm đều đã đem người bên cạnh đều phái đi ra, ngươi còn không chịu động thủ. Ngươi không động thủ, thân là thừa tướng,
chấm lại sao thật nhẹ dễ dàng làm ngươi, lại sao có thể đưa ngươi một đám vây cánh một mẻ hốt gọn. Hoàng đế biết hắn tại mỉa mai chính mình ngoan độc, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. U Minh đem một cái xanh biếc ngọc giản cung kính đưa lên, chờ lấy hoàng đế tìm đọc. Thế nhưng là còn không đợi hoàng đế tiếp nhận, Gia Cát Trường Phong lại nói, bệ hạ, lão thần ở đây cả ngày không thấy ánh mặt trời, với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, tin tức này nghĩ đến trọng đại, có thể hay không để lão thần cũng lắng nghe một phen. Xòe bàn tay ra bất giác một trận, hoàng đế quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt hơi híp, cười lạnh thành tiếng, hừ, người đã thân hãm đại lao, coi như biết cái gì lại có quan hệ gì. Tốt, U Minh xem bên trong ngọc giản cho, báo tại chấm cùng Gia Cát thừa tướng hai người nghe một chút, nhìn có tin tức tốt gì truyền đến. Đại khái, cũng là Độc Cô đại quân bị diệt a, ha ha ha. Hoàng đế càn rỡ cười to, Gia Cát Trường Phong lại là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lỗ tai hơi hơi lưu động. U Minh lĩnh mệnh, tâm thần chìm vào trong ngọc giản thật lâu, lại là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thì thào lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Lạc Gia đã đem Khuyển Nhung đại quân tiến vào Thiên Vũ cảnh bên trong sự tình, lan truyền đến Thiên Vũ các ngõ ngách. Lấy Cần Vương cứu giá, khu trừ man di tên, triều binh mãi mã, trước mắt đã gần như 1 triệu số lượng. Hoàng đế giật mình, nhất thời như cùng ăn một con ruồi chết giống như, cổ họng ục ục vang lên, lại là không nói ra một câu. Gia Cát Trường Phong nghe này, thì là cười lớn một tiếng, vỗ tay khen hay, ha ha ha. Không hổ là Trác Phàm tiểu tử kia, kỳ mưu quỷ kế, làm tốt lắm. Bệ hạ, ngài lần này xem như rời lên thạch đầu nện chính mình chân a. Hoàng đế hung hăng nguyết hắn một cái, hàm răng cắn rát băng vang lên. Trác Phàm, cái này đáng chết tiểu súc sinh, dám tương kế tựu kế, sự việc này âm chấm một tay, thực sự buồn cười. Đem ngọc giản cho chấm đến xem. Hoàng đế đang run lên một lát sau, đoạt lấy ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, tự mình xem. Thật lâu, mới mở choàng mắt, chau mày, bất khả tư nghị nói, làm sao lại nhanh như vậy? Ngắn ngủi thời gian thì tụ tập nhiều người như vậy lập tức. Lấy Lạc Gia uy danh, không nên có nảy uy vọng a. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo ý cười, Gia Cát Trường Phong giống như xem náo nhiệt đồng dạng, rằng giặc mở miệng, bệ hạ, ngài đừng quên, Lạc Gia phát triển thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên không quá mức uy vọng. Bất quá, tại Trác Phàm tiểu tử kia đoạn thời kỳ này đại chiến bên trong, thế nhưng là thu thất đại thế gia không ít cao thủ. Ngự hạ thất gia tại Thiên Vũ căn cơ quá sâu. Cho dù bây giờ bị quét dọn, vẫn như cũ hy vọng vẫn còn tồn tại. Từ bọn họ ra mặt, đã từng phụ thuộc gia tộc cũng không cần nói, coi như hắn tiểu môn tiểu hộ, cũng sẽ chen chúc mà tới, thừa này thu được một cái cao vị đi. Dù sao, sau trận chiến này, bọn họ thế nhưng là có khả năng ôm vào ngự hạ gia tộc bắp đùi a. Cứ như vậy, hiện tại mới chiêu mộ đến 1 triệu số lượng, lão thần cho rằng còn có chút thiếu đây, ha ha ha. Trong tai nghe lấy Gia Cát Trường Phong giễu cợt thanh âm, hoàng đế sắc mặt âm trầm, giống như ăn người, hung tợn nói, thằng danh con này, không nghĩ tới sẽ dùng tay này đến đem chấm nhất quân. Vốn là chấm thả hắn đi cùng đế vương môn đại chiến mấy trận về sau, cho dù thắng, cũng nhất định thực lực giảm lớn, cho nên đặt ở sau cùng thu thập. Vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ nhất định thành lớn nhất đại uy hiếp, mang theo toàn bộ Thiên Vũ cùng chấm là địch. Có một tay. Hoàng đế cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gạt ra trong cổ họng thanh âm, Gia Cát Trường Phong lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng, ai, bệ hạ, lần này ngươi ta đều nhìn nhầm a. Chúng ta đều là muốn sử dụng Trác Phàm tiểu tử này, đem Thiên Vũ nước quấy đục, ngư ông đắc lợi. Lão phu nghĩ đến phản loạn thời cơ, bệ hạ muốn quét dọn thiên hạ thế lực. Nhưng kết quả là, lão phu bị bệ hạ tính kế, liên quan tới nơi đây, bệ hạ thiết kế quét dọn thế lực này. Lại tất cả đều từ tiểu tử kia toàn bộ tiếp nhận đi. Ha ha ha, một khỏa nho nhỏ quân cờ, trong nháy mắt hóa thành người đánh cờ, ngư ông đắc lợi. Bệ hạ a, ngài lần này thua cũng không phải một con hai tử, mà chính là thua toàn bộ đại cục a. Im ngay. Hoàng đế rốt cục lại khó chấn định, thống mạ lên tiếng, hai mắt đỏ thấm, giống như điên cuồng, giận dữ hét, chấm là thiên tử, chấm sẽ không thua, vĩnh viễn sẽ không thua, khụ khụ khục. Bất giác hung hăng ho khan vài tiếng, hoàng đế lấy khăn tay ra tại bên miệng bay sượt, phía trên đỏ thẫm máu sắc là như thế dễ thấy. Song đồng bất giác hơi hơi run run, hoàng đế cấp tốc đưa khăn tay đựng vào trong ngực, không quan tâm đến nó, sải bước đi ra ngoài, rất nhanh liền không có bóng dáng,
nhưng là hắn nói năng có khí phách lời nói, lại là rõ ràng vang vọng tại cái này tối tăm trong địa lao. Gia Cát Trường Phong, ngươi cho chấm thật tốt mở to hai mắt thấy rõ ràng. Sau cùng người thắng, nhất định là chấm. Trác Phàm cái kia tiểu ma đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, lão phu cũng muốn nhìn một chút, hoa này hoa giang sơn sau cùng hội rơi vào trong tay ai. Rìa mép nhỏ khẽ run run, Gia Cát Trường Phong khuôn mặt không màng danh lợi, cười ra tiếng. U Minh thật sâu liếc hắn một cái, nhạt cười một tiếng, cũng đuổi sát hoàng đế bóng người mà đi. Cái này địa lao, lần nữa biến đến an tĩnh lại, cái kia tiếng nước âm vẫn tại đốt nốt vang lên, Gia Cát Trường Phong cũng tại theo cái kia có tiết tấu vận luật, nhẹ nhàng cua thân thể. Đạp đạp đạp, hoàng đế tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến ngự thư phòng, ngồi đến long vị phía trên giống to lên tiếng, người tới. Đúng, bệ hạ, lập tức có một cận thị vội vã chạy đến, khom người nói. Quỷ vương hắn còn chưa có trở lại sao? Khởi bẩm bệ hạ, quỷ vương đại nhân còn chưa trở về. Đáng chết, chấm để hắn đi làm việc, hiện tại khẩn cấp như vậy tình huống, vậy mà còn chưa có trở lại, không chi huyện tình làm thế nào. Hoàng đế hung hăng vỗ bàn một cái, Rear Map tức giận tới mức rung động. Báo! Đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, một tên thị vệ vội vàng xông tới, khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, quỷ vương đại nhân cầu kiến. Hơn nữa còn có Huyền Nhung đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn cùng chư vị tướng quân, cũng ở ngoài điện chờ lấy. Mau mau tuyên nhập, hoàng đế gấp vội kêu lên. Thị vệ gật đầu một cái, liền lĩnh mệnh lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, quỷ vương dẫn một đám người hối hả đi tới, người cầm đầu chính là Huyền Nhung binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn. Mà hắn nhi tử Thác Bạt Lưu Phong, nữ nhi Thác Bạt Liên Nhi, biết bọn họ phụ thân đến này, cũng vội vàng ra nghênh tiếp. Liền tụ hợp đến cùng một chỗ, bát lang vệ càng là toàn viên tụ tập, quốc sư hãn thiết ma cũng theo sát ở bên. Lão phu Thác Bạt Thiết Sơn, bái kiến thiên vũ bệ hạ. Thác Bạt Thiết Sơn hơi hơi hành lễ, bọn người người cũng cùng nhau hành lễ. Hoàng đế vung tay lên, cười nói, Thác Bạt lão nguyên soái lễ độ, sớm nghe nói về lão nguyên soái đại danh, hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền, quả nhiên khí vũ hiên ngang, phong độ đại tướng, ha ha ha. Hoàng đế khách sáo hai câu, liền thẳng vào chủ đề, lão nguyên soái, không biết bên kia sự tình làm như thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, bao quát hắn con gái, Thác Bạt Lưu Phong cùng Thác Bạt Liên Nhi cũng giống vậy. Bọn họ cũng đều biết, lần này là Thác Bạt Thiết Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên trận chiến cuối cùng, đến tột cùng ai thắng ai thua, tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ cũng muốn biết được. Mặt mò bất giác một đỏ. Thác Bạt Thiết Sơn lúng túng tằng hắng một cái, không biết nên như thế nào kể rõ. Quỷ vương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài, ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, vốn là lần này lão phu xuất thủ ám toán Độc Cô Chiến Thiên đã thành, Độc Cô Chiến Thiên đã chết. Ồ, quỷ vương lời còn chưa dứt, hoàng đế đã là ánh mắt sáng lên, tràn đầy kỳ cánh. Nhưng là rất nhanh, quỷ vương lại uể oải nghiêm mặt nói, thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm tiểu tử kia không biết nghe được cái gì tiếng gió. Vừa vặn đuổi tới. Sau cùng, hắn trả thành Độc Cô Quân tân nguyên đẹp trai, mang theo còn sót lại Độc Cô Quân nghênh ngang rời đi. Hoàng đế giật mình, hoảng hốt lên tiếng, liền Độc Cô Quân cũng bị tiểu tử kia thu. Ai, cái này phiền phức lớn, tiểu tử kia trong tay thế lực càng lớn, liền càng là khó có thể đối phó. Ta nói các ngươi, lúc đó tại sao không có đem hắn cản lại đâu, coi như ngăn không được hắn, ngăn lại những cái kia Độc Cô Quân tướng sĩ cũng tốt ha. Quỷ vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử kia kỳ môn dị thuật bệ hạ cũng không phải không biết, đơn đả độc đấu, lão phu không phải hắn địch thủ. Thế nhưng là dựa vào Thác Bạt nguyên soái linh thú đại quân, tiểu tử kia không biết làm cái gì biện pháp, lại đem những cái kia linh thú kinh hãi đến, bốn phía tán loạn, căn bản không ra thể thống gì. Cho dù là Thác Bạt nguyên soái, còn bị tiểu tử kia bắt sống một lần đây. Khụ khụ khục, quỷ vương còn chưa nói xong. Thác Bạt Thiết Sơn đã là che miệng, nặng nề mà ho khan hai tiếng, hai gò má có chút thẹn đến hoảng. Thân là binh mã đại nguyên soái, thế mà bị một tên tiểu quỷ tùy tiện bắt sống, xem như hắn đời này lớn nhất mất mặt mất hứng sự tình. Mà Thác Bạt Lưu Phong hai huynh muội cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy bọn hắn phụ thân, đầy mắt chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ liền trăm trận trăm thắng phụ thân, cũng bị tiểu tử kia đánh bại sao?
Thác Bạt Liên Nhi càng là quan tâm nói, phụ thân, hắn. Hắn không có thương tổn đến ngài đi. Ha ha ha, Liên Nhi yên tâm, tiểu tử kia cũng là mở miệng cuồng vọng điểm, ngược lại không có đem là cha làm gì. Cười nhẹ khoát khoát tay, Thác Bạt Thiết Sơn Trần An nói. Đến tận đây, Liên Nhi mới yên lòng. Thế nhưng là cha Lạp Hãn lại là trợn mắt chừng một cái, hướng về sát phá lang cái kia ngũ lang vệ tức miệng mắng to, mấy người các ngươi là làm sao bảo hộ nguyên soái, vậy mà có thể khiến người ta thừa cơ bắt cóc nguyên soái. Đây quả thực là chúng ta Bát Lang vệ vô cùng nhục nhã. Ngũ lang vệ trong lòng thầm giận, hừ nhẹ lên tiếng, sát phá lang nhìn cha Lạp Hãn liếc một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, thực lực rất mạnh. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, đừng nói là chúng ta, coi như tăng thêm ngươi tại chỗ, một dạng cải biến không cái gì. Bất quá, người người này luôn luôn tự ngạo, không có cùng tiểu tử kia giao thủ qua, đoán chừng sẽ không tin. Ai nói ta không có cùng hắn giao thủ qua, ta cùng Chiết Biệt ba người bọn họ liên thủ, cũng không đánh qua tiểu tử kia, Chiết Biệt còn bởi vậy trọng thương, nằm trên giường một tháng cỡ nào tài năng hành động. Khụ khụ khụ. Cha Lạp Hãn không cẩn thận nói lộ ra miệng, Chiết Biệt vội vàng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đến tận đây, Bát Lang vệ mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tất cả mọi người một dạng, đều tại tiểu tử kia thủ hạ ăn qua thua thiệt ngầm a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cúi thấp đầu, than thở. Lần này Thiên Vũ chuyến đi, thật sự là bọn họ Bát Lang vệ túi sạch bóng, cả đời sỉ nhục a. Thấy tình cảnh này, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi mày nhíu lại đến càng sâu, nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, cái kia Trác Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thần thông như thế, trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Phụ thân, ta tới Thiên Vũ đã mấy tháng có thừa, đối với người này làm xâm nhập điều tra, điểm ấy vẫn là để ta tới giải thích đi. Lúc này, Thác Bạt Lưu Phong nhìn về phía phụ thân hắn, thản nhiên nói, Trác Phàm sinh tại một cái bất nhập lưu tiểu thế gia, từ nhỏ làm nô. Về sau gia tộc này bị diệt, hắn nhân duyên thành vì gia tộc quản gia, khi đó, toàn cả gia tộc bên trong bao quát hai cái chủ tử cùng một người thị vệ bên ngoài, tổng cộng chỉ có bốn người. Nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, hắn lại là tự ý giao quyền quý, dùng vẻn vẹn không đến 10 năm khoảng chừng, đem một cái hạng bét gia tộc, mang cho tới bây giờ một phương chư hầu. Bệ hạ đã từng ban thưởng hắn thiên hạ đệ nhất đại quản gia tên, có thể thấy được năng lực phi phàm, có tài năng kinh thiên động địa. Mà lại, hắn ngự hạ chi đạo 10 phần cao minh, thường có thể đem tuyệt thế cao thủ kéo vào chính mình dưới trướng, để bản thân sử dụng. Minh hữu đối với hắn năng lực càng là 10 phần tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm. Bất quá, dù vậy, người chung quanh đối với hắn cũng là đã kính lại sợ. Bất luận minh hữu còn là địch nhân, đối với hắn đánh giá đều là nhất trí. Giảo hoạt như cáo, tàn bạo như sói, âm hiểm giống như rắn, khí thế như rồng. Cho nên chớ nhìn hắn bề ngoài hung hăng càn quấy, lại thận trọng như ở trước mắt, quỷ kế đa đoan, quả thực là cái khó có thể đối phó nhân vật. Không sai, trong bất chi bất giác, tiểu tử này đã thành trẫm lớn nhất đại uy hiếp. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế cũng là thâm biểu tán đồng gật đầu. Thác Bạt Thiết Sơn trong lòng không sai, âm thầm gật đầu, tuy nhiên lão phu biết rõ tiểu tử này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại khó giải quyết như thế. Xem ra lão phu đối phó hắn. Muốn so đối phó Độc Cô Chiến Thiên lão gia hỏa kia, còn muốn cẩn thận chặt chẽ mới được. Đã như vậy, xin mời Thác Bạt lão nguyên soái mau chóng phát binh Phong Lâm Thành, cầm xuống này tặc đi. Hoàng đế lúc này xuất khẩu thúc giục nói. Không khỏi sững sờ, Thác Bạt Thiết Sơn cả kinh nói, nhanh như vậy, lão phu vừa mới đến đế đô, còn chưa chỉnh quân. Ai, không có cách, tiểu tử kia rất âm hiểm. Hiện tại hắn chính lấy Cần Vương tên, bốn phía triều binh mãi mã. Chấm cũng không tiện nói gì, ai bảo ngài mang theo đại quân tại Thiên Vũ nghênh ngang đi một vòng, làm đến mọi người đều biết đâu. Muốn là chậm một chút nữa, hắn đoán chừng liền có thể huấn ra mấy triệu nhân mã. Mà lại, việc này như bị hộ quốc Tam Tông phát hiện, chúng ta giao dịch nhưng là triệt để ngâm nước nóng. Cái gì? Mọi người giật mình, bất giác cùng nhau cảm thán, cái này Trác Phàm hành động đến thật là nhanh a. Mặt khác, vì bảo đảm lần này chiến sự thuận lợi. Chấm đem phái tất cả hộ long thần vệ cùng quỷ vương đi hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ là, bọn họ chỗ đó có mấy người cao thủ nhưng như cũ rất khó đối phó. Hoàng đế vuốt khẽ chòm râu, cau mày nói. Không ngại. Lúc này, một mực không có lên tiếng Khuyển Nhung quốc sư Hãn Thiết Ma mở miệng nói,
nước ta Ngự Thú Tông ba vị cao thủ đã tới, cho dù bọn họ bên kia có lại khó đối phó cọng rơm cứng, cũng không có gì đáng ngại. Sáng sớm, đạp lên sáng sớm sương mai, một mảnh đen kịt đại quân, chậm rãi tới gần một tòa vắng vẻ biên giới tiểu thành chung quanh. Cái kia cỗ ngập trời sát khí cùng máu cùng kim loại hỗn hợp lại cùng nhau ngưng trọng cảm giác, nhất thời làm đến bốn phía sơn lâm bầu không khí, đều biến đến có chút trầm muộn. Chuẩn bị xuất ngoại đi săn dã thú, muốn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn tiểu động vật, bỗng nhiên cảm thấy cái này một không khí quỷ quái, lại ào ào chui vào chính mình trong huyệt động, lạnh rung co lại xúc địa không dám thò đầu ra. Tuy nhiên chúng ta động vật giới không có hoàng lịch nói chuyện, nhưng là bằng vào chúng ta dã thú nhạy cảm cảm giác, chúng ta đã biết được, hôm nay không nên đi ra ngoài. Tính toán, vẫn là đều ở nhà đói một ngày đi. Cái bụng ùm ục ục vang lên, nhưng là khắp núi khắp nơi lại không có một con dã thú thỏ đầu ra, toàn chịu đựng bụng đói kêu vang, ở nhà cắm đầu ngủ say đâu. Thác Bạt Lưu Phong xa xa nhìn một chút phía trước tòa thành trì kia, quay đầu hướng bên cạnh Thác Bạt Thiết Sơn nói, phụ soái, chỗ đó chính là Phong Lâm Thành Lạc Gia. Chúng ta hoa chỉnh một chút hai tháng thời gian, cùng sau đó nhập cảnh Thác Bạt đại quân tụ hợp, 3 triệu quân sĩ, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến. Thác Bạt Thiết Sơn cũng là hướng chỗ đó nhìn xem, hơi trầm ngâm, đạm mạc lên tiếng, Thiên Vũ bệ hạ phái tới viện binh giúp bọn ta phá trận sư đây, để bọn hắn đi lên xem một phen. Vâng, Thác Bạt Thiết Sơn cúi đầu xuống, khom người lĩnh mệnh, liền hướng về sau truyền lệnh. Rất nhanh, liền có 10 đạo thân ảnh lăng không bay lên, hướng Phong Lâm Thành phương hướng bay đi. Bọn họ đều là thiên huyền cao thủ, cấp 6 trận sư, tại Thiên Vũ cái này khu vực, bọn họ phá không trận thức, cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại bay trở về, bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái, cái này khu vực chung quanh đã phủ đầy to to nhỏ nhỏ trận thức hơn 500 chỗ, cấp 3 trận thức trở lên 200, bên trong không thiếu cấp 5 cùng cấp 6 chờ cao cấp trận thức. Muốn đều bài trừ, khá khó khăn. Ai, ta liền biết, đây là cái kia Trác Phàm quỷ kế, bức lão phu cùng hắn ở đây quyết nhất tử chiến. Không khỏi thở dài một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Bạt Lưu Phong gặp này, sững sờ mấy giây, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng xuống tới, cái này Trác Phàm coi là thật xảo trá, trên chiến trường coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn bốn phía chiêu binh mãi mã, luyện binh ngược lại chưa hẳn, chính yếu nhất chính là muốn bức phụ thân ngài mang binh tự mình đến chỗ này đến chiến, càng bức ngài tốc chiến tốc thắng. Hắn phản mà tỏa trấn nội thành, chiếm hết địa lợi ưu thế, ngồi đợi khai chiến. Còn không chỉ cái này một số, chậm rãi lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài, đối phương quân sĩ rất ít, chúng ta vốn là chiếm đại ưu thế. Thế nhưng là cái kia Trác Phàm trấn nhiếp linh thú bản sự, để cho chúng ta không thể không đánh rơi linh thú đại quân, cái này yếu bớt chúng ta đại lượng thực lực. Hiện tại hắn lại lưng tựa trận pháp phụ trợ, đừng nhìn chúng ta hiện tại có 300 vạn đại quân, bọn họ vẫn chưa tới 1 triệu người đếm. Nhưng là chân chính chiến lên, lại là 5 năm số lượng. Khó phân thắng bại. Cái này Trác Phàm, quả nhiên là đem chính mình ưu thế vô hạn mở rộng, chúng ta ưu thế, vô hạn thu nhỏ. Thậm chí có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nắm giữ chiến cuộc này, chúng ta bất quá bị hắn nắm mũi dẫn đi mà thôi. Trong lòng bất giác run lên, Thác Bạt Lưu Phong thật sâu nhìn xem tòa kia gần trong gang tấc thành trì liếc một chút, lại phảng phất là đang nhìn một tòa tường đồng vách sắt sắt thép cứ điểm giống như, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng cái này Trác Phàm. Quả thật là đáng sợ. Phụ thân, vậy chúng ta đến tiếp xuống làm sao bây giờ? Trước hết để cho phá trận sư đi lên, xem bọn hắn phản ứng. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thác Bạt Thiết Sơn nhìn về phía 10 người kia nói, các ngươi tiến đến phá trận, phải tất yếu cấp tốc. A, 10 người đều là khóe miệng một xẹp, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, bên trong một người lúc này đứng ra, bái phục nói, nguyên soái. Tuy nhiên chúng ta là cấp 6 trận sư, thế nhưng to to nhỏ nhỏ hơn 500 nói trận thức, bên trong không thiếu tinh diệu thủ pháp bố trí xuống trận pháp, thật khó phá giải, chúng ta muốn phá đến năm nào tháng nào a? Cái này xem các người bản sự, quân lệnh như sơn, đi. Thác Bạt Thiết Sơn sắc mặt nghiêm túc, lời giọng kiên định. 10 người lại lẫn nhau nhìn xem, trên mặt đều là thuần một sắc khổ bức chi sắc. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này mang binh ngoài nghề. Không hiểu mù chỉ huy. Nhiều như vậy trận pháp, bọn họ coi như phá đến chết đều phá không hết, chớ nói chi là bọn họ phá trận trên đường, có người lao ra đem bọn hắn làm thịt.
hừ, vẫn là Huyền Nhung chiến thần đây, phá trận sư dùng như thế nào không biết a. Đó là cậy mạnh không công nổi trận pháp, mới khiến cho phá trận sư lên a, đây cũng là phải làm cho tốt hiểm hộ mới được. Nào có tất cả trận pháp, đều bị phá trận sư phía trên đi giải quyết. 10 người trong lòng oán thầm không thôi, nhưng là không có cách, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ có thể kiên trì phía trên. Hiu hiu hiu, từng đạo lưu quang xẹt qua, 10 vị phá trận sư đi vào Phong Lâm thành trước, trong tay đánh quyết, bắt đầu phá giải trước thành trận pháp, nhưng trong lòng thì cầu nguyện bên trong người tuyệt đối đừng tại lúc này giết ra đến, bọn họ thế nhưng là tay không tấc sắt người a. Bất quá, người đến phá người ta trận pháp, bố trận người sẽ không biết sao. Ông, một đạo vô hình ba động truyền qua, trong phòng nghị sự đang cùng các nhà trưởng sự người thương nghị gần nhất chiêu binh mãi mã sự tình Trác Phàm, đột nhiên sững sờ, bất giác cười khẽ một tiếng. Trác quản gia, xảy ra chuyện gì sao? Mỗ mỗ nhìn về phía Trác Phàm nghi nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhưng rất nhanh, liền có một vị lạc gia tử đệ vội vàng chạy vào, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm Trác quản gia, ngoài thành đang có 10 cái lão đầu, bóp ấn niệm quyết, không biết tại mân mê thứ gì, giống như tại phá chúng ta trận pháp. Bọn họ xác thực tại phá trận, tốt, người đi xuống đi, không có việc gì, hết thảy như cũ. Trác Phàm khoát khoát tay, thản nhiên nói. Người kia khẽ khom người, liền lui ra ngoài, dư gia chủ lại là khẩn trương, Long Giật Phi càng là nhìn không được bật thốt lên, có người đến phá trận, chẳng lẽ nói Thác Bạt Thiết Sơn đại quân đã hãm thành, sẽ không như thế nhanh a, chúng ta nhưng mà cái gì đều chưa chuẩn bị xong đâu. Hắc hắc hắc, có lẽ lại nhanh như vậy đâu. Không khỏi tà cười một tiếng, Trác Phàm không vội chút nào, đề nghị, nếu không chúng ta đến đầu tường nhìn qua, đi xem một chút cái kia 10 cái lão già, phá trận phá đến thế nào. Bất giác sững sờ, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, làm sao người ta hiện tại đều giết đến tận cửa, tiểu tử này còn vẫn như cũ bình tĩnh như thế. Có điều rất nhanh, mọi người thì thoải mái. Dù sao tiểu tử này luôn luôn trang bức giả vờ thần bí quen, đã hắn không vội, đã nói lên có chuẩn bị, chính mình những người này đi theo hắn mù cuống cuồng làm gì. Kết quả là, mọi người cũng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, theo Trác Phàm tốc độ, hướng Phong Lâm thành đầu tường bay đi. Qua một lát, mấy cái người tới đầu tường, lại chính gặp trước cửa thành cái kia 10 cái lão già đang không ngừng kết động lấy tay quyết, mặt mo nín đến đỏ bừng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hắn nãi nãi, cái này người nào bố trận pháp, một cái cấp 2 trận thức, có cần phải làm phức tạp như vậy sao? Còn có, loại này kết trận thủ pháp là cái gì cái tông môn, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đúng vậy a, đối phương nhất định có cái bố trận đại sư. Không phải vậy không có khả năng thiết lập ra như thế tinh vi trận pháp, vô luận loại nào pháp quyết đều không giải được a. Thiếu lải nhải, dùng tâm phá trận. Cái kia 10 cái lão già một bên phá trận, một bên phát ra bực tức, làm nửa ngày, còn một cái trận thức không có mở ra, không khỏi gấp dậm chân. Bọn họ đường đường cấp 6 trận sư, liền cái cấp 2 trận thức đều không giải được, cái này đúng a. Long Giật Phi bọn người ở tại hư không bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Không sai gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy tán phục. Trác quản gia không hổ là cao thủ toàn năng, trận pháp này bố, gấp chết mấy cái kia lão già, ha ha ha. Long Giật Phi cười lớn một tiếng, liên tục khen. Còn lại hai người cũng là hung hăng tán thưởng, khẽ gật đầu. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười cười, khoát tay một cái nói, ta tuy nhiên so sánh tinh thông trận đạo, nhưng còn không có bản lãnh đem cấp 2 trận thức. Bố đến cùng cấp 6 trận thức như thế uy lực. Bọn họ không giải được, chỉ có thể nói là không đúng phương pháp. Nói, Trác Phàm liền hướng phía dưới hô, chỉ là cấp 2 trận thức, cần phải lấy tay quyết phá giải sao? Các ngươi đều là thiên huyền cao thủ, không sẽ trực tiếp dùng nguyên lực phá vỡ sao? Các ngươi não tử oát. À, đúng thế, chúng ta làm sao không nghĩ tới? Trong mắt không khỏi sáng lên, 10 người liếc nhìn nhau, đều là bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt ý cười. Bọn họ ngược lại là nghĩ muốn xem thật kỹ một chút, người nào hảo tâm như vậy, nhắc nhở bọn họ phá trận chi đạo. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Trác Phàm cái kia cười lạnh khuôn mặt lúc, lại là nhất thời dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Trác 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 bình thường, hắn dẫn người tới giết chúng ta. Có cái lão già hét to lớn tiếng, còn lại người cũng dọa đến hai chân như nhũn ra, đầy mặt trắng bệch.
Trác Phàm gặp, lại là thờ ơ khoát tay một cái nói, không sao, tiếp tục phá, có là thời gian, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này rơi xuống cửa thành lầu phía trên, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Long Giật Phi chờ người trong lòng kinh ngạc, cũng ảo ảo theo sau. Cái kia 10 cái lão đầu càng là nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào hành sự là tốt. Rốt cục có người mở miệng hỏi, các vị ông bạn già, chúng ta còn tiếp lấy làm gì? Trầm ngâm một chút, một người khác bình tĩnh gật đầu, quát nói, làm sao mặc kệ? Hai bên đều bị chúng ta làm, có lý do gì mặc kệ? Mọi người nghe được lời này, bất giác bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, thật vất vả hai bên đều không được tội sự tình, làm gì mặc kệ? Nếu là thật sự mặc kệ, nói không chừng hai bên đều đến đuổi giết bọn hắn. Làm. Kết quả là, 10 người lần nữa kết ấn, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới Trác Phàm nhắc nhở, vẫn là dùng nguyên lực cứng rắn phá tan đi. Cứ như vậy, thật đúng là để bọn hắn cứng rắn phá tan mấy cái cấp 2 trận thức. Một phương diện khác, Long Giật Phi ba người ở cửa thành trên lầu nhìn xem phía dưới tình cảnh, vừa nhìn về phía bên cạnh Trác Phàm nghi nói, Trác quản gia, ngài đây là ý gì? Ta đang đợi. Chờ cái gì? Chờ bọn hắn cao thủ xuất hiện. Ta dị cười một tiếng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn hiện tại còn không dám phát quân, là sợ chúng ta dựa vào trận pháp chi tiện, cho nên trước hết để cái này 10 cái lão đầu thăm dò một chút ta. Ta như giết bọn hắn, mặc dù tại tình lý, nhưng lộ ra tâm hỏng, như bỏ mặc không quan tâm, nhưng lại chế tạo, có không thành kế chi ngại. Bất quá binh pháp chi đạo, giả cũng như thật, thật cũng như giả. Ta hành sự càng kỳ quặc, hắn càng mơ hồ, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám lấy đại quân áp trận. Thế nhưng là thời gian không đợi người, hắn kéo càng lâu, chúng ta tại Thiên Vũ chỗ tạo thanh thế liền càng mạnh, cho nên hắn nhất định phải làm ra hành động. Ổn thỏa nhất biện pháp, chính là lấy cao thủ đột tiến, tốc chiến tốc thắng. Long Giật Phi ba người không sai, nguyên lai tại đại quân trước khi quyết chiến, Trác quản gia là muốn trước tiến hành cao thủ quyết đấu a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hoàng đế tại biết rõ tiểu tam tử ở ta nơi này một bên tình huống dưới, đến tột cùng mời thần thánh phương nào trợ trận. Song đồng tinh quang lóe lên, Trác Phàm trong mắt tràn đầy thâm thúy chi sắc. Phụ soái, ngươi nhìn cái kia Trác Phàm đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Có người phá hắn trước thành trận thức, hắn vậy mà liền đứng ở cửa thành nhìn lên, còn vừa nói vừa cười, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Thác Bạt Lưu Phong nhất chỉ nơi xa cửa thành lầu phía trên cùng ba vị gia chủ nói chuyện với nhau thật vui Trác Phàm phương hướng, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, tựa hồ rất là không hiểu. Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút, mi đầu sâu nhăn, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đối với dựa trận đối địch, là thật có nắm chắc, vẫn là cố lộng huyền hư, chỉ hoãn thời gian đâu. Người này hành động quái dị, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, coi là thật không tốt ước đoán. Lưu Phong theo là cha đi gặp ba vị trưởng lão. Đột nhiên, Thác Bạt Thiết Sơn song đồng ngưng tụ, bình tĩnh lên tiếng. Thác Bạt Lưu Phong khẽ giật mình, hét lớn, nhanh như vậy, ba vị trưởng lão không phải chúng ta đòn sát thủ sao? Nhanh chóng như vậy liền muốn tế ra, không ngại quá sớm sao? Binh quý thần tốc, quản chẳng phải nhiều. Thác Bạt Thiết Sơn vung lên ống tay áo, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thác Bạt Lưu Phong gặp, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một đỉnh soái trướng trước đó, bên trong truyền ra một đạo có chút bị ổi tiếng cười khẽ, Liên Nhi, người căn cốt đều tốt, tuổi còn nhỏ, ngự thú chi thuật đã tương đương. Không bằng bổn tọa thu ngươi làm đệ tử, mang ngươi hồi tông thật tốt điều giáo 2 năm, ngày sau thành tựu tất không kém bổn tọa, hắc hắc hắc. Rắn trưởng lão hảo ý, Liên Nhi tâm lĩnh, chỉ là nhà có song thân ở trên, Liên Nhi thực sự không đành lòng rời đi. Lúc này, truyền ra Liên Nhi có chút khó xử thanh âm. Nhưng là nàng còn chưa nói xong, bên trong âm thanh kia lại là vang lên lần nữa ai. Việc quan hệ tiểu Liên Nhi tiền đồ, Thác Bạt nguyên soái là tuyệt sẽ không phản đối. Ngoài chướng Thác Bạt Thiết Sơn tức giận đến rìa mép loạn run run, hai mắt như muốn phun như lửa, lão bất tử này, rõ ràng cũng là mượn cơ hội đùa giỡn hắn khuê nữ. Thác Bạt Lưu Phong cũng là một mặt âm trầm, song quyền nhịn không được hung hăng nắm lại tới. Nhưng là rất nhanh, hai người liền đem nộ khí đè xuống. Một lần nữa thu thập một chút tâm tình, vịn mở mành lều đi vào. Nguyên soái, thiếu chủ. Ở bên trong, Bát Lang vệ sớm đã xin đợi ở bên, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt,
lại là giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy hai người tới đây, vội vàng khom người bái nói. Mà chính bên trong chủ tọa phía trên, bày biện ba thanh bao quát ghế lớn, ngồi đấy ba người, tất cả đều hở ngực lộ vú, rất là phóng khoáng. Nghiêm lại ngồi bên trong, là cái đầu đầy mịn tóc đen đại hán, phương diện rộng rãi lông mày, mắt như chuông đồng, ở ngực chính bên trong vị trí, xăm lên một cái kim tỉnh ban lan hổ, rất là hung mãnh. Thác Bạt Thiết Sơn hai cha con khom người cúi đầu nói, hổ trưởng lão. Tiếp lấy phía trên bên tay phải phía trên, ngồi đấy một vị hoa dâu trắng lão giả, ánh mắt hơi khép, một mặt mặt mũi hiền lành, nhưng là trong hai con ngươi thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng xanh, khiến người ta gặp, lại là một trận sợ run tim mất mật. Bộ ngực hắn đồng dạng xăm lên một cái động vật, chính là một đầu thử lên răng nanh sói đói. Lang trưởng lão, Thác Bạt Thiết Sơn hai người, đồng dạng khom người cúi đầu. Sau cùng, hai người đem ánh mắt rơi xuống ba đại cao thủ bên trong, người cuối cùng trên thân. Người kia một mặt gian tướng, khóe môi nhếch lên hai liếc rìa mép, thỉnh thoảng chớp động hai mắt, hiện ra dâm tục ánh sáng. Giờ này khắc này, hắn bàn tay kia, chính nắm lấy Thác Bạt Liên Nhi tay ngọc không thả, thỉnh thoảng còn ở phía trên vuốt ve hai lần, lộ ra rất là hưởng thụ khuôn mặt. Người này ở ngực cũng xăm lên một cái động vật, chính là một đầu mục đích thả hung quang độc xà. Thác Bạt Thiết Sơn hai người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng một trận bực mình. Song quyền cũng không nhịn được nắm lại đến, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, hướng về kia nhân phương hướng khom người bái nói, rắn trưởng lão. Ha ha ha, Thác Bạt nguyên soái, ngài đến. Rắn trưởng lão mặt ngoài một mặt ý cười, nhìn về phía Thác Bạt Thiết Sơn, nhưng thủ hạ lại là không có buông tay ý tứ. Thậm chí Liên Nhi cố gắng hướng ra phía ngoài rút rút, đều không có rúm cái kia thon thon tay ngọc. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn người ta đường đường đại nguyên soái nữ nhi. Đây rõ ràng cũng là tại đánh Thác Bạt Thiết Sơn mặt mo. Bất quá ba người này tựa hồ không có để hắn vào trong mắt, làm ra hết thảy, cũng không có cố kỵ đến hắn. Một bên quốc sư Hãn Thiết Ma gặp Thác Bạt Thiết Sơn song quyền hơi hơi run run, tựa hồ đã sắp ức chế không nổi tâm hạ cảm xúc, không khỏi đuổi vội mở miệng, nói tránh đi, Thiết Sơn huynh, người tới gặp ba vị trưởng lão, có phải là hay không muốn mời ba vị trưởng lão xuất thủ? Vâng, thân thể hơi hơi run run. Thác Bạt Thiết Sơn cắn răng xuất khẩu, hung hăng liền ôm quyền nói, ba vị trưởng lão, mời các ngươi phía trước mở đường, phá vỡ ngoài thành kết giới trận thức, trợ đại quân ta đánh vào Phong Lâm thành bên trong. Liếc nhìn nhau, ba người đều là khinh thường cười lạnh, rắn trưởng lão càng là bình chân như vậy tiếp tục xoa xoa người ta nữ nhi tay nhỏ, chậm chậm nói, Thác Bạt nguyên soái, không phải ta nói ngươi, ba người chúng ta dù sao cũng là hóa hư cao thủ, không phải ngươi tiên phong doanh. Giống trước trận mở đường. Phá địch trận pháp sự tình, nên là các ngươi đi làm. Chúng ta chỉ là vì ứng phó, bên trong có thể sẽ đột nhiên xuất hiện cao thủ, chỉ thế thôi. Hai vị khác trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, khóe môi nhếch lên khinh thường đường cong. Hừ, cố làm ra vẻ, tiến đến phá trận không phải là các ngươi chức trách, chẳng lẽ đùa giỡn người ta thanh xuân thiếu nữ, thì là các ngươi chức trách sao? Thác Bạt Thiết Sơn trong lòng thầm hận, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể cố nén. Thấy tình cảnh này, Bát Lang vệ ào ào trợn mắt nhìn, toàn thân sát khí ngăn không được tiết lộ ra ngoài đi ra, mắt thấy thì muốn ra tay đánh nhau. Thế nhưng là cái kia ba vị trưởng lão vẫn chấn định như cũ tự nhiên, một mặt thiếu ăn đòn tướng, hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt. Chỉ là mấy cái thần chiếu cao thủ, coi như lại đến mười mấy trên trăm cái, cũng không phải bọn họ đường đường hóa hư cao tay đối tay. Hãn Thiết Ma gặp này, nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một trận. Đuổi vội mở miệng nói, ba vị trưởng lão, việc này việc quan hệ Thiên Vũ hứa hẹn cho chúng ta 10% khu vực, chỗ đó thế nhưng là linh quạng đông đảo, dính dấp ngự thú tông lợi ích. Nếu là bởi vì trước thành trận thức không phá, Thác Bạt nguyên soái đánh lâu không xong, chậm trễ thời gian, sau cùng rơi vào gà bay trứng vỡ cục diện. Ba vị trở lại trong tông, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao đi. Quốc sư, lời này của ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Ánh mắt khẽ híp một cái. Hổ trưởng lão hừ lạnh lên tiếng nói. Hãn Thiết Ma gặp này, vội vàng khoát khoát tay, cúi đầu bái nói, không dám không dám, lão hủ chỉ là vì ba vị trưởng lão tiền đồ nghĩ. Dù sao đêm dài lắm mộng, thời gian dây dưa lâu, bị Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông phát hiện manh mối gì lời nói. Đến lúc đó, ba vị trưởng lão tới đây vốn nhưng là nhẹ nhõm lập công, kết quả trở về lại chỉ có thể nhận qua, cái này. Ai,
lão phu thực sự không đành lòng a. Trong lòng bất giác run lên, ba người liếc nhìn nhau, sắc mặt đồng thời động dung. Cuối cùng, hổ trưởng lão vẫn là hơi gật gật đầu, nhìn về phía Hãn Thiết Ma nói, quốc sư, người rất thông minh, nói cũng rất hợp lý. Việc này không nên lâu kéo, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Dâm xà, xài lang, chúng ta đi, chờ đem thiên vũ cái kia 10% khu vực đem tới tay, chúng ta có là thời gian vui đùa. Nói, hổ trưởng lão liền đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Lang trưởng lão gặp, vội vàng đuổi theo. Rắn trưởng lão vạn phần không muốn lại sờ một chút liên nhi tay ngọc về sau, cũng là ai thán một tiếng, theo sau. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn là cực kỳ dâm đãng xem liên nhi liếc một chút, lỗ mãng nói, liên nhi, người đệ tử này ta muốn định, khặc khặc khặc. Sau đó, ba người liền tất cả đều ra soái trướng, rất nhanh không thấy bóng người. Thác Bạt Thiết Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, đầy mặt tái nhợt. Cha Lạp Hãn càng là chửi ầm lên lên tiếng, đây chính là Ngự Thú Tông trưởng lão. Cái quái gì, phi? Liên Nhi đỏ lên hai mắt, hơi hơi khóc nức nở, Thác Bạt Lưu Phong thầm than một tiếng, đem muội muội ôm vào lòng, cực kỳ trấn an. Hãn Thiết Ma bất đắc dĩ thở dài, đi vào Thác Bạt Thiết Sơn trước mặt, vỗ vỗ hắn đầu vai nói, Thiết Sơn huynh, đi thôi, công thành đoạt đất còn phải ngươi tự mình đôn đốc. Còn có Bát Lang vệ, cũng cùng một chỗ tùy thân ở bên. Công thành đoạt đất, hừ, ta đường đường khuyển nhung đại nguyên soái nữ nhi, thế mà bị ngay trước mặt ta đùa giỡn, lão phu lại bất lực, còn mặt mũi nào đi công thành đoạt đất. Thác Bạt Thiết Sơn nổi giận lên tiếng, đầy mặt đỏ thẫm. Hãn Thiết Ma lý giải tâm tình của hắn, nhưng cũng một trận bất lực, thở dài, lúc trước chúng ta hướng Ngự Thú Tông tìm kiếm viện trợ, ai ngờ bọn họ lại phái như thế ba cái đồ chơi tới. Hổ hung mãnh, sói tàn bạo, rắn dâm tà, mãnh hổ, xài lang, dâm xà ba người này, tính toán là khó khăn nhất ở Trung Minh Hữu. Riêng là cái kia dâm xà, lão phu nghe nói hắn tới nay âm chi thuật luyện công, hủy tại hắn dưới thân thiếu nữ không đếm hết. Thiết Sơn huynh, bây giờ lệnh ái bị hắn nhìn lên, thật sự là lớn khó sắp tới. Lão phu khuyên ngươi, việc này sau đó, vội vàng đem lệnh ái chuyển hướng nơi khác dàn xếp, cắt không thể lại bị lão nhi kia để mắt tới. Sắc mặt nhìn không được chấn động, Thác Bạt Thiết Sơn khuôn mặt hơi hơi nặng nề, nhìn về phía Liên Nhi phương hướng, tràn đầy vẻ lo lắng. Liên Nhi cũng là có chút hoảng, lo lắng nhìn về phía phụ huynh hai người, trong mắt một mảnh mê mang. Hãn Thiết Ma, năm trước Thái tử Điện Hạ từng hướng Liên Nhi cầu hôn qua, nếu là lão phu đáp ứng lời nói, có thể hay không? Thác Bạt Thiết Sơn mí mắt khẽ run, thăm thẳm lên tiếng, cái kia dâm xà coi như phách lối nữa, cũng sẽ không đoạt nữ thái tử người đi. Hãn Thiết Ma khẽ giật mình, hơi hơi gật gật đầu, thở dài, chỉ là thái tử điện hạ hoang dâm vô độ, cũng không phải một cái tốt kết cục a. Chí ít, Liên Nhi mệnh bảo trụ, phải biết, bị thải âm nữ tử, toàn thân tinh khí tận để lộ, lại cũng khó có thể sống sót. Thác Bạt Thiết Sơn thở dài một tiếng, trong lòng một trận bi thương. Liên Nhi cũng là đầy mặt bi thương, khỏa khỏa nước mắt ngăn không được rơi xuống. Chẳng lẽ nàng vận mệnh, đã định trước bi thảm như vậy à? Một phương diện khác, hổ lang xà ba vị trưởng lão đã là lăng không bay đến Phong Lâm Thành trước, nhìn về phía trước cái kia sóng ánh sáng đá lởm chởm từng đạo mây ngũ sắc, hơn 500 đạo đại trận lẫn nhau giao liền chiếu rọi, ba người đều là lộ ra vẻ khinh thường. Hắc hắc hắc, đây chính là để cái kia Thác Bạt Thiết Sơn khó khăn thủ thành trận thức. Hừ, ba người chúng ta tùy tiện một chiêu, liền có thể hoàn toàn phá. Hổ trưởng lão mí mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng cười to, ta nhìn lão gia hỏa kia, chính là sợ tổn binh hao tướng, mới để ba người chúng ta phía trên. Mãnh hổ, không cần nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Lang trưởng lão khoát khoát tay, không nhịn được nói, để lão phu xuất thủ phá nó a, dù sao thường nói, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói đúng là cái này cấp 7 phía dưới trận pháp, đối hóa hư cảnh cao thủ không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Ta nhìn nơi này nhiều nhất cấp 6 trận thức, phá trận ngược lại là dễ dàng rất. Nói, hắn liền vung tay lên, chuẩn bị ra chiêu. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm, lại là nhất thời phát ra. Các ngươi cũng là Thác Bạt nguyên soái phái tới phá trận. Vô dụng, trận thức này thủ quyết cổ quái, trừ phi dùng cậy mạnh, nếu không phá không. Dưới thành phá trận một cái lão đầu, ngẩng đầu nhìn đến lại có người đến, tưởng rằng người trong đồng đạo. Bị buộc lấy đến, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Một tiếng này,
cũng truyền đến trên thành ngay tại sướng trò chuyện Trác Phàm trong tai mọi người. Mọi người bất giác sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp cái kia ba vị trưởng lão lăng không đứng ở phía trước, không khỏi càng kinh hãi hơn. À, ba người này thật sâu tu vi, đi tới nơi này giống như phụ cận, chúng ta thế mà cũng không phát hiện. Mỗ mỗ giật mình, bật thốt lên. Trác Phàm cũng là mi đầu dần dần nhăn lại, trong mắt nổi lên nghiêm túc chi sắc nhìn tới. Đối phương cao thủ xuất hiện. Quát kêu, đúng lúc này, lang trưởng lão nhìn lấy dưới thân những lão đầu kia, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, một cơn gió mát nhất thời theo những lão đầu kia trước người quất vào mặt mà qua. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, Trác Phàm đột nhiên rốt cuộc cảm giác không thấy mấy lão đầu nhi kia tồn tại, mà thân thể bọn họ, cũng vô lực ngã xuống, trong mắt sống tuếch. Diệt tận nguyên thần, hóa hư cường giả, trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm kêu lên sợ hãi. Cái gì, bọn họ là hóa hư cảnh cao thủ, mỗ mỗ ba người cũng là kêu sợ hãi liên tục, mặt hiện vẻ kinh hãi. Hóa hư cao thủ, thiên vũ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tồn tại. Cũng liền Lệ Kinh Thiên lúc trước vừa mới đột phá. Hiện tại, bọn họ mới thật sự là nhìn thấy thành thục hóa hư cường giả, trong lòng cũng một trận lo sợ. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, Trác Phàm tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, đạm mạc lên tiếng, mỗ mỗ, các ngươi đi tìm Lệ lão cùng Thù lão bọn họ đến trợ trận, ta trước cản bọn họ một chút. Ách, Trác quản gia, dựa vào cái này hơn 500 nói trận pháp, còn không thể cản bọn họ nhất thời à, muốn ngài tự thân lên trận. Mỗ mỗ giật mình, nghi nói. Đúng lúc này, oanh cả đời tiếng vang, lúc trước cái kia hoàn hảo không chút tổn hại hơn 500 nói trận thức, đã là tại lang trưởng lão vung lên ống tay áo dưới, triệt để sụp đổ, phá giải thành cặn bã. Mỗ mỗ bọn người thấy một lần, nhất thời mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây chính là hóa hư cảnh cao thủ thực lực, những thứ này cao cấp trận thức tại trước mặt bọn hắn, căn bản liền giấy cũng không tính a. Trác Phàm trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, khổ cười ra tiếng, hiện tại các ngươi biết a, hóa hư cảnh cao thủ ở giữa có một ngạn ngữ lưu truyền, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói cách khác, cấp 7 phía dưới trận thức, căn bản khốn không được bất kỳ một cái nào hóa hư cao thủ. Mỗ mỗ ba người không sai gật đầu, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Trác Phàm, tuy nhiên tâm lý đã rõ ràng, nhưng là não tử vẫn là không có quẹo góc mà đến. Nhìn ta làm gì, nhanh đi tìm Lệ lão bọn họ. Trác Phàm hét lớn một tiếng, mới khiến cho ba người nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng cũng như chạy trốn hướng Hắc Phong Sơn chỗ đó bay đi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ cùng hóa hư cảnh cao thủ chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có Lệ Kinh Thiên cái này vừa mới đột phá hóa hư cảnh cao thủ, mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Lang trưởng lão nhìn lấy ba người kia thoát đi phương hướng, nhịn không được suy cười ra tiếng, nhếch miệng khinh bỉ nói, ba cái thiên huyền cảnh con kiến hôi mà thôi. Còn muốn theo trong tay chúng ta chạy mất, thật sự là quá ngây thơ. Nói, hắn liền muốn lại vùng ống tay áo. Thế nhưng là đúng lúc này, một bóng người lại là đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt bất giác lóe qua vẻ nghi hoặc, lang trưởng lão không khỏi sững sờ một chút, tiếp lấy cùng bên cạnh hai người liếc nhau, hai người kia cũng là rất là kỳ lạ. Bọn họ vẫn là lần đầu đụng phải. Có cái kia thiên huyền cảnh tu giả, gặp phải bọn họ không chạy, ngược lại cản đến trước mặt bọn hắn. Điều này không khỏi làm ba người đều một mặt kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Lang trưởng lão cái kia chuẩn bị vung ra ống tay áo, cũng bỗng dưng dừng lại. Nơi xa, Thác Bạt Thiết Sơn mang theo mọi người đi tới trước trận, chuẩn bị tại tam đại trưởng lão phá trận về sau, liền xuất quân trùng phong. Tối thiểu trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành lại nói. Lại là vừa vặn đụng phải trước mắt tình cảnh này. Bọn họ, cũng không thấy kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử kia là Trác Phàm A, thân là đối phương chủ soái, vậy mà một người ngăn tại ba cái kia lão gia hỏa trước mặt, không là muốn chết sao? Cha Lạp Hãn một mặt giật mình lo lắng, kỳ quái nhìn về phía mọi người. Còn lại người cũng là mặt hiện nghi hoặc, thật lâu không nói. Chỉ có Thác Bạt Thiết Sơn yên tĩnh mà nhìn xem chỗ đó, mí mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ có loại không hiểu cảm xúc. Tiểu tử, người biết chúng ta là người phương nào à, dám ngăn tại trước mặt chúng ta. Lang trưởng lão cười lạnh, quát mắng lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu, hí ngược lên tiếng, các ngươi không nói, ta làm sao lại biết. Đúng, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào à, thế mà có thể phất tay phá ta 500 trận thức.
Ha ha ha, vô tri tiểu nhi, quả nhiên không có cái gì kiến thức, nếu không tất không dám cản tại chúng ta trước người. Lang trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, nhìn về phía bên cạnh hai người, bọn họ cũng là cười nhạo liền liền lên. Cha Lạp Hãn gặp này bất giác lại nổi lên nghi ngờ, a, tiểu tử này bình thường thẳng khôn khéo, làm sao lúc này phạm lên hồ đồ tới. Coi như ngươi không biết hóa hư cao thủ, nhìn bọn hắn thủ đoạn cũng nên biết rõ mạnh hơn chính mình được nhiều, sớm nên chạy a, làm sao còn cùng cái kẻ ngu một dạng đứng ở nơi đó, muốn chết sao? Bên cạnh mọi người nghe đến, cũng là mặt hiện nghi hoặc, hôm nay Trác Phàm hành động, quả thực cổ quái. Chỉ có Thác Bạt Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma cùng số ít người, tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, tại âm thầm gật đầu. Tiểu tử, vậy lão phu liền đến nói cho ngươi, ba người chúng ta đều là hóa hư cao thủ. Lang trưởng lão dương dương cổ, dương dương đắc ý đạo, trong mắt còn hiện ra hí ngược chi sắc. Ấn hắn suy đoán, tiểu tử này nghe đến hóa hư hai chữ, đã sớm cái kia dọa đến sợ chết khiếp, co cẳng liền chạy. Dù sao, tại toàn bộ Tây Châu, hóa hư cảnh đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà hắn, tính tình như sói, thích nhất cũng là trêu đùa đối thủ, để bọn hắn đang sợ hãi kinh hoàng trong chạy trốn, bị hắn tàn nhẫn sát hại. Thế nhưng là, Trác Phàm biểu hiện lại là vượt quá thường nhân, đang nghe cái kia lang trưởng lão tự báo tu vi về sau, vẫn là lộ ra một bộ mê mang biểu lộ, giả vờ ngây ngốc nói, hóa hư cao thủ. Đó là cái gì, ta chỉ nghe qua tối cường giả là thần chiếu cao thủ. Chúng ta thiên vũ cao thủ hàng đầu nhất, cũng chỉ có thần chiếu cao thủ. Ta cả đời mục tiêu, cũng là đột phá thần chiếu cảnh, thành là thiên hạ đệ nhất. Ách! Lang trưởng lão bất giác trì trệ, chợt cảm thấy nhất quyền đánh vào trên bông một dạng, có lực không chỗ dùng. Tiểu tử này nhãn giới cũng quá hẹp, thế mà chỉ biết là thần chiếu cảnh, không biết hóa hư cảnh, còn đem thần chiếu cảnh làm thành đỉnh cao nhất tu vi. Ai, tiểu tử này đến tột cùng là gia tộc nào? Quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Vốn còn muốn ở trước mặt hắn trang cái bức, kết quả người ta hỏi gì cũng không biết, cái này bức trang ra đến, một chút hiệu quả đều không có. Sói trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, quyền đầu bất giác chăm chú, thật nghĩ nhất trưởng kết quả tiểu tử này. Thế nhưng là không biết sao, không cho tiểu tử này biết mình lợi hại, hắn liền toàn thân không thoải mái. Sau đó, hung thần ác sát hắn, đột nhiên biến đến mặt mũi hiền lành. Kiên nhẫn giảng giải, tiểu tử, lão phu nói cho ngươi, hóa hư cảnh cũng là thần chiếu cảnh trở lên tu vi tầng thứ. 100 cái thần chiếu cảnh, đều đánh không lại một cái hóa hư cảnh, biết không? Há, thì ra là thế, nói cách khác các ngươi so thần chiếu cảnh cao thủ còn lợi hại hơn. Trác Phàm không sai gật đầu, làm dáng chợt hiểu ra. Lang trưởng lão vui vẻ cười cười, cùng hai người khác liếc nhìn nhau, lộ ra thoải mái chi sắc. Hiện tại tiểu tử này tính toán triệt để biết chúng ta lợi hại, chắc là sợ chúng ta đi. Chờ hắn giật mình đến co cẳng liền chạy, chúng ta ngay tại phía sau hắn xuất thủ, để hắn đang sợ hãi bên trong chết đi, khặc khặc khặc. Thế nhưng là, Trác Phàm vẫn như cũ như vậy thẳng tắp đứng tại trước mặt bọn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, điều này không khỏi làm bọn họ lần nữa nghi hoặc. Ách, tiểu tử, người biết chúng ta có bao nhiêu lợi hại sao? Lang trưởng lão chớp chớp thuần phác mắt to. Thì thào lên tiếng. Trác Phàm không sai gật đầu, thản nhiên nói, đương nhiên, các ngươi đều là hóa hư cảnh a, 100 cái thần chiếu cao thủ đều đánh không lại các ngươi, đúng không? Ngươi đã vừa mới nói qua a, chẳng lẽ mình đều quên, người già si ngốc sao? Bất giác trì trệ, lang trưởng lão giống như nuốt con ruồi giống như, trong lòng một trận phạm chặn, nổi giận lên tiếng, đã ngươi đã biết, vì cái gì còn không sợ chúng ta, còn không dọa đến sợ chết khiếp chạy trốn. Bởi vì, quay đầu hướng về sau nhìn xem, gặp mỗ mỗ ba người đều đã không thấy tăm hơi, Trác Phàm mới cười khẽ một tiếng, cười đùa nói, bởi vì lão tử vốn chính là muốn ngăn cản các ngươi, không để cho các ngươi đuổi theo a. Ba người giật mình, cùng nhau kêu lên. Thần chiếu đột phá nhập hóa hư, vừa vào hóa hư thần hồn về, không nhận tam giới lục đạo chế, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Trác Phàm gật gù đắc ý, êm tai nói. Suy cười ra tiếng, từ khi các ngươi tùy tiện phá ta đại trận về sau, ta liền biết các ngươi tu vi tầng thứ. Vừa mới giả vờ ngây ngốc, chỉ là đùa nghịch các ngươi mà thôi. Không phải vậy, ta ba cái kia lão bằng hữu làm sao có thể trốn được. Bất quá, cái này cũng thật thua thiệt ba người các ngươi ngu xuẩn, còn thật đối với ta hỏi gì đáp nấy a. Phốc, nơi xa Liên Nhi không khỏi cười khẽ một tiếng, bọn người người cũng là cười ngây ngô liên tục.
Tuy nhiên cái này ba cái lão nhi là trợ bọn họ đến, nhưng là bọn họ Thác Bạt đại quân tướng lãnh, lại đối ba cái lão già không có cảm tình gì. Bây giờ gặp bọn họ bị Trác Phàm trêu đùa, ngược lại trong lòng một trận thoải mái. Thác Bạt Thiết Sơn cũng là khẽ gật đầu, âm thầm tán thưởng, không hổ là Độc Cô lão nhi chọn chúng người kế nhiệm, hữu dũng hữu mưu, nghĩa bạc vân thiên, xác thực xứng làm Độc Cô đại quân hiện nhâm nguyên soái. Có điều, những mày, Thác Bạt Thiết Sơn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Số tiểu tử, ngươi dám lường gạt chúng ta? Lang trưởng lão hét lớn một tiếng, phất tay hướng Trác Phàm nhất trưởng đánh tới. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, tại một trưởng kia xuất kích dưới, giống như một đạo hung tàn ác lang hướng Trác Phàm bỗng nhiên nhào lên, trong nháy mắt thì nhào vào trong cơ thể hắn. Một chỗ, Trác Phàm chợt cảm thấy đầu tê dần, cảm giác toàn bộ thần thức đều đang bị một trận cắn xé đồng dạng, đã đau nhập nội tâm, ý thức lại dần dần mơ hồ. Đây chính là hóa hư cảnh so thần chiếu cảnh nguyên thần trùng kích, càng đáng sợ thần thông, diệt sát nguyên thần. Tuy nhiên đồng dạng là đối nguyên thần phát động công kích, nhưng thần chiếu cảnh nguyên thần trùng kích, chỉ là một cỗ năng lượng công kích, mà hóa hư cảnh thì là đem cỗ năng lượng này hóa là thực thể, trở thành tinh linh đồ vật bình thường. Giống cái này lang trưởng lão, liền đem chính mình nguyên thần hóa thành lang hồn, một khi nhào vào đối phương thể nội, liền sẽ đem địch nhân nguyên thần cắn xé hầu như không còn, không dư thừa mảy may. Đụng! Trác Phàm bị một trưởng kia cường đại trùng kích lực, nhất thời đánh vào thành trong tường, vùi sâu vào trong một vùng phế tích, bỗng dưng không có động tĩnh. Lang trưởng lão lăng không lạnh lùng nhìn lấy, không tiếp tục đi xem, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, chỉ là cười lạnh khinh bỉ nói, chỉ là một cái thiên huyền cảnh con kiến hôi, cũng dám trêu chọc lão phu ba người, quả thực là muốn chết. Khụ khụ khụ, hắn chỉ là trêu đùa ngươi, khác đem chúng ta hai nhấc lên a. Bất giác ho nhẹ một tiếng, mãnh hổ lập tức phủi sạch quan hệ. Dâm xà cũng là vội vã gật đầu, cùng mãnh hổ đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Thân là hóa hư cao thủ, thế mà bị một cái thiên huyền cảnh thằng nhóc con trêu đùa, cái này muốn truyền đi, bọn họ mặt mò còn đặt ở nơi nào. Vội vàng đem chuyện này, để đầu kia ngốc sói một người chống đỡ đến. Lang trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy cái này hai hàng cùng một ruột bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Giống như vừa mới tiểu tử này dùng ngôn ngữ ngăn chặn chúng ta lúc, các ngươi hai cái nhìn thấu hắn quỷ kế, xuất thủ ngăn cản những người kia giống như. Mọi người không đều lên làm A, các ngươi coi là phủi sạch quan hệ, các ngươi IQ liền có thể phía trên một cái cấp bậc sao. Hừ hừ hừ, ấu chỉ. Ai, đáng tiếc, đây coi như là lão phu bình sinh lần thứ hai, làm đối thủ bỏ mình mà cảm thấy tiếc nuối đi. Nơi xa, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài lắc lắc đầu, lần đầu tiên là Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia, vốn chỉ muốn lần này Trác Phàm có thể trở thành lão phu một cái đối thủ tốt. Không nghĩ tới còn chưa giao thủ, đứa nhỏ này đã tráng niên mất sớm. Cứ như vậy, thắng là thắng, lão phu lại không có một chút vui sướng. Còn lại người nghe, cũng là khẽ gật đầu. Thực như cái này Trác Phàm không phải là đối thủ lời nói, bọn họ vẫn rất kính trọng người này. Thác Bạt Liên Nhi trong lòng ai thán một tiếng, trong đầu hồi tưởng đến cùng cái này Trác Phàm mới thấy lúc đủ loại, trong mắt không hiểu lóe qua từng đạo thương cảm thực, hắn coi như là ta ân nhân cứu mạng đâu. Ông! Đột nhiên, một trận vô hình ba động phát ra, cái kia phế tích bên trong bỗng nhiên lóe ra lóa mắt thanh mang. Làm sao có thể? Song Đồng nhịn không được co lại. Lang trưởng lão một mặt kinh ngạc chăm chú nhìn cái kia phế tích ở giữa, bất khả tư nghị nói, chỗ đó làm sao còn hội có sinh mệnh khí tức truyền ra, chẳng lẽ tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Còn lại hai người cũng là mặt hiện kinh hãi, tràn đầy không thể tin khuôn mặt, đồng dạng khiếp sợ không hiểu. Oanh! Đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng phát ra, Trác Phàm hai cánh triển khai, theo cái kia phế tích bên trong bỗng nhiên nhảy dựng lên, lăng không bay lên. Trên trán một nói ngọn lửa màu xanh tại kịch liệt thiêu đốt. Làm sao có thể, cái kia Trác Phàm tại lang trưởng lão nhất kích phía dưới, thế mà còn sống. Cha Lạp Hãn không khỏi giật nảy cả mình, nhịn không được mang ra. Nhìn về phía mọi người chung quanh, bọn họ cũng là một mặt kinh dị, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Thiên huyền tu giả bị hóa hư cao thủ diệt sát nguyên thần nhất kích về sau, tựa như con kiến bị con voi nghiền mấy trăm chân, sớm nên chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là cái này Trác Phàm thế mà còn nhảy nhót tưng bừng chạy ra đến, điều này không khỏi làm tất cả mọi người, giống như nhìn quái vật mà nhìn xem hắn. Cho dù là cái kia tam đại trưởng lão,
cũng không ngoại lệ. Chăm chú nhìn cái kia nói bóng người màu xanh, thật lâu phản ứng không kịp. Ôi ôi ôi! Từng ngụm thở hổn hển, Trác Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cũng treo một tia đỏ tươi, nhưng trên trán thanh viêm, thiêu đốt lại là càng ngày càng kịch liệt. Thân thủ cảm thụ một chút cái kia ôn hòa hỏa nhiệt, Trác Phàm không khỏi âm thầm may mắn. May mắn hắn nguyên thần có thanh viêm phòng ngự, không phải vậy vừa mới cái kia một chút, thật sự đem hắn nguyên thần diệt sát, chết không có chỗ chôn. Lang trưởng lão chăm chú chằm chằm hắn rất lâu, một mặt mê hoặc, nhìn về phía một bên hổ trưởng lão nói, mãnh hổ, tiểu tử này trên thân lộ ra cổ quái, vậy mà tại lão phu một dưới lòng bàn tay còn chưa có chết, chỉ là thụ bị thương, thực sự quá không hợp với lẽ thường. Khẽ chau mày, hổ trưởng lão suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ ra nguyên nhân, suy đoán nói, trên người tiểu tử kia nhất định có thủ hộ nguyên thần linh binh hoặc ma bảo. Không phải vậy không có khả năng tiếp được ngươi nhất trưởng chi uy. Lời vừa nói ra, không chỉ có là cái kia lang trưởng lão, cho dù là xà trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra hỏa nhiệt vẻ khát vọng, trong lòng hai người đều phát lên trần trụi dục vọng. Có thể thủ hộ nguyên thần bảo bối, cho dù là tại bọn họ hóa hư cảnh cao thủ xem ra, đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kết quả là, lang trưởng lão lại nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lúc, đã không chỉ là sát ý. Càng nhiều lại là cực độ tham lam cùng cướp bóc khát vọng. Hoàn toàn minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm lại là cười lạnh, từ chối cho ý kiến, thủ hạ lại trong bóng tối kết ấn. Vỡ thiên lang hống. Không tiếp tục nói nhảm nhiều một câu, lang trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đại thịnh, một đầu hung mãnh lang ảnh nhất thời ở xung quanh người hiển hiện. Tiếp lấy huy trưởng nhất kích, đầu kia sói liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm bổ nhào qua. Chính là vị này hóa hư cao thủ, đem toàn thân tất cả lực lượng nguyên thần điều động, sử xuất một chiêu nguyên thần diệt sát vũ kỹ. Đường đường hóa hư cảnh cao thủ, lại muốn dùng võ kỹ giết một cái thiên huyền tu giả, cái này tại toàn bộ đại lục đều quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là bây giờ, vị này lang trưởng lão muốn mau sớm đoạt được cái kia có lẽ có thủ hộ nguyên thần linh binh, lại là quyết định thật nhanh, làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Giờ này khắc này. Coi như Trác Phàm thật có như thế linh binh, có thể bảo vệ nguyên thần không bị diệt sát hầu như không còn, thế nhưng của mãnh liệt nguyên thần trùng kích, cũng vẫn như cũ có thể tiễn hắn đi đến hoàng tuyền con đường. Hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão gặp này, ào ào cười lạnh liên tục. Thác Bạt Thiết Sơn mọi người thấy đây hết thảy, lại là sắc mặt nghiêm túc, Liên Nhi càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thế mà, chính trong lúc nguy cấp này, Trác Phàm ấn quyết trong tay đã kết tốt, thở sâu. Lại là bỗng nhiên giống to lên tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, u long quỷ ngâm biến chiêu, côn bằng hoàng lôi sát. Tức, chỉ một thoáng, một tiếng chấn thiên triệt địa kêu to phát ra, Trác Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đại quái điểu, toàn thân thanh viêm bao trùm, cháy hừng hực, tử lôi nổ vang, không gian nứt toác. Đây chính là Trác Phàm lấy hai đại thánh thú bẩm sinh năng lượng, chỗ ngưng kết thành mới chiêu số, đặc biệt nhằm vào nguyên thần trùng kích. Dù sao thanh viêm vốn là luyện thần chí bảo, tử lôi lại là diệt sát năng lượng, sát khí chí cường, hai loại lực lượng tụ họp lại, cho dù là đối mặt hóa hư cao thủ nguyên thần diệt sát, Trác Phàm tự tin, cũng có sức đánh một trận. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng thình lình chấn động, lang trưởng lão bất giác kêu lên sợ hãi. Hiu! Thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia quái điểu đã là không chút do dự xông lên. Cùng hắn cái kia hung mãnh lang ảnh hung hăng va vào nhau. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, song thú va chạm, Trác Phàm này con quái điểu nhất thời bị đầu kia ác lang đụng thành phấn vụn. Trác Phàm cũng là nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra, đầu đau muốn nứt, trên trán thanh viêm thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng là, cái kia quái điểu đang bị va nát về sau, quanh người thanh viêm lại là bỗng nhiên sụp đổ ra đến, bám vào tại cái kia ác lang trên thân. Thẳng đem cái kia sói đói bị bỏng một trận kêu gào, nhè răng gọi bậy. Từng đạo tử lôi như từng cái điện xà giống như, tại nó trên thân toán loạn, thẳng đưa nó đánh đến đủ kiểu thùng, gào rít giận dữ liên tục. Chỉ là một trong nháy mắt, liền oanh một tiếng, tiêu tán vô tung. Lang trưởng lão thân thể nhìn không được hung hăng run run, trong mắt tản mát ra khó có thể tin thần quang, khóe miệng không lý do chảy ra một tia chói mắt đỏ tươi, đầu càng là như lửa thiêu sét đánh đồng dạng. Giống kim châm giống như, từng trận đau đớn, gương mặt co quắp một trận. Xài lang, ngươi, bên cạnh hai người gặp, bất giác quá sợ hãi, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía một mặt suy yếu Trác Phàm lúc,
trong mắt đã là lại không có có lòng khinh thị, ngược lại là thật sâu ngưng trọng. Một cái thiên huyền tu giả, cùng một vị hóa hư cao thủ đối kháng chính diện, thế mà có thể đem hóa hư cường giả trọng thương, đây thật là thiên cổ không nghe thấy. Coi như hắn dùng là nhằm vào nguyên thần sóng âm vũ kỹ, cũng tuyệt đối không thể nào a. Hai người chênh lệch thế nhưng là cách nhau một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường a, sao lại thế? Tam đại trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy kinh dị. Thác Bạt Thiết Sơn bọn người, thì càng là mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ coi là, Trác Phàm dưới một kích này, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn dám cùng lang trưởng lão liều mạng. Mà lại, còn đem đối phương cho liều thành trọng thương, cái này. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã không phải kinh dị đơn giản như vậy, mà chính là trần trụi kinh dị. Cái này nha, còn mẹ hắn là người sao? Một phương diện khác, Trác Phàm thật sâu hít một hơi, lại là sắc mặt càng thêm trắng xám, thậm chí hai tay hai chân đều tại ngăn không được run rẩy lên. Tuy nhiên vừa mới hắn dùng thánh thú hai đại năng lượng thuộc tính, âm cái kia lang trưởng lão một thanh, nhưng không thể phủ nhận là, hai người chênh lệch xác thực quá lớn. Cho dù hắn ngăn lại cái kia đạo nguyên thần diệt sát vũ kỹ, thế nhưng cỗ trùng kích lực, vẫn như cũ để hắn trọng thương phía trên lại lần nữa thương tổn, đã là đến đèn cạn dầu chi cảnh. Tiếp đó, đối phương không cần dùng cái gì vũ kỹ, chỉ là phổ thông nguyên thần diệt sát, liền đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn, đã đứng trước lớn nhất tình cảnh nguy hiểm. Thân thể không khỏi run run, lang trưởng lão miễn cưỡng đem nguyên thần phía trên thống khổ áp xuống tới. Tuy nhiên cũng nhận một tia nguyên thần bị thương, nhưng cùng Trác Phàm trọng thương so ra, vậy liền tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải vấn đề. Nhưng dù vậy, đây cũng là lang trưởng lão đời này cả đời sỉ nhục. Thằng nhãi con, lão phu tuyệt không buông tha ngươi, cơ hồ là theo giữa hàm răng gạt ra thanh âm đồng dạng, lang trưởng lão hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều thế lớn lực mãnh liệt, phảng phất muốn đem thiên địa dẫm đạp đồng dạng. Hổ trưởng lão gặp, nhắc nhở, xài lang, hắn đã trọng thương, lật không nổi cái gì sóng, tùy tiện một cái nguyên thần diệt sát thì giải quyết. Ta biết, nhưng là, ta tuyệt không để hắn chết đến nhẹ nhàng như vậy tự tại. Vừa dứt lời, lang trưởng lão đột nhiên vung tay lên, một đạo mắt trần có thể thấy thanh phong liền rời núi lấp biển hướng Trác Phàm đánh tới, mà lại tại cái kia trong gió lốc, còn hối hả truyền đến dã thú nộ hống thanh âm. Tập trung nhìn vào. Vậy nơi nào là cái gì thanh phong, căn bản chính là từng viên lớn chừng ngón cái lang đầu, ngàn vạn tổ hợp mà thành, tại dương nanh múa vốt cắn xé. Huyền giai vũ kỹ, đàn sói cắn giết, lão phu muốn ngươi tại nguyên thần xé rách bên trong, thống khổ chết đi. Lang trưởng lão hung tợn giận dữ lên tiếng. Nơi xa Liên Nhi một tiếng kinh hô, không đành lòng che miệng, trong mắt tràn đầy lệ quang yêu kiều. Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ cũng là mi đầu lắp một cái. Trong lòng phát lên một chút ai thán. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là một cái thế anh hùng, nên bị người kính trọng, như thế kiểu chết, thực sự quá tàn nhẫn. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, mí mắt cũng là run nhẹ nhẹ một chút, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Có lẽ, có thể dùng thay hình đổi vị, thế nhưng là nguyên thần công kích tốc độ quá nhanh, trên cơ bản cũng là một cái ý niệm trong đầu là có thể đuổi kịp, hắn lại là rất khó chạy thoát. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Hắc Long lật trời. Giống. Một tiếng giống giận rung trời vang lên, Trác Phàm quanh người đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen long ảnh, đuôi dài hất lên, liền đem cái kia đạo thanh sắc cương phong hung hăng đánh tan ra. Lang trưởng lão lần nữa run run thân thể, bước nhanh lui về phía sau hai bước, mới nhìn về phía trước, lại chính gặp một đạo khôi ngô bóng người, bỗng nhiên rơi xuống Trác Phàm phía trước. Cái kia toàn thân phát ra nồng đậm hắc khí, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lệ lão, người rốt cục đến, khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc đường cong, Trác Phàm rằng giặc lên tiếng. Trác quản gia, lão phu tới chậm, xin lỗi. Rên lên một tiếng, Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn xem Trác Phàm có chút suy yếu thân thể, mí mắt bỗng nhiên lắc một cái, tiếp lấy lại chuyển hướng lang trưởng lão, trong hai con ngươi đã là phủ đầy sát ý. Lại dám đánh làm tổn thương ta nhà Trác quản gia. Lão phu tất để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hung hăng khẽ cắn môi, Lệ Kinh Thiên hét lớn lên tiếng. Lang trưởng lão lại là khinh thường bĩu môi, thật sâu dò xét hắn liếc một chút, cười lạnh nói,
ngươi một cái mới đột phá hóa hư cảnh không lâu tu giả, vừa mới ngưng tụ ra chính mình thần hồn, thì dám cản rỡ như vậy, thực sự nói khoác mà không biết ngượng. Đàng hoàng nói cho ngươi, vị này hổ trưởng lão thế nhưng là hóa hư tam trọng cao thủ, hai người chúng ta cũng là hóa hư nhị trọng cao thủ, lão phu nếu không phải lúc trước có chỗ thương thế, bằng ngươi vừa mới một chiêu kia, há có thể tùy tiện liền đem lão phu đẩy lui. Thức thời, thì cho lão phu cút xa một chút, miễn cho lầm tính mạng mình, trắng trắng đột phá cái này hóa hư cảnh giới. Ha ha ha, lệ lão, người thầy a, mấy người này cũng liền chỉ là cái hóa hư cảnh mà thôi, nhưng là não tử không dùng được, riêng là cái kia dâu trắng, thần hồn hóa thành lang hồn lão đầu, nhưng chân chính là ngu ngốc trung bạch si. Song phương đối chiến, nào có đem chính mình vốn liếng toàn thông báo đối phương đạo lý. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ cái này như heo đồng đội a. Lệ Kinh Thiên còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã là cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão cùng nhau liếc mắt chừng cái kia lang trưởng lão liếc một chút, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, tiểu tử này nói còn thật mẹ hắn có đạo lý. Phốc! Nơi xa Liên Nhi thì là lần nữa cười khẽ một tiếng, trong mắt vui nước mắt đan sen. Thác Bà Thiết Sơn mọi người, nhìn lấy đây hết thảy, thì là liên tục gật đầu. Người đang ở hiểm cảnh, lại như cũng như thế lạnh nhạt tự nhiên, cái này Trác Phàm quả nhiên có tướng soái chi tài, anh hùng cái thế. Chỉ có cái kia lang trưởng lão, liên tiếp bị Trác Phàm trêu chọc lường gạt, lại là một gương mặt mo tức giận đến đều nhanh nổ tung. Thằng nhãi con, lão phu hôm nay nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Hung hăng khẽ cắn môi, lang trưởng lão nổi giận lên tiếng, liền muốn lần nữa xông về phía trước, cũng là bị hổ trưởng lão khẽ vươn tay, ngăn lại. Xài lang, người có thương tích trong người, không nên tái chiến, người này để lão phu tới đối phó. Nói, hổ trưởng lão liền bỗng nhiên hướng về phía trước một bước, toàn thân khí thế đại phóng, một cái kim tình ban lan hổ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại quanh người, cái kia cỗ trấn thiên nhiếp khí thế, cũng khiến phải trọng thương phía dưới Trác Phàm, ngăn không được khí tức trì trệ. Hóa hư tam trọng cao thủ, quả nhiên lợi hại, lão tử trốn ở lệ lão khí thế về sau. Thế mà cũng sinh ra lòng buồn bực cảm giác. Mí mắt lắc một cái, Trác Phàm thầm thầm thở dài nói. Lệ Kinh Thiên cũng là trong lòng run lên, thu hồi buông thả chi tâm, đầy mặt nghiêm túc, nhưng là trong hai con ngươi, lại là một cỗ hỏa nhiệt khí diễm cháy hừng hực, lại là võ si mau bệnh lại phạm. Ha ha ha, đến rất đúng lúc. Bất giác cười to cả đời, Lệ Kinh Thiên cũng là không lùi mà tiến tới, một bước cước bộ liền xông đi lên. Quanh người một đầu hắc long quấn quanh, rất là hung mãnh. Cái kia cố cương mãnh khí thế, cho dù so ra kém đối phương cái kia hổ ảnh, nhưng cũng kém không nhiều. Mãnh hổ gặp này, bất giác trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh ngạc. Người ở đây làm sao làm, toàn là quái thai sao? Chính mình hóa hư tam trọng cảnh, đối phương vừa mới đột phá hóa hư cảnh, chính mình chắc là vững vàng áp đối phương một đầu mới đúng. Làm sao hiện tại xem ra? Mặc dù mình bên này khí thế y nguyên mạnh hơn đối phương, nhưng lại mạnh không rõ ràng như vậy, chỗ nào giống chênh lệch hai trọng cảnh bộ dáng. Hổ trưởng lão trong lòng hồ nghi, đầy mặt nghi hoặc, nhưng hắn lại làm sao biết, Lệ Kinh Thiên cả đời vì võ phạm si, gặp mạnh thì mạnh, thường thường có thể phát huy viễn siêu bản thân thực lực. Lại thêm hắn dùng qua thông thiên đan, gân mạch mở rộng gấp bội, nguyên lực trong cơ thể như đại hải giống như dâng trào. Mặc dù bây giờ nhìn qua là hóa hư nhất trọng cảnh tu vi, nhưng chân thực chiến lực, sớm đã ép thẳng tới hóa hư tam trọng. Đụng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, nhất long nhất hổ rốt cục hung hăng đụng vào nhau, phát ra điếc tai oanh minh, toàn bộ không gian cũng theo không ngừng mà run rẩy. Đón lấy, hai người cùng nhau lui lại, lại là người nào cũng không có làm gì được người nào. Hổ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau 5 bước. Lệ Kinh Thiên rút lui thẳng đến 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ để đối diện mãnh hổ kinh ngạc không thôi, xài lang cùng dâm xà hai người, thì càng là tròng mắt đều nhanh chừng rơi mặt đất. Một cái vừa mới đột phá hóa hư cảnh tu giả, thế mà có thể cùng thiên truy bách luyện hóa hư tam trọng cảnh cao thủ liều cái tương xứng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, người ở đây đều đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên, cái đỉnh cái mạnh như vậy. Lúc trước một cái thiên huyền cảnh tiểu tử đem hóa hư cao thủ kích thương coi như, hiện tại lại chạy tới một cái hóa hư nhất trọng cùng hóa hư tam trọng cao thủ tranh phong tương đối. Nơi này ẩn giấu đi một cái bất thế gia đại tông môn à, đi ra đều là thiên tài đệ tử sao?
hai người bất giác một trận mắt trợn tròn, Mãnh Hổ cũng là trong lòng hiện ra nói thầm, cảm giác khó chịu. Nhưng là hắn vẫn là không tin tà, lần nữa hóa thân một con Mãnh Hổ, hướng Lệ Kinh Thiên tiến lên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử cũng không tin, lão tử đường đường hóa hư tam trọng, còn không trị được ngươi cái vừa mới đột phá hóa hư gà mờ. Mãnh Hổ trong lòng một trận oán thầm, Lệ Kinh Thiên gặp này, lại là cười to liên tục, cầu còn không được. Đồng dạng thân thể hóa đen long, phản vọt lên. Bỗng nhiên, hai người lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là, oanh một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia hổ trưởng lão cùng lúc trước một dạng, lại là lui năm bước. Nhưng là lần này Lệ Kinh Thiên lại là chỉ lui thất bước, liền vững vàng đứng vững thân hình, đúng là so trước một lần lại thiếu mấy bước. Thấy tình cảnh này, Mãnh Hổ thật có chút bất an lên, cái này Lệ Kinh Thiên chiến lực vậy mà trong chiến đấu từng bước một tại đề cao. Còn lại hai người cũng là đầy mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn về phía tấm kia kiên nghị khuôn mặt, trong lòng một trận nói thầm. Cái này Phong Lâm Thành đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, đi ra đều không phải là người a. Lại đến, cười to một tiếng, Lệ Kinh Thiên tựa hồ vui ở bên trong, hét lớn một tiếng liền lần nữa xông đi lên. Mãnh Hổ gương mặt khẽ run, trong lòng không phục, đồng dạng ngoan cường xông lên. Kết quả là, Hắc Long Mãnh Hổ giao chiến cùng một chỗ. Đánh cho hôn thiên hắc địa, thanh thế to lớn. Chính là ngươi một chân đến ta một chân, ngươi nhất quyền đến ta chặn lại, không ai nhường ai. Cuồn cuộn rung động nguyên thần ba động bốn phía giữa trời, cho dù là xài lang dâm xả cái kia hai vị trưởng lão, cũng không nhịn được nhìn đến âm thầm tắc lưỡi. Bọn họ không phải nói thiên vũ không có tan hư cường giả sao? Chúng ta tới tùy tiện phất phất tay, là có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt sao? Nhưng là bây giờ... Chẳng những xuất hiện cái hóa hư cảnh, còn cùng Mãnh Hổ đánh cho bất phân cao thấp. Những cái kia cùng chúng ta thông báo thiên vũ tình thế lũ danh con, nói không có một câu đúng. Nhìn lão tử trở về, không thật tốt thu thập các ngươi. Bất quá còn tốt, tình huống còn không có thoát ly trưởng khống, chỉ ít hiện tại, đối phương chỉ có một người có thể đánh với bọn họ một trận mà thôi. Nghĩ tới đây, xài lang lần nữa đem âm độc ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm phương hướng. Lộ ra tà dị tiếu dung, hắc hắc hắc. Trọng thương thiếu niên a, người hộ vệ kia đã phân thân pháp thuật, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Nói, xài lang liền lần nữa vung tay lên, hướng Trác Phàm công tới, nói đạo thanh sắc cương phong hiện ra sói hoang chu lên, dương nanh múa vuốt hướng hắn cuốn tới. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, lại là không nhúc nhích. Ngược lại không phải là hắn không muốn động, thật sự là không còn khí lực lại chạy. Lệ Kinh Thiên hướng nơi này nhìn một chút, lại là khẩn trương, muốn cứu trợ, lại tiếc là không làm gì được bị cái kia Mãnh Hổ chết quấn lấy, phân thân pháp thuật. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam một nữ hai đạo tiếng vang, lại là bỗng nhiên phát ra, thủy hỏa giao dung, sinh tử quyết. Hô! Một đạo bạch quang gào thét mà qua, mang theo khó có thể địch nổi khí thế, chiếu sáng cả vân không thượng tầng, đâm vào mắt người đều có chút không mở ra được. Sau đó đụng một tiếng, đánh xuyên cái kia đạo thanh sắc cương phong, thẳng tắp hướng lang trưởng lão phương hướng phóng tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, lang trưởng lão vội vàng đưa tay chặn lại, đạo bạch quang kia nhất thời bị hắn cản trong tay. Nhưng là cái kia trong ánh sáng cái kia cỗ nóng rực cùng băng hàn sen lẫn nhau biến hóa đáng sợ lực phá hoại, lại là để hắn cảm thấy nguyên thần chỗ sâu ngăn không được một trận đau đớn. Tiếp trong tay siết chặt, đạo bạch quang kia nhất thời phá nát thành lấm ta lấm tấm. Nhưng là lang trưởng lão toàn thân cao thấp, đã là một mặt đỏ rực như lửa, một mặt kết lấy thật dày băng xương, càng không ngừng run rẩy. Xài lang, người thế nào? Dâm xà giật mình, vội vàng hỏi nói. Lang trưởng lão hung hăng khẽ cắn môi, thân thể đột ngột đến chấn động, nhất thời liền đem trên thân băng xương chấn khai, nhiệt khí tán, nhưng đầu vẫn là một trận đau đớn. Đợi dương mắt nhìn lên lúc, lại chính gặp một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, ngăn tại Trác Phàm trước mặt. Lại chính là Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến phu phụ hai người. Hắn nãi nãi, nơi này thật là một cái địa phương cổ quái, làm sao liền hai cái thần chiếu đỉnh phong cao thủ đều có thể thương tổn được ta. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, lang trưởng lão bất giác chăm chú cắn răng, hung tợn nói, bất quá bọn hắn cách hóa hư cảnh còn kém một bước ngắn, tuy nhiên lực lượng nguyên thần cường hãn, nhưng còn không có hình thành chân chính thần hồn, không đạt được nguyên thần diệt sát khủng bố tình trạng. Vừa mới chiêu kia, nhiều lắm là cũng là ngụy hóa hư cảnh mà thôi. Đợi lão phu xuất thủ,
diệt hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Ai, chờ chút. Thế mà, lang trưởng lão còn không có xuất thủ, dâm xà đã là vội vã khoát khoát tay cánh tay, ngăn cản, một đôi tràn đầy dâm uế hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương Tuyết Thanh Kiến cái kia uyển chuyển dáng người, nhịn không được chảy xuống ngụm nước, ta cười ra tiếng, hai người kia, riêng là mỹ nữ kia, giao ta tới đối phó, hắc hắc hắc. Xài lang thấy một lần, biết ra hỏa này dâm tâm lại phạm, bất giác bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài. Mà Cửu Viêm Hải nhìn thấy đối phương người kia nhìn lấy lão bà của mình, bị ổi như thế ánh sáng, trong lòng một trận lửa giận, không khỏi nhảy đến một chút thì lên, ồm ồm nói, lão thái bà, hai chúng ta liên thủ làm thịt cái kia lão già lại nói. Hi hi ha ha, làm sao, ăn dấm. Tuyết Thanh Kiến nhìn về phía Cửu Viêm Hải, bất giác đùa cười một tiếng, trêu đùa, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy yêu thương. Cửu Viêm Hải không nói gì, nhưng trong mắt lửa giận, lại là như muốn phun ra. Trác Phàm gặp, vội vàng nhắc nhở, thù lão, Tuyết tỷ, người kia là hóa hư nhị trọng cao thủ, lấy các người hiện tại công lực, cho dù liên thủ, cũng quá miễn cưỡng. Trác quản gia yên tâm, chúng ta có chừng mực. Giận hư một tiếng, Cửu Viêm Hải lúc này xông lên, chính là đi dâm xà phương hướng. Tuyết Thanh Kiến nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài, lão đầu tử nhà ta thì cái này tính khí, ăn cả một đời dấm, ta cũng không quản được hắn. Trác Phàm trong lòng minh bạch, trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn xem cái kia dâm xà ánh mắt, đột nhiên nói, Tuyết tỷ, ta có một kế, ngươi nghe ta nói. Tiếp lấy Trác Phàm liền mật ngữ truyền thanh cho nàng, Tuyết Thanh Kiến sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, minh bạch hết thảy, liền theo Cửu Viêm Hải sau lưng, bay qua. Mà dâm xà gặp cái này hai phu phụ bay tới, cũng là cười lớn một tiếng, chính hợp ý, đuổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy dâm quang rực rỡ. Lang trưởng lão nhìn thấy Trác Phàm rốt cục chỉ còn một người, không khỏi giữ tợn cười một tiếng, liền muốn phóng đi, nhưng đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là tà cười một tiếng, hét to nói, xú lão đầu, lúc trước ăn hai lần thua thiệt còn không cái sao. Ngươi không sợ ta còn có người mai phục, lại bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại ngươi đã ba độ trọng thương, nếu là lại đến mấy lần, coi như ngươi là hóa hư nhị trọng cao thủ, còn có thể thẳng được bao lâu. Thân thể bất giác trì trệ, xài lang do dự nửa ngày, lại là trao mày, không dám lên trước. Hiện tại hắn tỉ mỉ hồi tưởng, trên thân thương tổn tựa hồ cũng là khinh địch gây nên. Lần thứ nhất, không có đem Trác Phàm để vào mắt, bị hắn trọng thương nguyên thần, lần thứ hai, hắn muốn giết Trác Phàm, kết quả Lệ Kinh Thiên không biết từ chỗ nào xuất hiện. Bị hắn một cái hắc long vẫy đuôi, lại chấn thương một lần, lần thứ ba, hắn vừa ra tay, thì lại bị cái kia phu phụ hai người liên thủ, lại thương tổn một lần. Tuy nhiên những thương thế này đối với hắn mà nói, cũng không tính là quá lớn, nhưng là từng tầng điệp ra, hắn sớm muộn muốn đả thương đến nguyên thần chỗ sâu, lưu lại mầm họa lớn, rất có thể cũng là chung thân tiếc nuối. Còn nếu là chính diện giao phong, những người này muốn đả thương hắn một không có. Cũng là không dễ dàng như vậy. Ai, tóm lại, đều là hắn dưới tình thế cấp bách, sơ ý chủ quan sai. Kết quả là, xài lang bất giác tinh tế nhìn xem chung quanh, biến đến mức dị thường cẩn thận, hắn cũng không thể lại lật thuyền trong mương. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm đã là bắt hắn lại tâm mạch, liền đề nghị, người cảm thấy ta người cùng hai người bọn họ chiến đấu, ai thắng tính toán càng cao. Hừ, cái kia hóa hư nhất trọng tu giả tuy nhiên dũng mãnh. Nhưng lại sao là mãnh hổ hóa hư tam trọng cường giả đối thủ? Một lúc sau, tự nhiên bị thua, còn hai người kia, hừ hừ hừ. Thần chiếu đỉnh phong mà thôi, liền hóa hư cảnh cánh cửa đều không vượt qua. Cho dù hai người liên thủ đạt đến ngụy hóa hư cảnh, cũng vạn ắt không là dâm xà hóa hư nhị trọng đối thủ. Xài lang khinh thường bĩu môi, cười lạnh thành tiếng. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, tiện hóa nói, cái kia không phải, ta hiện tại trọng thương lại chạy không. Ngươi chờ bọn hắn phân ra thắng bại, có hai người kia chiếu ứng ngươi chung quanh, ngươi lại cử động ta, không có nắm chắc hơn. Xài lang vừa nghĩ, cũng đúng. Tiểu tử này dù nói thế nào cũng là thiên huyền cảnh, còn trọng thương tại thân, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Đến thời điểm mãnh hổ cùng dâm xà cùng đối phương cao thủ phân ra thắng bại, lão phu đem tiểu tử này bắt đến, thật tốt tra tấn một phen, không phải càng có một hương vị, có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Nghĩ như vậy, xài lang liền không sai gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, xem như đáp ứng, làm đến giống như hắn rất có cao thủ phong độ một dạng.
Thế nhưng là nơi xa Thác Bà Thiết Sơn gặp này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, ai, cái này lang trưởng lão xác thực não tử không dùng được, lại trúng kế. Cái gì, hắn trúng cái gì kế? Thác Bạt Lưu Phong sững sờ, hỏi. Khẽ vuốt chòm râu, Thác Bạt Thiết Sơn cười khẽ một tiếng, hoãn binh chi kế, tuy nhiên tiểu tử kia muốn làm gì, lão phu không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hắn là muốn chỉ hoãn thời gian, lấy mưu hậu thủ. Lưu Phong, ngày sau ngươi lĩnh quân mang binh như gặp phải loại tình huống này, ngàn vạn không thể nghe đối phương hồ ngôn loạn ngữ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không cần thiết sợ đầu sợ đuôi, mất đi cơ hội tốt. Thác Bạt Lưu Phong không sai gật đầu, nhưng lại nhìn nơi xa lang trưởng lão liếc một chút, lại là do dự một trận, thì thào lên tiếng, như vậy. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở lang trưởng lão một chút? Tuyệt đối không nên. Thế nhưng là, hắn tiếng nói vừa ra, Thác Bạt Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma liền cùng nhau khoát khoát tay, chăm miệng một lời. Đón lấy, hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Mọi người gặp này, bất giác hơi nghi hoặc một chút. Làm sao quốc sư cùng nguyên soái đều là một loại ý kiến, còn rất gấp bộ dáng, sợ Thác Bạt Lưu Phong thật mở miệng giống như. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hai cái thân kinh bách chiến lão hồ ly, trong lòng nói nhỏ. Dường như nhìn ra bọn họ tâm tư, Hãn Thiết Ma trầm ngâm nửa ngày, đạm mạc lên tiếng, Lưu Phong, nếu là ngươi hiện tại làm lấy cái kia lang trưởng lão mặt, mắng hắn đần độn, hắn hội phản ứng ra sao? Đó còn cần phải nói, khẳng định nhất trưởng đem ta đánh chết. Trong lòng không còn gì để nói, Thác Bạt Lưu Phong một mặt không hiểu nhìn về phía quốc sư, đây không phải rõ ràng bày sự tình a. Cười nhẹ gật gật đầu, Hãn Thiết Ma nói tiếp, cái này đúng, ba vị này trưởng lão cố chấp bảo thủ, coi trời bằng vung. Người bây giờ đi lên nhắc nhở hắn trúng kế, cùng ngay trước mặt mắng hắn đần độn có gì khác nhau. Đến lúc đó cho dù trong lòng của hắn rõ ràng, người cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lại nói chắc phàm tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Khẩu sán liên hoa, khả năng dăm ba câu liền đem cái kia lang trưởng lão đầu mâu đâm tới ngươi bên này, vậy ngươi nhưng chính là chết thật đến oan. Thác Bạt Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái trán bất giác chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, hướng về quốc sư khom người cúi đầu, cảm tạ chỉ giáo. Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một trận, thản nhiên nói, ba người này phẩm hạnh không đoan, tuy là chúng ta trợ lực, nhưng lại không nên quá nhiều thân cận. Trên chiến trường, bọn họ có thể ăn điểm đau khổ. Cũng là chuyện tốt. Thì nhìn cái này chắc phàm, có cái gì hàng mẫu sự tình, để bọn hắn ăn nhiều đại khổ. Lời vừa nói ra, mọi người mới hết thảy không sai, rõ ràng Bạch Nguyên Soái tâm ý. Nguyên lai chúng ta vị này Nguyên Soái đại nhân, là muốn mượn chắc phàm chi thủ, thật tốt giáo huấn cái này ba cái tên khốn kiếp a. Nghĩ đến đây ba người lúc trước đủ loại hành động, mọi người bất giác tất cả đều phát ra từng tiếng cười gian. Một mặt xem kịch vui mà nhìn xem trên chiến trường mọi người, thậm chí một trái tim đều lại đến Trác Phàm chỗ đó. Trác Nguyên Soái, người có thủ đoạn gì nhưng muốn xử hết ra, khác che giấu, cũng đừng cho chúng ta cái gì mặt mũi, giết chết cái kia ba nha, hắc hắc hắc. Hãn Thiết Ma nhìn lấy mọi người cái kia gian trá khuôn mặt, cũng không khỏi đến cười một tiếng, lắc đầu. Một phương diện khác, Cửu Viêm Hải phu phụ cùng cái kia xà trưởng lão chính thức đối cùng một chỗ. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến song trưởng tương giao, vận chuyển sinh tử quyết công pháp. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ hùng hồn năng lượng liền một trong tay bọn hắn hình thành. Nhưng là cái kia xà trưởng lão lại không chút phật lòng, vẫn như cũ một mặt cười dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Thanh Kiến eo thon, thỉnh thoảng còn thiêu động lẳng lơ mi đầu. Tuyết Thanh Kiến nhạt cười một tiếng, cũng là hướng về phía hắn vũ mị nháy mắt mấy cái. Cửu Viêm Hải gặp này, phổi đều muốn tức điên, vung vung tay lên. Liền đem tập hợp hai người toàn thân lực lượng nguyên thần hình thành cỗ năng lượng kia sóng đẩy đi ra. Chỉ một thoáng, một đầu luyện không như một mũi tên nhọn giống như bắn thẳng đến trời cao, chỉnh chỉnh đối hướng dâm xạ ở ngực. Những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Thế nhưng là, xà trưởng lão lại là căn bản không có đem đây hết thảy để vào mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên, thân thể lắc một cái, toàn thân cao thấp liền bỗng dưng thoát ra vô số xà ảnh. Rất nhanh liền bện thành một chương vô số tiểu xà đang ngọ nguậy la võng. Phốc! Một tiếng vang trầm, cái kia đạo luyện không bắn tại trên la võng, lại khó tiến lên trước một bước. Mà lại, cái kia đạo luyện không phía trên năng lượng, cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Từ vừa mới bắt đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm quang trụ, rất nhanh liền thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, thu nhỏ hơn nữa đến cây trúc phẩm chất.
trong mắt nhìn không được chừng một cái, Cửu Viêm Hải định thần nhìn lại, lại chỉ thấy người cạm bẫy kia phía trên tiểu xà, chính há miệng nhỏ, hấp thu cái kia quang trụ năng lượng. Bất quá giây lát thời gian, cái kia quang trụ thì hoàn toàn biến mất không thấy. Hắc hắc hắc, vô chi tiểu bối, các ngươi mặc dù là thần chiếu đỉnh phong, cách hóa hư cảnh chỉ có một bước ngắn, lại là thiên địa khác biệt. Các ngươi dùng chỉ là lực lượng nguyên thần, nhưng hóa hư cảnh cao thủ, thế nhưng là vận chuyển luyện hóa thành hình thần hồn, bên trong chênh lệch to lớn, không phải các ngươi suy nghĩ. Nếu là không muốn chết lời nói, liền mau đầu hàng đi. Dâm xà không khỏi cười lớn một tiếng, tiếp lấy đem dâm uế hai mắt nhìn về phía Tuyết Thanh kiến uyển chuyển đồng thể, cười ta nói, riêng là ngươi, mỹ nhân, lão phu cũng không muốn giết ngươi, không bằng đầu nhập vào lão phu, tới làm ta đệ tử a, như thế nào? Đánh rắm, ngươi cái dâm côn, nàng là ta lão bà, ngươi thiếu mẹ hắn đánh nàng chủ ý. Cửu Viêm Hải giận quát một tiếng, chửi rủa liên tục. Xà trưởng lão song đồng chừng một cái, phất tay hất lên, một đầu như thùng nước phẩm chất cự mãng liền đột nhiên hiện hình, rất nhanh liền đi vào Cửu Viêm Hải trước người. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cái kia cự mãng đã là một cái vùng đuôi, đem hắn vững vàng quấn lên, tinh hồng lưỡi rắn phun ra mà ra, bén nhọn răng nanh bên trên tán phát lấy nồng đậm xương độc. Cửu Viêm Hải chỉ là tại xương độc này xâm nhiễm dưới, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, một trận bất lực, dường như chính mình ý thức lập tức liền muốn biến mất đồng dạng. Lão đầu tử, Tuyết Thanh kiến giật mình, hét to lớn tiếng. Dâm xà lại là tà tiếu liên tục, nhìn về phía nàng nói, mỹ nhân, người cái kia lão già không có việc gì. Chỉ là lão phu thần hồn tế luyện chính là độc vương mãng xà, ta độc kia muốn là hấp thu vào trong cơ thể hắn, lập tức liền sẽ ăn mòn nguyên thần, sau cùng thần hồn tán loạn mà chết, trên đời không người có thể cứu. Không muốn. Tuyết Thanh kiến vội vã khoát khoát tay, mặt hiện cháy sắc. Dâm xà một trận đắc ý, hướng nàng vạch vạch ngón tay, cười dâm nói, để cho ta không làm thương hại lão gia hỏa kia, lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngươi làm ta người, ta chuyện gì đều nghe ngươi, còn không mau mau tới. Tuyết Thanh kiến một trận do dự, mặt hiện ngượng nghịu, nhưng nhìn đến Cửu Viêm Hải bị cái kia thần hồn cự mãng quấn quanh thống khổ, liền bất đắc dĩ ai thán một tiếng, đành phải kéo lấy phiền muộn tốc độ. Từng bước một hướng cái kia bị ổi dâm xà đi đến. Xài lang gặp này, không khỏi cười lớn một tiếng, một mặt kiệt ngao nhìn về phía Trác Phàm nói, thằng nhãi con, chúng ta bên này thế nhưng là đã thắng một cục. Chờ mãnh liệt hổ trưởng lão đem cái kia mới vừa vào hóa hư cảnh lão ra hỏa thu, lão phu thì tới đối phó ngươi. Lão phu muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha ha. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm không có lên tiếng. Chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Tuyết Thanh kiến từng bước một hướng địch nhân đi đến. Tới đi, tiểu mỹ nhân, khặc khặc khặc. Tuyết Thanh kiến vừa mới đi tới gần, dâm xà liền một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, cười dâm đáng liên tục. Tuyết Thanh kiến một tiếng kinh hô, muốn né tránh, cũng đã bị hắn vững vàng chế trụ, làm sao cũng mở không ra. Thân thể hung hăng chật chật, Tuyết Thanh kiến hai mắt trâu loạn chuyển, gắt giọng, ngươi. Ngươi điểm nhẹ, ngươi làm đau ta. Lão bất tử, người thả ta ra lão bà. Cửu Viêm Hải bị cái kia mãng xà quấn lấy, xương độc hun lấy, vốn là đã là hỗn loạn, nhưng là xem xét loại tràng diện này, không khỏi tức giận đến tinh thần, gầm thét liên tục. Khiêu khích liếc hắn một cái, dâm xà không khỏi cười quái dị liên tục, tiếp lấy ngược lại nhìn về phía dưới thân người ngọc, cười ta nói, mỹ nhân, ta thả ra ngươi, ngươi cũng không thể chạy. Sẽ không, đời ta theo định ngươi, ha ha ha. Tuyết Thanh kiến cười khan một tiếng, qua loa nói. Dâm xà không sai gật đầu, liền nhẹ nhàng buông ra, nhưng tại giây phút này, Tuyết Thanh kiến trong mắt lại là đột nhiên lóe qua một đạo băng hàn sát ý, trong tay nguyên lực ngưng kết, nhất trưởng hướng đầu hắn đánh tới. Thế mà, phốc một tiếng, một trưởng kia lại bị dâm xà dễ dàng chộp trong tay, tiếp lấy dâm xà trên tay lại siết chặt, lại đem Tuyết Thanh kiến thân thể vững vàng quấn lại đến, cười to liên tục, ha ha ha. Ta liền biết. Ngươi là một thất ngựa hoang, bất quá ta ưa thích, ngựa hoang lão phu gặp qua không ít, muốn hành thích lão phu, muốn tự sát đều có, sau cùng còn không phải bị lão phu thu phục, ngươi cũng không ngoại lệ. Đánh rắm, phi, Tuyết Thanh kiến giận quát một tiếng, nhẹ ngâm một miệng. Nhưng là cái kia dâm xà lại không để ý chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, kêu lên, mỹ nhân ngươi càng là tính liệt, lão phu thì càng có cảm giác thành công. Đến, hôn một cái. Nói, cái kia dâm xà liền ngoác miệng ra ba,
hướng Tuyết Thanh Kiến trắng nõn khuôn mặt cúi người xuống. Lão Dâm Côn, im ngay. Cửu Viêm Hải nhìn đến khóe mắt, lại là thân thể bị trói, không có cách nào. Thế mà, đúng vào lúc này, ông một tiếng không gian ba động phát ra, dâm xà cái kia dâm đãng miệng, cũng hung hăng hương tại một khuôn mặt phía trên. Thế nhưng là, làm hắn ngẩng đầu lên, hướng phía dưới xem xét lúc, lại là nhất thời dọa đến tròng mắt kém chút đụng tới. Tại sao là ngươi? Dâm xà trong ngực ôm lấy Trác Phàm, cảm giác mình vừa mới có loại gặm một miệng thối cứt chó cảm giác, hận không thể hiện tại thì phun ra. Mà cái kia lang trưởng lão cũng là mắt trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm vừa mới vị trí, đã thấy Tuyết Thanh Kiến chính đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó. Lão đầu tử, nhìn ta ánh mắt, có xinh đẹp hay không? Trác Phàm nắm bắt cuống họng, tế thanh tế khí, dáng vẻ cái cỡm nhìn về phía dâm xà nói. Thân thể nhịn không được run run, dâm xà nhìn lấy Trác Phàm trương này nam nhân khuôn mặt, một miệng bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. Lão tử vừa mới muốn hôn là mỹ nhân, làm sao lại biến thành một cái hán tử? Còn để cho ta nhìn ngươi con mắt có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp ngươi cái quỷ, lăn. Dâm xà vừa định vung tay đem hắn ném, kết quả Trác Phàm lại là như điều bạch tuộc đồng dạng quấn lên đến, song tay vồ một cái đầu hắn, chăm chú nhìn ánh mắt hắn, tiếp tục cười hì hì nói, ta đang hỏi ngươi đây, nô gia ánh mắt có xinh đẹp hay không? Ngươi cái chết biến thái, lại dám trêu chọc lão phu không thể không giết ngươi. Dâm xà nộ hống lên tiếng, toàn thân khí thế đại phóng, đối Trác Phàm sát ý đã thẳng lên cửu tiêu, tựa hồ Trác Phàm là hắn cửu nhân giết cha đồng dạng. Thậm chí, liền xem như hắn cửu nhân giết cha, lúc này cũng so Trác Phàm thuận mắt nhiều. Thế nhưng là Trác Phàm không sợ chút nào, vẫn như cũ ôm lấy đầu hắn, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trong mắt lại là đột nhiên lóe qua hai đạo màu vàng vầng sáng, cười lạnh thành tiếng, thực, con mắt ta rất xinh đẹp, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nhìn ngươi cái quỷ. Dâm xà mắng to lên tiếng, vừa định đem Trác Phàm cho hắn nương ném ra, lại là oanh một tiếng, đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đây hết thảy đều là Trác Phàm thiết kế tốt, thừa dịp Tuyết Thanh Kiến sắc dụ tại hắn, sau đó hai người thông qua thay hình đổi vị để hắn tâm lý xuất hiện chênh lệch, thừa dịp hắn tâm phiền ý loạn lúc, Trác Phàm lại một cái không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, lúc này liền đem đầu hắn đánh bay ra ngoài. Mãnh liệt dòng máu hướng ra phía ngoài không ngừng chảy, dâm xà thân thể cứng đờ, chậm rãi hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.